Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 801, tập hợp dược liệu. Ở đây một đám nước hoa cao tầng cũng ít nhiều gì hiểu rõ một ít Diệp Thần Phong cao siêu y thuật, trước mắt Nam Cảng sự tình để bọn họ mỗi ngày ăn không vô ngủ không được, những này cửu chức vị cao ông lão mặt trên mỗi một người đều tràn ngập mệt mỏi, nhìn thấy Diệp Thần Phong xuất hiện ở trong phòng họp, lại mà nghe được đoạn nam âm thanh kích động, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt. Thật giống là sói xám lớn nhìn thấy thỏ trắng nhỏ như thế. Ngồi ở chủ vị số một thủ trưởng Dư Năm được mùa, trong lòng của hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, từ trên ghế chạm lên, đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hòa ái, nói rằng, Thần Phong, ngươi thật là để chúng ta dễ tìm a. Cũng còn tốt chính là ngươi đúng lúc trở về, xem ra Nam Cảng bệnh truyền nhiễm có cứu. Trước lúc này Kinh Thành quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam đề nghị muốn cho Diệp Thần Phong gia nhập thời điểm, một các vị cấp cao bởi vì cũng hiểu rõ Diệp Thần Phong y thuật bất phàm, vì lẽ đó bọn họ đều là gật đầu đồng ý, nhưng là cuối cùng Diệp Lão gia tử nói cho bọn họ biết, Diệp Thần Phong đã đi tới cổ vũ giới, không có ai có thể liên lạc với Diệp Thần Phong. Phải biết cổ vũ giới ở những này nước hoa cao tầng xem ra cũng là phi thường thần bí, nếu Diệp Thần Phong tiến vào cổ vũ giới. Như vậy bọn họ cũng không có năng lực liên lạc với Diệp Thần Phong. Thần Phong, người quả thực là chúng ta nước hoa cứu tinh a. Hiện tại Nam Cảng loại này bệnh truyền nhiễm căn bản là không có cách được hữu hiệu khống chế, hơn nữa tử vong nhân số trở nên càng ngày càng nhiều, bằng vào chúng ta nhất định phải mau chóng nghiên cứu chế tạo ra trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm thuốc, bằng không e sợ toàn bộ Nam Cảng đều muốn luân hãm. Số 2 thủ trưởng Dương Sa trịnh trọng việc nói rằng, còn lại ở đây cao tầng bao quát Diệp lão gia tử cùng Vũ lão gia. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, chờ đợi Diệp Thần Phong đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Ai, Diệp Thần Phong trong lòng tầng tầng thở dài một hơi, chuyện đến nước này coi như hắn không muốn đi Nam Cảng cũng không xong rồi. Lại nói trong thân thể hắn lưu đồng dạng là viêm hoàng tử tôn dòng máu. Hắn có thể trơ mắt nhìn toàn bộ Nam Cảng bởi vì một loại bệnh truyền nhiễm mà luân hãm sao? Hơn nữa chuyện này rõ ràng là đảo quốc người ở sau lưng giở trò. Diệp Thần Phong vốn định trở lại kinh thành sau, trước tiên phải giúp Hàn Sơ Tuyết phối chế giải trừ cấm thuật di chứng về sau thuốc giải, hắn hiện ở trong tay đã có 3 cây trăm năm 10 diệp thảo, bất quá, muốn chế biến ra loại này thuốc giải còn cần 7 loại dược liệu, phân biệt là trăm năm nhân sâm, trăm năm linh chi chờ chút, đều phải muốn lên trăm năm dược liệu. So với trăm năm 10 diệp thảo mà nói, còn lại 7 loại dược liệu tuy rằng cũng phi thường quý giá, nhưng đều là thế tục giới có dược liệu, nhưng là nắm giữ trăm năm niên đại liền không thông thường. Nói thí dụ như trăm năm nhân sâm loại hình, những thứ này đều là có thị vô giá, một cây trăm năm nhân sâm ở thế tục giới phóng tới sàn đấu giá đi tới bán đấu giá, tối thiểu cũng có thể vỗ tới hơn triệu giá cả. Diệp Thần Phong ở thế tục giới muốn chính mình vơ vét mặt khác 7 loại trăm năm dược liệu. Hẳn là cũng phải bỏ ra một quãng thời gian. Nhưng mà, ở đây những lão già này không đều là nước hoa kim tự tháp đỉnh nhân vật sao? Để bọn họ ra tay vơ vét này 7 loại trăm năm dược liệu hẳn là phải nhanh chóng hơn nhiều. Khặc khặc, Diệp Thần Phong hắng giọng, nói rằng ta có thể đi Nam Cảng một tuần lễ, đồng thời bảo đảm ở này trong vòng một tuần lễ, đem Nam Cảng bệnh truyền nhiễm khống chế lại, thế nhưng như vậy sẽ làm lỡ ta nguyên lai sự tình, không biết ở đây các vị lão già có nguyện ý hay không cũng giúp ta làm một ít chuyện. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn không biết ở Nam Cảng truyền bá ra chính là một loại như thế nào bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng hắn tin tưởng lấy hắn bây giờ y thuật, hẳn là không nghi nan tạp chứng gì có thể làm khó hắn. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý, lại tràn đầy tự tin bảo đảm trong vòng một tuần lễ, liền có thể đem Nam Cảng bệnh truyền nhiễm khống chế lại. Ở đây một các vị cấp cao đều phi thường mừng rỡ, Diệp lão gia tử mở miệng nói, Thần Phong, người muốn chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì? Chỉ cần không phải trái với ích lợi quốc gia, chúng ta những lão già này cũng có thể giúp ngươi đi làm. Gia gia, kỳ thực cũng chỉ là một ít chuyện nhỏ mà thôi, ta chỉ là cần các vị lão gia giúp ta trong thời gian ngắn nhất vơ vét một ít dược liệu mà thôi, tốt nhất là ở ta lần sau trở lại kinh thành thời điểm, là có thể đem ta dược liệu cần thiết cho tập hợp. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, nghe vậy, Dư Năm được mùa vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Thần Phong, ngươi không phải là cần một ít dược liệu mà. Cái này vô cùng đơn giản a. Đem ngươi dược liệu cần thiết nói ra. Vậy ta cảm ơn trước Dư lão gia tử.
Diệp Thần Phong giảo hoạt cười một tiếng nói, ta cần trăm năm nhân sâm 3 cây, trăm năm linh chi 3 cây, trăm năm. Diệp Thần Phong sở dĩ muốn chuẩn bị 3 phân dược liệu, hắn vì là chính là để ngừa vạn nhất, đây chính là quan hệ Hàn Sơ Tuyết tính mệnh, lại nói Diệp Thần Phong trong tay cũng vừa hay có 3 cây trăm năm 10 diệp thảo, đầy đủ có thể chế biến ra 3 phân thuốc giải đến rồi. Nghe được Diệp Thần Phong báo ra liên tiếp trăm năm dược liệu, hơn nữa mỗi một dạng đều muốn 3 cây, điều này làm cho ở đây một các vị cấp cao bắp thịt hơi co giật, dư năm được mùa hiện tại hận không thể lập tức đánh chính mình một cái tát, vừa nãy hắn tại sao muốn vỗ bộ ngực bảo đảm đây? Phải biết muốn tập hợp Diệp Thần Phong cần những dược liệu này, tối thiểu muốn 4, 5 ngàn vạn tiền, lại nói trong đó rất nhiều trăm năm dược liệu coi như có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Diệp lão gia tử cùng Vũ lão gia đương nhiên là đứng ở Diệp Thần Phong bên này, bọn họ biết Diệp Thần Phong cần những dược liệu này khẳng định là hữu dụng, trực lai trực vãng Vũ lão gia quay về Dương Sa, nói rằng, Dương lão đầu, ta đã sớm nghe nói trong nhà của ngươi có một cây trăm năm nhân sâm, hiện tại Thần Phong cần, ngươi vừa vặn có thể cống hiến đi ra. Dương Sa trong lòng tuy rằng đau lòng, nhưng ngược lại cũng phi thường sảng khoái, trực tiếp nói, người khác hỏi ta đòi hỏi. Ta còn chưa chắc chắn sẽ cho, nhưng Thần Phong ta hay là muốn cho, tiểu tử này nhưng là chúng ta nước Hoa tương lai hy vọng a. Chỉ là một cây trăm năm nhân sâm tính là gì? Coi như là ngàn năm nhân sâm, chỉ cần Thần Phong cần, ông lão ta cũng liền con mắt đều sẽ không chát một thoáng. Dương lão đầu, xem ra ngươi ngã cũng là cực kỳ hào phóng a. Ta nghe nói ngươi có mấy bình cất giấu nhiều năm rượu ngon, hôm nào ta mang theo Thần Phong đi trong nhà của ngươi nếm thử. Vũ lão gia cười nói, An Quốc, người thiếu ghi nhớ lão Dương cất giấu, ngay cả ta đi tới gia đình hắn đều không có cơ hội thưởng thức đây. Dư năm được mùa trêu ghẹo nói. Dương Sa sang sảng nói rằng, chỉ cần Thần Phong đến ta Dương gia làm khách, ông lão ta nhất định lấy ra ta cất giấu đến. Ngược lại, Dương Sa nụ cười trên mặt càng ngày càng dồi dào, nói rằng, ta chỉ sợ Vũ lão đầu ngươi không dám mang theo Thần Phong đến ta Dương gia làm khách. Nếu như Thần Phong thật sự đến rồi, ta không chỉ có đem ta cất giấu lấy ra, ta còn để ta mấy cái tôn nữ khỏe mạnh bắt chuyện Thần Phong. Ha ha ha! Nghe được Dương Sa lời nói này, còn lại cao tầng cũng đều thoải mái bắt đầu cười lớn. Từ khi Nam Cảng sự tình phát sinh sau khi, bọn họ nhưng là vẫn luôn mặt mày ủ rũ, có thể nói tiếng cười kia hoàn toàn là Diệp Thần Phong mang cho bọn họ. Thần Phong, nhà ta vừa vặn có một cây trăm năm linh chi, lão già ta đưa cho ngươi. Thần Phong, nhà ta có. Ở Dương Sa biếu tặng Diệp Thần Phong một cây trăm năm nhân sâm sau khi, còn lại cao tầng cũng dồn dập mở miệng. Mới một hồi thời gian, cũng đã tập hợp phối chế một bộ thuốc giải dược liệu, Diệp Thần Phong nhìn thấy trước mặt những này đáng yêu các lão đầu tử, tâm tình cũng trở nên không sai. Ở nước Hoa e sợ cũng chỉ có Diệp Thần sẽ đem những này kim tự tháp đỉnh đại nhân vật, tỷ dụ thành đáng yêu các lão đầu tử. Phải biết những lão già này bình di bên trong có thể đều là uy nghiêm cực kỳ, có người nào dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Thần Phong, ngươi yên tâm được rồi, chúng ta trước tiên giúp ngươi kiếm ra những dược liệu này đến, chờ ngươi lần sau lúc trở lại, còn lại dược liệu chúng ta khẳng định cũng đã giúp ngươi tập hợp. Dư Nam được mùa cười nói. Thần Phong, gia gia ta ở Nam Cảng đúng là có cái bạn cũ, mấy ngày trước ta vẫn cùng đối phương thông qua điện thoại đây. Ta cái này bạn cũ bình thường liền yêu thích siêu tập dược liệu quý giá, vừa vặn sau 5 ngày là ta này bạn cũ 70 đại thọ, ngươi có thể đi thay ta bái phỏng hắn, ta chuyện xảy ra trước tiên thế ngươi lên tiếng chào hỏi, hắn nơi đó đừng nói là trăm năm dược liệu, hay là ngàn năm dược liệu đều có. Diệp lão gia tử nói rằng, ân, thật, gia gia, lần này đi Nam Cảng nếu như có rảnh rỗi, ta liền đi bái phỏng ngươi vị lão bằng hữu này. Diệp Thần Phong nói rằng, sư phụ, hiện tại đừng nói trước siêu tập dược liệu sự tình, nhà ta vừa vặn cũng có một cây trăm năm linh chi, các loại chờ trở lại kinh thành sau đó, ta đưa nó đưa cho sư phụ ngươi, hiện tại sư phụ ngươi tốt nhất lập tức tới rồi Nam Cảng, như vậy ta cũng là có thể sớm một chút an tâm. Trong màn ảnh kinh thành quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng một các vị cấp cao nói cái không để yên, hắn rốt cục không nhịn được mở miệng. Hắn ở Diệp Thần Phong trên người là từng trải qua nhiều lần y học kỳ thích, vì lẽ đó hắn tin tưởng hắn vị sư phụ này Diệp Thần Phong, lần này nhất định cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chương 802, có kỳ lạ.
Đoạn Nam làm Diệp Thần Phong trên danh nghĩa đồ đệ, Diệp Thần Phong cũng không cần khách sáo, nếu bây giờ quyết định muốn đi một chuyến Nam Cảng, như vậy Diệp Thần Phong tất yếu trước đó tìm hiểu một chút, ở Nam Cảng khuếch tán ra đến cùng là một loại như thế nào bệnh truyền nhiễm. Diệp Thần Phong nhìn màn ảnh bên trong Đoạn Nam, nói rằng, Đoạn Nam, người đem bị mắc bệnh loại này bệnh truyền nhiễm người bệnh thân thể biến hóa cho ta đơn giản tự thuật một thoáng. Như vậy ta đi tới Nam Cảng sau, liền có thể gia tốc khống chế bệnh truyền nhiễm truyền bá. Tối, Đoạn Nam đối với Diệp Thần Phong y thuật là tuyệt đối thuyết phục, tuy rằng hắn cũng già đầu người, nhưng trong lòng của hắn là thật sự coi Diệp Thần Phong là làm sư phụ của chính mình đối xử, dưới cái nhìn của hắn học to nhỏ, đạt giả làm đầu. Thấy sư phụ của chính mình mở miệng hỏi thoại, trong màn ảnh Đoạn Nam trên mặt lộ ra cung kính vẻ mặt. Điều này làm cho trong phòng họp một các vị cấp cao không bội phục Diệp Thần Phong cũng không được a. Phải biết Đoạn Nam nhưng là cùng bọn họ đồng nhất bối nhân vật, hơn nữa Đoạn Nam y thuật cực kỳ cao siêu, ở đây những cao tầng này ít nhiều gì đều ăn qua Đoạn Nam bế môn canh, mà bây giờ Đoạn Nam cái này cố chấp ông lão, dĩ nhiên cung kính như thế gọi một vị trẻ tuổi là sư phụ. Điều này làm cho phần lớn cao tầng cảm giác mình hơn nửa đời người đều sống đến cẩu trên người. Sư phụ. Ở Nam Cảng truyền bá ra loại này bệnh truyền nhiễm, là bây giờ y học trên xưa nay chưa từng xuất hiện, hẳn là một loại hình bệnh độc, bằng vào chúng ta tạm thời đem loại này hình bệnh độc gọi là vì là X bệnh độc. X bệnh độc truyền bá cực kỳ tốc, trải qua chúng ta những này di nghiên cứu, loại vi khuẩn này có thể thông qua không khí truyền bá, hơn nữa ở trong không khí vô cùng sinh động, vì lẽ đó loại vi khuẩn này truyền bá lên tốc độ là chúng ta pháp tưởng tượng. Trong màn ảnh Đoạn Nam lông mày chăm chú nhăn, thoáng dừng lại một chút sau khi, tiếp tục nói, sư phụ, loại này X bệnh độc không chỉ cực kỳ dễ dàng truyền bá. Sức sống còn đặc biệt mạnh, mấy ngày trước chúng ta đem loại vi khuẩn này bỏ vào 100 độ nhiệt độ cao bên trong, nhưng là 100 độ nhiệt độ cao chút nào giết không chết loại vi khuẩn này ở 100 độ trong hoàn cảnh, chỉ có sinh động tính giảm xuống một chút. Nghe Đoạn Nam tự thuật loại vi khuẩn này cơ bản rất tính. Diệp Thần Phong ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, trực giác nói cho hắn loại vi khuẩn này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, mở miệng hỏi, Đoạn Nam, ngươi trực tiếp nói cho ta người bệnh ở cảm hóa loại vi khuẩn này sau, trên người sẽ sản sinh như thế nào biến hóa? Đoạn Nam hồi đáp, sư phụ, cảm hóa loại vi khuẩn này người bệnh. Khởi điểm bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ sẽ từ từ suy kiệt, sau đó hai mắt sẽ triệt để mù. Cuối cùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rẻ sẽ hiện ra một loại màu đen, mãi đến tận loại này màu đen càng ngày càng dày đặc, người bệnh cả người trên người như bị bôi lên màu đen thuốc màu. Khi làm đến giờ phút này thời điểm, như vậy người bệnh sinh mệnh cũng liền đi tới phần cuối. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy có loại này hiếm thấy bệnh truyền nhiễm, sư phụ ngươi có nghe nói qua sao? Đang nghe xong Đoạn Nam miêu tả người bệnh cảm hóa bệnh trạng sau. Diệp Thần Phong trong ánh mắt nghiêm nghị vẻ càng ngày càng rõ ràng, trong lòng tự lẩm bẩm, này, sao có thể có chuyện đó? Này rõ ràng là tử hắc chứng bệnh trạng, tử hắc chứng làm sao sẽ ở bây giờ cái thời đại này liền xuất hiện? Diệp Thần Phong suy nghĩ trong lòng đến tử hắc chứng, này chính là tương lai thế giới một loại bệnh độc. Ở một đời trước Diệp Thần Phong thời đại kia, tử hắc chứng là một loại khá là phổ biến bệnh độc. Thời đại kia người bị mắc bệnh tử hắc chứng. Chỉ phải đi bệnh viện bên trong quải mấy ngày nước muối liền có thể khỏi hẳn, bởi vì ở thời đại kia đã nghiên cứu ra trị liệu tử hắc chứng thuốc. Mà căn cứ Đoạn Nam miêu tả người bệnh bệnh trạng, hầu như cùng tử hắc chứng người bệnh bệnh trạng giống nhau như đúc, nhưng là Diệp Thần Phong trong đầu một đời trước ký ức, này tử hắc chứng tối thiểu cũng phải 1-200 năm sau mới phải xuất hiện, căn bản không thể ở bây giờ cái thời đại này liền xuất hiện. Lấy bây giờ thế giới chữa bệnh trình độ, tử hắc chứng bằng là bệnh nan y. Cái thời đại này y học quyền uy căn bản không thể trị liệu chết tử tế hắc chứng người bệnh. Sư phụ, người có phải là biết loại này X bệnh độc? Trong màn ảnh Đoạn Nam thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không trả lời. Đứng tại chỗ đờ ra dáng dấp, hắn mở miệng lần nữa nghi hỏi. Diệp Thần Phong lúc này mới tỉnh táo lại, hỏi, Đoạn Nam, có thể hay không đem loại vi khuẩn này tài liệu cặn kẽ, cùng với người bệnh bức ảnh? Hiện tại lập tức chuyện một phần cho ta. Hiện tại Diệp Thần Phong nhất định phải biết rõ ở Nam Cảng truyền bá ra đến cùng có phải là tử hắc chứng. Trong lòng của hắn còn không dám 100% khẳng định, ở một đời trước trong ký ức, tử hắc chứng truyền bá không nên như vậy tốc. Được rồi, sư phụ,
ta hiện tại lập tức đem ích bệnh độc tài liệu cặn kẽ truyền cho ngươi. Trong màn ảnh đoạn nam nói rằng, trong phòng họp nguyên vốn là có máy vi tính, Diệp Thần Phong rất liền thu được đoạn nam truyền tới tư liệu, cẩn thận xem lướt qua loại vi khuẩn này tài liệu cặn kẽ, cùng với bệnh nhân hình ảnh, Diệp Thần Phong cuối cùng khẳng định ở Nam Cảng truyền bá ra chính là tử hắc chứng. Hơn nữa, Diệp Thần Phong phát hiện loại này tử hắc chứng trải qua thay đổi, so với hắn một đời trước thời đại kia tử hắc chứng thêm chí mạng, thêm giỏi về truyền bá. Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhăn, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt màn hình máy vi tính, trong lòng thầm nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tử hắc chứng dĩ nhiên sớm xuất hiện ở bây giờ thời đại này. Hơn nữa còn là thay đổi bản tử hắc chứng. Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư bên trong, ở đây một các vị cấp cao đều không có mở miệng quấy rối, cho rằng Diệp Thần Phong là đang suy tư trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm biện pháp. Trầm tư suy nghĩ Diệp Thần Phong, đầu hắn bên trong dĩ nhiên không hiểu ra sao bốc lên, lúc trước giết chết quốc vương thời điểm, quốc vương nói câu nói sau cùng, Diệp Thần Phong, ta ở phía dưới chờ ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm, còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc, vẫn không có. Lúc trước Diệp Thần Phong cũng ở câu nói này trên suy nghĩ quá, cuối cùng cho là mình khả năng là lo xa rồi, quốc vương giống như Diệp Thần Phong, linh hồn đều là đến từ tương lai, nếu như quốc vương còn sống sót, Diệp Thần Phong nhất định sẽ cho rằng tử hắc chứng là quốc vương làm ra đến, nhưng là bây giờ quốc vương đã sớm đi Diêm Vương Điện đăng báo nói, như vậy thì là ai nghiên cứu chế tạo ra thay đổi bản tử hắc chứng. Diệp Thần Phong trực giác nói cho hắn, Nam Cảng sự kiện lần này khẳng định có kỳ lạ. Diệp Thần Phong ánh mắt rời màn hình máy vi tính sau, trong phòng họp phía trước nhất màn ảnh lớn bên trong đoạn nam, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, sư phụ, người vừa nãy là không phải đang suy tư trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm biện pháp. Chỉ cần sư phụ ngươi ra tay, khẳng định là không thành vấn đề, sư phụ ngươi lúc nào đến Nam Cảng. Tuy rằng Nam Cảng tử hắc chứng là trải qua thay đổi, nhưng đối với Diệp Thần Phong đến nói không có quá to lớn khó khăn, trong lòng của hắn lưu ý chính là ai sắp chết hắc chứng bệnh độc cho nghiên chế ra. Ta lúc nào xuất phát đi Nam Cảng? Diệp Thần Phong hỏi ở đây một các vị cấp cao. Dư Năm được mùa mở miệng hồi đáp, mấy ngày trước từ nước ngoài trở về một chút du học sinh, những này du học sinh đều là học y, hơn nữa thiên phú đều tốt lắm lắm, lần này Nam Cảng sự tình đã ở toàn thế giới truyền bá ra. Những này du học sinh là trở về làm người tình nguyện, trợ giúp quốc gia đồng thời nghiên cứu chế tạo ra trị liệu bệnh truyền nhiễm thuốc. Nguyên bản những này du học sinh ngày hôm nay liền muốn đi về phía Nam Cảng, nếu Thần Phong ngươi trở về, như vậy ngươi trước tiên khỏe mạnh dưỡng kinh xúc nhuệ một đêm, các loại chờ, ngày mai cùng này một nhóm du học sinh cùng đi về phía Nam Cảng, vé máy bay loại hình sự tình, chúng ta sẽ giúp các ngươi toàn bộ sắp xếp thỏa đáng, không biết Thần Phong ngươi còn có ý kiến gì hay không? Ta không có bất kỳ ý kiến gì. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu nói rằng. Màn ảnh lớn bên trong đoạn nam nghe được Diệp Thần Phong ngày mai đi về phía Nam Cảng. Hắn cung kính nói, sư phụ, ngày mai ta đi phi trường đón ngươi, vậy chúng ta ngày mai gặp đi. Đoạn nam đem video điện thoại cho cắt đứt. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng quay về Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, ngươi ngày mai sẽ lại muốn rời khỏi kinh thành, ngày hôm nay không muốn về Diệp gia. Miễn cho mẹ ngươi lại không nỡ ngươi, các loại chờ, lần này ngươi từ Nam Cảng trở về, chúng ta người một nhà lại cẩn thận đoàn tụ đoàn tụ. Diệp Thần Phong biết gia gia của hắn là vì tốt cho hắn, ngày hôm nay nếu như trở về Diệp gia, ngày mai lập tức lại muốn rời khỏi, chẳng phải là muốn để mẫu thân của Diệp Thần Phong đau lòng thêm nữa. Phải biết phụ nữ đều là đa sầu đa cảm. Thần Phong, lần này chờ ngươi từ Nam Cảng trở về. Mấy người chúng ta ông lão cho ngươi lái một cái lễ khánh công. Thần Phong, sau đó chỉ cần chúng ta mấy cái lão già có thể làm được sự tình, ngươi có thể cứ việc nói ra, chúng ta có thể đều đem ngươi cho rằng là nước hoa hy vọng. Còn lại một các vị cấp cao cũng dồn dập tỏ rõ lập trường, có những lão đầu này những câu nói này, sau đó chỉ cần Diệp Thần Phong không làm ra phản bội sự tình của quốc gia, có những lão già này ở sau lưng chống đỡ. Diệp Thần Phong ở nước Hoa địa vị có thể nói là so với siêu nhiên. Chương 803, yên tâm, tỷ tỷ chăm sóc ngươi. Cái kia một nhóm muốn đi Nam Cảng làm người tình nguyện du học sinh, bị sắp xếp ở tại một nhà quán rượu cấp 5 sao bên trong, bởi Diệp Thần Phong ngày hôm nay không dự định về Diệp gia, vì lẽ đó hắn đem này quán rượu tổng thống phòng xếp cho đính đi, đồng thời cho tên béo họ Lý đánh tới một cú điện thoại,
để tên béo họ Lý an bài xong Hạ Tử Ninh ăn, mặc, ở, đi lại, lần này đi Nam Cảng hắn tối thiểu muốn một tuần lễ sau khi mới có thể trở về. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng cùng Vũ lão gia Vũ An Quốc, hai người này ông lão cũng không có lựa chọn về nhà, ngược lại tổng thống trong sáu phòng có mấy cái gian phòng đây. Vì lẽ đó hai người bọn họ lưu lại bồi tiếp Diệp Thần Phong. Màn đêm dần dần chậm lại. Diệp Thần Phong đứng ở tổng thống trong sáu phòng cửa sổ sát đất hộ trước, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn ngoài cửa sổ tòa này đèn đuốc rã rời thành thị, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ tử hắc chứng sự tình. Thần Phong, người đối với Gia Gia nói thật, lần này Nam Cảng tràn lan ra bệnh truyền nhiễm, người có phải là không có nắm chữa trị xong? Một bên Diệp lão gia tử nhìn mình tôn tử rơi vào trầm tư dáng dấp, hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Thấy Diệp lão gia tử mở miệng, Vũ lão gia cũng liền vội vàng nói, Thần Phong, nếu như ngươi thật sự không có cách nào, ngươi không cần cậy mạnh, ta cùng gia gia ngươi đều sẽ không trách ngươi, kinh thành gia tộc lớn bên trong như ngươi cái tuổi này ngươi, nguyên bản hẳn là quá công tử bột thiếu gia sinh hoạt, nhưng chúng ta biết ngươi trên bả vai trọng trách đã quá nặng. Nghe được hai vị lão gia tử quan tâm ngôn ngữ, Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi ấm áp, mở miệng cười nói rằng, gia gia, Vũ gia gia, hai người các ngươi yên tâm được rồi. Ta không phải đã vừa mới ở trong phòng họp nói rồi mà. Ta chắc chắn ở trong vòng một tuần lễ đem loại này bệnh truyền nhiễm khống chế lại, chỉ có điều căn cứ phán đoán của ta. Loại vi khuẩn này không phải cái thời đại này có thể nghiên chế ra, lấy đảo quốc bây giờ khoa học kỹ thuật cũng không được, ta ngược lại thật ra đối với hậu trường FCK tung giả khá là cảm thấy hứng thú. Nghe được Diệp Thần Phong câu nói sau cùng, Diệp lão gia tử lập tức cuống lên, Thần Phong. Lần này ngươi chỉ là đi Nam Cảng khống chế loại này bệnh truyền nhiễm, còn lẻn vào Nam Cảng đảo quốc ninja, Nam Cảng phương diện tự nhiên sẽ có người đi xử lý, ngươi liền không muốn tham dự vào. Gia Gia, có một số việc không phải ta không muốn tham dự liền có thể không tham dự, lần này đi về phía Nam Cảng nhất định sẽ có đảo quốc ninja nhìn chằm chằm chúng ta. Đến thời điểm chỉ sợ ta không ra tay cũng khó khăn a. Bất quá, một khi ta ra tay, ta liền muốn đem sự kiện lần này hậu trường FCK tung giả cho bắt tới. Diệp Thần Phong phi thường kiên định nói rằng, Thần Phong, tiểu tử ngươi tính tình của ngươi, cùng gia gia ngươi ta lúc còn trẻ như thế quật a. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, làm bất cứ chuyện gì trước. Ngươi đều muốn bảo đảm chính mình an toàn. Diệp lão gia tử thở dài nói rằng, suốt đêm không nói chuyện. Khi, làm, ngày thứ hai ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Bắn vào tổng thống trong sáu phòng thời điểm, Diệp Thần Phong cũng sớm đã rời giường. Tổng thống trong sáu phòng phương tiện đầy đủ mọi thứ, bao quát tập thể hình dùng thiết bị, Diệp Thần Phong rèn luyện hơn một giờ sau, tiến vào trong phòng tắm xông tới tắm rửa, vây quanh khăn tắm từ trong phòng tắm đi lúc đi ra, không riêng Diệp lão gia tử cùng Vũ lão gia rời giường, liền ngay cả nước hoa cái khác cao tầng cũng đều đến nơi này. Người phục vụ đã là đưa tới bữa sáng. Diệp Thần Phong đi tới trước bàn ăn, theo tay cầm lên một mảnh bánh mì nhét vào trong miệng. Bưng lên trên bàn bánh kem uống một hớp, nói rằng, các vị lão gia, các ngươi mỗi một người đều dậy sớm như vậy làm gì? Làm sao không ở trong nhà ngủ thêm một lát? Diệp Thần Phong ở những lão già này trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ một điểm gò bó, để ở đây những ông già này từng cái là vui cười hớn hở. Bất quá, nếu như đổi làm cái khác kinh thành công tử bột. Dám ở những lão già này trước mặt vây quanh khăn tắm ăn điểm tâm, e sợ những lão già này đã sớm tức giận. Số một thủ trưởng Dư Năm được mùa cười nói, Thần Phong, người nghĩ rằng chúng ta những lão già này mỗi ngày đều có thể ngủ nướng sao? Nếu như nước hoa có thể quá nhiều một ít người giống như ngươi mới, chúng ta những lão đầu này nhất định có thể ung dung không ít. Được rồi, ta cũng không nói phí lời, chúng ta an bài cho các ngươi 3 giờ chiều máy bay, sau đó ăn cơm trưa xong. Ngươi có thể tới trước khách sạn trong phòng họp, những kia du học sinh đều sẽ ở nơi đó, lấy Thần Phong y thuật của ngươi đúng là có thể chỉ điểm một chút bọn họ. Dư Năm được mùa tiếp tục nói. Diệp Thần Phong đem trong miệng bao nuốt xuống bụng sau, nói rằng, Dư lão gia tử, ta xem này vẫn là quên đi. Thân phận của ta không cần nói cho những kia du học sinh, ta vẫn tương đối yêu thích yên tĩnh. Hay, hay, được, chúng ta những lão già này hết thảy đều y ngươi. Thần Phong ngươi nói thế nào được cái đó? Dư Năm được mùa không chút nào tức giận nói. Buổi chiều 12 giờ thời điểm.
Diệp Thần Phong từ chối một đám nước hoa cao tầng tiếp đón, một mình đi tới khách sạn trong phòng họp. Khi, làm, Diệp Thần Phong đẩy ra cửa phòng họp thời điểm, bên trong đã có 8 người, một nữ 7 nam, những người này chính vì cùng nhau, thật giống đang thảo luận y học trên sự tình. Diệp Thần Phong đến lập tức gây nên 8 người này sự chú ý, đặc biệt là trong đó duy nhất nữ nhân, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, một đôi mắt đẹp nhất thời hơi sáng ngời, Diệp Thần Phong tướng mạo và khí chất để bất luận cái nào phụ nữ đều là không cách nào từ chối. Trong phòng họp nữ nhân này đã ước 27-28 tuổi dáng dấp, tóc đen thui rối tung ở đầu vai, một tấm thanh tú mặt trái xoan, trước ngực hai tòa cao vót vô cùng hùng vĩ, trên người mặc một bộ màu trắng áo đầm, dáng dấp và khí chất đều ở 85 phân trở lên. Cái này tướng mạo khá là nữ nhân xinh đẹp, nguyên bản là bị còn lại 7 người đàn ông vây vào giữa, bất quá, nàng đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau khi, dĩ nhiên chủ động hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Hướng về Diệp Thần Phong duỗi ra non mềm tay ngọc, nói rằng ta tên Giang Mộng Rong, ngươi cũng là đi Nam Cảng người tình nguyện sao? Ở Diệp Thần Phong vừa muốn nói đúng thời điểm, mặt khác 7 người đàn ông cũng đi tới, cái này 7 người đàn ông tuổi chừng đều ở 25 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó, từng cái trên mặt đều mang theo không có che giấu kiêu ngạo, đặc biệt là đi ở trước nhất 3 nam nhân, một người trong đó ăn mặc màu đen quần áo tên là Trương Thành Nghiệp. Một cái khác ăn mặc màu trắng quần áo tên là Hứa Mới Vừa Hào, cái cuối cùng ăn mặc màu nâu quần áo tên là Quách Sáng Sủa. Này một nhóm du học sinh đến từ nước ngoài không giống y học viện, mà Trương Thành Nghiệp ở mấy ngày trước lần thứ nhất nhìn thấy Giang Mộng Rong thời điểm, hắn liền xin thề nhất định phải đem Giang Mộng Rong đuổi tới tay bên trong, nhưng đáng tiếc chính là mấy ngày tiếp xúc hạ xuống, hắn phát hiện Giang Mộng Rong đối với người nào đều là vừa không quá độ lạnh băng, cũng không quá độ nhiệt tình. Này vẫn là Trương Thành Nghiệp lần thứ nhất nhìn thấy Giang Mộng Rong chủ động đối với một người đàn ông giới thiệu chính mình đây. Trương Thành Nghiệp, Hứa Mới Vừa Hào cùng Quách Sáng Sủa là đến từ nước ngoài đồng nhất cái y học viện, hơn nữa 3 người này gia đình bối cảnh cũng là tốt nhất, trong đó Trương Thành Nghiệp là 3 người này tiểu tổ hạt nhân, còn cái khác nam du học sinh đương nhiên là không dám cùng Trương Thành Nghiệp tranh cướp Giang Mộng Rong, trái lại khắp nơi vỗ Trương Thành Nghiệp 3 người bọn họ nịnh nọt. Xin chào. Ta tên Trương Thành Nghiệp. Trương Thành Nghiệp khá là thân sĩ quay về Diệp Thần Phong giới thiệu một chút về mình, sau đó vừa nghi hỏi, ta nhớ tới lần này đi về phía Nam Cảng chỉ có chúng ta 8 người, thứ ta mạo muội, xin hỏi ngươi có phải là đi sai chỗ? Nghe được Trương Thành Nghiệp trong giọng nói kiêu ngạo, Giang Mộng Rong không nhìn được nhíu nhíu mày liễu, bất quá, lần này xác thực chỉ có bọn họ 8 người đi về phía Nam Cảng, cho nên nàng mới không mở miệng đánh gãy Trương Thành Nghiệp. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, hắn không có để những kia cao tầng lão già công khai thân phận của chính mình, hắn chính là muốn yên tĩnh một chút, không nghĩ tới vẫn có con ruồi chủ động đi tới. Ta là lâm thời bị sắp xếp đi Nam Cảng, mặt trên hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có thông báo hạ xuống. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói. Ong ong, ong ong. Phảng phất là vì phối hợp Diệp Thần Phong, ở Diệp Thần Phong tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm. Trương Thành Nghiệp điện thoại di động liền chấn động chuyển động, Trương Thành Nghiệp là cái nhóm nhỏ này tổ trưởng, vì lẽ đó cấp trên có cái gì sắp xếp, bình thường đều là liên hệ hắn. Trương Thành Nghiệp ở tiếp cú điện thoại sau, nghe đầu kia âm thanh, trong miệng hung hăng trả lời, phải. Là. Khoảng chừng sau một phút, Trương Thành Nghiệp mới tiếp xong điện thoại, nói rằng, mặt trên vừa gọi điện thoại hạ xuống, vị bằng hữu này xác thực là muốn cùng chúng ta cùng đi Nam Cảng. Bởi Diệp Thần Phong trước đó căn dặn những lão già kia, vì lẽ đó mặt trên gọi điện thoại cho Trương Thành Nghiệp, cũng chỉ nói là muốn lâm thời sắp xếp một người tiến vào bọn họ tiểu tổ bên trong, cũng không có nói cái khác lời thừa thãi. Đang xác định Diệp Thần Phong cũng là cái nhóm nhỏ này bên trong người sau, Giang Mộng Rong nụ cười trên mặt lại mỹ mấy phần, kỳ thực Giang Mộng Rong cái này được cho là mỹ nữ nữ nhân, tính cách là khá là hướng ngoại, chỉ là nơi này không có nàng để ý nam nhân mà thôi. Thế nhưng Diệp Thần Phong vừa đi vào trong phòng họp, nàng liền bị Diệp Thần Phong trên người khí chất hấp dẫn. Nhìn tốt hơn chính mình như tiểu 23 tuổi Diệp Thần Phong, Giang Mộng Rong đi lên 2 bước, đến gần rồi một ít Diệp Thần Phong, lấy chỉ có 2 người bọn họ có thể nghe được âm thanh, nói rằng ta xem ngươi là mới vừa từ y học viện đi ra. Yên tâm, đến Nam Cảng sau khi, ngươi chỉ cần theo tỷ tỷ ta được rồi, tỷ tỷ ta sẽ chăm sóc ngươi. Chương 804, tỷ tỷ ta càng ngày càng yêu thích ngươi rồi.
Một tia nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, này cỗ mùi thơm thanh đạm mà lại không chán người, hẳn là Giang Mộng Dung trên người mùi thơm cơ thể, điều này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi khịt khịt mũi, bởi trước mặt Giang Mộng Dung dựa vào tương đối gần, cơ thể hơi uốn lượn, làm cho nàng cổ áo quần áo có chút mở rộng, Diệp Thần Phong một chút liền có thể xem Giang Mộng Dung trước ngực sáng choang. Diệp Thần Phong không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, trong cổ họng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, này tính là đang nhắc nhở Giang Mộng Dung. Nghe được Diệp Thần Phong tiếng ho khan sau khi, Giang Mộng Dung hiếu kỳ theo Diệp Thần Phong tầm mắt, cúi đầu liếc mắt nhìn, đang nhìn đến có chút mở rộng cổ áo sau khi, trên gương mặt của nàng nhất thời nhiễm phải một tầng đỏ ửng, e thẹn gắt một cái, nói rằng, nam nhân quả nhiên chỉ có điểm ấy kế vặt, bất quá, ngươi nên tính là một cái chính nhân quân tử. Vừa nãy Giang Mộng Dung nói với Diệp Thần Phong lặng lẽ thoại, ở đây Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người cũng không nghe thấy, mà hiện tại Giang Mộng Dung không có lại hạ thấp giọng, điều này làm cho người ở chỗ này nghe được Giang Mộng Dung câu nói này sau khi, trong lòng là có chút không hiểu ra sao, nhưng mà, nam nhân trí tưởng tượng là tương đối phong phú, nhớ tới vừa nãy Giang Mộng Dung thẹn thùng nhưng lại, tất cả mọi người đều nhận định Giang Mộng Dung cùng cái này mới tới ở liếc mắt đưa tình. Trong lúc nhất thời ở đây còn lại nam nhân đều đem có nhiều ý vị ánh mắt phóng đến Diệp Thần Phong trên người, nhân vì là bọn họ cũng đều biết Giang Mộng Dung là Trương Thành Nghiệp con mồi, hơn nữa Trương Thành Nghiệp có không sai gia đình bối cảnh. Thành Nghiệp, xem ra tiểu tử này muốn đào ngươi góc tường, lẽ nào ngươi như thế trơ mắt nhìn? Đứng ở Trương Thành Nghiệp bên trái Hứa mới vừa hào thấp giọng nói rằng. Đúng, Thành Nghiệp, Giang Mộng Dung đã là ngươi con mồi. Không quên muốn từ trước vẫn không có nữ nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi, huống chi ta xem tiểu tử này cũng không có bối cảnh gì. Đứng ở Trương Thành Nghiệp bên phải Quách Sáng Sủa cũng lập tức phụ họa nói. Trương Thành Nghiệp đã sớm đem Giang Mộng Dung coi vì là người đàn bà của chính mình. Hiện tại nhìn người đàn bà của chính mình cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình, luôn luôn ngông cuồng tự đại hắn thì lại làm sao có thể nhịn được. Bất quá, từ nhỏ ở không sai gia đình dưới lớn lên. Điều này làm cho Trương Thành Nghiệp mưa dầm thấm đất, hắn biết ở không biết đối phương nội tình tình huống dưới. Tuyệt đối không thể tùy ý xuất kích. Vì lẽ đó, Trương Thành Nghiệp điều chỉnh một thoáng tâm tình, trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, quay về Diệp Thần Phong nói rằng, xin chào, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta trong hàng ngũ đến, ta là cái nhóm nhỏ này tổ trưởng. Làm tổ trưởng ta tất yếu tìm hiểu một chút tình huống của ngươi, xin hỏi ngươi là nước ngoài cái nào y học viện tốt nghiệp. Diệp Thần Phong mặc dù đối với Trương Thành Nghiệp kiêu ngạo rất phản cảm, nhưng hắn vẫn là thuận miệng trả lời, ta học chính là trung y, hơn nữa là tự học, cũng không phải nước ngoài cái nào y học viện học sinh. Nghe được Diệp Thần Phong học chính là trung y, hơn nữa không có danh sư chỉ đạo. Điều này làm cho ở đây nam nhân khác đối với Diệp Thần Phong là càng thêm xem thường, bởi vì bọn họ đều là học Tây y, trong lòng đối với trung y nguyên bản liền tràn ngập xem thường. Huống chi Diệp Thần Phong vẫn là một cái không có bất kỳ danh y chỉ đạo tiểu trung y. Trương Thành Nghiệp nụ cười trên mặt càng thêm rồi rào mấy phần, trong lòng của hắn khẳng định Diệp Thần Phong coi như có chút bối cảnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, nếu là có bối cảnh người. Gia tộc của hắn nhất định sẽ giúp hắn tìm một cái danh y chỉ đạo. Đứng ở Trương Thành Nghiệp hai bên trái phải Hứa mới vừa hào cùng Quách Sáng Sủa, khi nghe đến Diệp Thần Phong cơ bản tin tức sau. Bọn họ liền tên Diệp Thần Phong đều không có hứng thú biết rồi, Hứa mới vừa hào âm dương kỳ quặc nói rằng, một cái nho nhỏ trung y, thật không biết mặt trên đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên đem người như vậy sắp xếp đến chúng ta tiểu tổ bên trong đến, này không phải cho chúng ta thêm phiền phức sao. Mới vừa hào, người có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, vạn nhất nhân ra là tự học thành tài cũng nói không chắc đây. Quách Sáng Sủa cực kỳ xem thường cười nói. Trương Thành Nghiệp nhưng là một mặt chính khí, trên mặt không có biểu hiện ra đối với Diệp Thần Phong bất kỳ xem thường đến, hắn biết đây là ở Giang Mộng Dung trước mặt biểu hiện thân sĩ phong độ thời điểm. Mở miệng cười nói, được rồi, đại gia đều bớt tranh cãi một tí, ta nghĩ vị bằng hữu này bị sắp xếp đến chúng ta tiểu tổ bên trong đến, khẳng định là hữu dụng ý. Trương Tổ trưởng, ta xem ngươi nói rất đúng, trong này xác thực là hữu dụng ý. Nói không chắc tiểu tử này là đến cho chúng ta làm hậu cần, chuyên môn cho chúng ta bưng trà rót nước. Nói như vậy tiểu tử này cũng chính là chúng ta bảo mẫu. Cấp trên cũng thật là phi thường quan tâm chúng ta đây. Tiểu tử,
đây là một mình ngươi không sai học tập cơ hội, ngươi có thể phải cố gắng nắm chắc, nếu để cho chúng ta có thể thỏa mãn, nói không chắc chúng ta có thể dạy ngươi một ít y thuật đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn lại nam du học sinh cũng dồn dập mở miệng nói rằng, bọn họ muốn đem nắm thật cái này đập Trương Thành nghiệp nịnh nọt cơ hội. Giang Mộng Dung nghe đến mấy cái này ra hỏa là càng nói càng quá mức, lông mày của nàng là chăm chú cau lên đến, nhìn thấy Giang Mộng Dung biểu tình không vui, Trương Thành nghiệp lần thứ hai nói rằng, được rồi, đại gia không muốn chế nhạo vị bằng hữu này. Ngược lại, Trương Thành nghiệp rồi hướng Diệp Thần Phong, nói rằng, đại gia đều là đùa giỡn, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không chú ý. Nghe trước mặt những này ong ong kêu loạn con ruồi, Diệp Thần Phong hiện tại có chút hối hận để cao tầng các lão đầu tử ẩn giấu thân phận của hắn. Bất quá, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ không phải một cái bị khinh bỉ chủ, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói ta có thể hay không chú ý. Ta nghĩ bằng hữu ngươi chắc chắn sẽ không chú ý, sau đó đại gia đều là một tiểu tổ bên trong người. Trương Thành Nghiệp không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ hỏi ngược lại hắn, hơi ngẩn người sau khi, duy trì thân sĩ phong độ nói rằng. Ồ, vậy ta thăm hỏi một thoáng các ngươi 18 đời tổ tông, lấy các ngươi tu dưỡng hẳn là cũng sẽ không chú ý. Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Ở Trương Thành Nghiệp các loại chờ người sắc mặt khẽ biến thời điểm, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, các ngươi muốn biểu hiện mình kiêu ngạo, muốn nữ, cho lão tử ta cút sang một bên. Đừng như đống thỉ như thế đến buồn nôn ta. Nói xong, Diệp Thần Phong ở trong phòng họp tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Bị người thăm hỏi 18 đời tổ tông, lại bị người tỉ dụ thành một đống phân, coi như là am hiểu trang bê Trương Thành Nghiệp sắc mặt cũng đỏ lên cực kỳ, nhìn nhàn nhã ngồi ở một bên Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tận lực làm cho ngữ khí bằng phẳng một ít, nói rằng, bằng hữu, nơi này có nữ sĩ ở đây. Ngươi không cho là mình nói có nợ thỏa đáng sao? Ta cho rằng ngươi nên muốn hướng về mọi người nói khiểm. Diệp Thần Phong lãnh đạm liếc mắt nhìn Trương Thành Nghiệp, bĩu môi ba, nói rằng, ngươi sáng sớm hôm nay đầu là bị khe cửa cho gấp. Vẫn bị lừa cho đá. Ta nói các ngươi những người này vẫn đúng là đủ cực phẩm, bị ta thăm hỏi tổ tông 18 đời, lại bị ta tỉ dụ thành một đống phân, các ngươi lẽ nào chỉ là để ta xin lỗi mà thôi sao? Nếu như đổi làm là ta, ta khẳng định đã sớm động thủ, vì lẽ đó các ngươi những này kẻ vô dụng, cho ta có bao xa lăn bao xa, thiếu đến ô nhiễm ra ra ngươi con mắt của ta. Diệp Thần Phong không nhịn được nói. Tiểu tử, lời của ngươi nói thực sự thật quá mức rồi, chúng ta là một tiểu tổ bên trong người, lẽ nào ngươi muốn bị chúng ta cô lập sao? Cùng tiểu tử này phí lời làm gì? Chúng ta nơi này có 7 người đàn ông, chẳng lẽ còn giải quyết không được một mình hắn? Nhìn thấy còn lại du học sinh từng cái làm nóng người, Trương Thành Nghiệp mở miệng nói rằng, đại gia tỉnh táo một chút, có mấy người không có tố chất, lẽ nào chúng ta cũng phải theo không có tố chất sao? Trương Thành Nghiệp làm vì là cái nhóm nhỏ này tổ trưởng, sau đó liền muốn có người đến dẫn bọn họ đi sân bay, nếu như ở cái này mấu chốt trên xảy ra chuyện gì, như vậy hắn người tổ trưởng này khẳng định là trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Ta liền nói là một đám kẻ vô dụng mà. Dĩ nhiên đem tố chất cho rằng là chính mình mềm yếu cớ, ta xem nếu để cho các ngươi tổ tông biết, có các ngươi như vậy đời sau, chỉ sợ bọn họ cần phải muốn tức giận đến từ phần mộ bên trong đụng tới. Nghe được Diệp Thần Phong không mặn không nhạt ngôn ngữ, Trương Thành Nghiệp khóe mắt bắp thịt là một trận kinh hoàng, hắn hiện tại nhất định phải nhẫn, các loại chờ, nhẫn đến Nam Cảng, hắn thì có chính là biện pháp thu thập Diệp Thần Phong. Đại gia không nên cùng một ít người chấp nhặt. Chúng ta cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Trương Thành Nghiệp hướng về phòng họp phía trước chỗ ngồi đi tới, còn lại 6 tên du học sinh cũng theo Trương Thành Nghiệp bước tiến, hiển nhiên bọn họ là muốn cô lập Diệp Thần Phong. Bất quá, ở đây duy nhất nữ tính Giang Mộng Dung, nàng không có theo Trương Thành Nghiệp bọn họ, mà là ở Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi xuống, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười mê người, nói rằng, đệ đệ, tỷ tỷ ta là càng ngày càng yêu thích ngươi. Hiện tại ngươi là triệt để đắc tội rồi Trương Thành Nghiệp bọn họ, bất quá, có tỷ tỷ ta ở, đến Nam Cảng sau khi, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ở Giang Mộng Dung xem ra Diệp Thần Phong vừa nãy cử động hoàn toàn không làm bộ, muốn nói lời gì liền nói cái gì, so với Trương Thành Nghiệp bọn họ quá trang bê, bị người thăm hỏi tổ tông 18 đời, lại bị người tỉ dụ thành một đống phân, bọn họ lại vẫn bộ này kẻ vô dụng trang bê dạng,
điều này làm cho Giang Mộng Rong trong lòng đối với Trương Thành Nghiệp bọn họ tràn ngập khinh bỉ. Chương 805, các ngươi không nên chọc Thái Sư Tổ Tức rồi. Hiện thực có lúc thường thường so với hí kịch càng thêm có xem chút, mà ở Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người trong mắt, Diệp Thần Phong chính là thuộc về vai hề loại hình, bọn họ mới là này ra hí kịch chân chính nhân vật chính. Bất quá, thân là nhân vật chính Trương Thành Nghiệp nhìn cách đó không xa Giang Mộng Rong cùng Diệp Thần Phong vừa nói vừa cười, trên mặt hắn vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, có thể bề ngoài còn muốn làm bộ một bộ phong nhạt vân khinh dáng dấp. Thành Nghiệp, lẽ nào ngươi liền thật sự dự định buông tha tiểu tử kia? Chúng ta từ trước có thể vẫn không có như thế mất mặt quá, hắn lại dám đem chúng ta tỉ dụ thành một đống phân, cơn giận này ngược lại ta là không nuốt trôi. Hứa mới vừa hào âm trầm ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Diệp Thần Phong phương hướng phiêu. Thành Nghiệp, tiểu tử này bất quá chỉ là một cái nho nhỏ trung y mà thôi, ngươi sẽ không phải là sợ hắn. Quách Sáng Sủa nghi hoặc nhìn huynh đệ của chính mình. Năm ngón tay qua lại gõ vang mặt bàn, Trương Thành Nghiệp giả vờ thâm trầm chỉ chốc lát sau, nói rằng các ngươi lẽ nào muốn ở chỗ này đem sự tình làm lớn. Không muốn đã quên, chúng ta lập tức liền muốn đi Nam Cảng. Ở đây gây sự phi thường không sáng suốt, đợi được Nam Cảng sau khi chúng ta có rất nhiều cơ hội thu thập tiểu tử này. Lại mà, chính như các ngươi nói tới, tiểu tử này bất quá chỉ là một cái nho nhỏ trung y mà thôi, đồ sứ không cùng mái ngói đấu, chúng ta là đồ sứ, phạm không được hạ thấp thân phận cùng một khối ngói vỡ mảnh đi va chạm. Trải qua Trương Thành Nghiệp như thế một giải thích, ở đây còn lại 6 người đều tiêu tan, bọn họ đều chờ mong nhìn thấy các loại chờ. Diệp Thần Phong đến Nam Cảng sau khi bị bọn họ thu thập xin lỗi xin tha dáng dấp. Thời gian sau này trong phòng họp liền trở nên bình tĩnh rất nhiều, Trương Thành Nghiệp các loại chờ, 7 người đàn ông chia làm một phái, Diệp Thần Phong cùng Giang Mộng Rong 2 người chia làm một phái khác. Khoảng chừng 1 giờ chiều bán khoảng chừng, trái phải thời điểm. Một tên hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, đẩy cửa ra đi vào trong phòng họp. Tên này người đàn ông trung niên chính là đến đưa Diệp Thần Phong các loại chờ người đi sân bay. Trương Thành Nghiệp cùng tên này người đàn ông trung niên khá là quen thuộc hàn huyên một phen sau khi, đám người bọn họ liền theo người đàn ông trung niên rời đi khách sạn phòng họp. Khi, làm, Diệp Thần Phong đám người đi tới kinh thành phi trường quốc tế thời điểm. Thời gian đã là buổi chiều hơn 2 giờ đồng hồ, tên kia người đàn ông trung niên mang theo Diệp Thần Phong các loại chờ người đi tới an kiểm khẩu. Sau đó trực tiếp sớm đăng ký. Tên kia người đàn ông trung niên ở mang theo Diệp Thần Phong các loại chờ người tiến vào khoang hạng nhất, hắn dặn dò Trương Thành Nghiệp mấy câu nói sau khi, hắn liền đi rơi xuống máy bay, này khung máy bay khoang hạng nhất đã bị bao xuống đến rồi, chỉ cung Diệp Thần Phong bọn họ cưỡi. Bởi cách máy bay cất cánh còn có một quãng thời gian. Trương Thành Nghiệp nhìn thấy cùng Giang Mộng Rong ngồi cùng một chỗ Diệp Thần Phong. Hắn tuy rằng xem thường ở quyền cước trên cùng Diệp Thần Phong động thủ, thế nhưng hắn có chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Hắn tin tưởng chỉ dựa vào điểm này liền có thể đưa cái này nho nhỏ trung y ép tới không kịp thở. Khóa này quốc tế y học hội giao lưu ở chúng ta nước Hoa cử hành, lúc đó ta vừa lúc ở bận bịu một cái y học thí nghiệm, nguyên bản nhất định có thể về tới tham gia, ta nghe nói thật giống khóa này quốc tế y học hội giao lưu chúng ta nước Hoa là lấy đại thắng kết cuộc. Thực sự là bỏ qua một lần rèn luyện cơ hội a. Trương Thành Nghiệp cười thuận miệng nói rằng. Xác thực đáng tiếc, quốc tế y học hội giao lưu mỗi 10 năm mới tổ chức một lần, vừa vặn chúng ta cũng không có thể chạy về nước Hoa đến, bằng không nói không chắc ta cũng có thể ở hội giao lưu trên hiển lộ tài năng. Quách Sáng Sủa lập tức phụ họa nói. Mà Hứa mới vừa hào nhưng là đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Thần Phong trên người, cười hỏi, bằng hữu, ngươi vào lúc ấy hẳn là ở nước Hoa. Ngươi có hay không đi tham gia quốc tế y học hội giao lưu? Chuyển qua, Hứa mới vừa hào lại lập tức vỗ một cái trán của chính mình, mang theo áy náy nói, thật không tiện, ta thiếu một chút đã quên. Lấy một mình ngươi nho nhỏ trung y thân phận, lại làm sao có khả năng bị mời đi tham gia quốc tế y học hội giao lưu? Diệp Thần Phong đối với Hứa mới vừa hào trào phúng thở ơ không động lòng. Diệp Thần Phong lúc đó có thể không riêng là tham gia quốc tế y học hội giao lưu. Hơn nữa còn là hắn cuối cùng để nước Hoa y học giới đạt được thắng lợi, bởi Trương Thành Nghiệp bọn người là ở nước ngoài, bọn họ chỉ nghe nói rồi nước Hoa đạt được thắng lợi cuối cùng, còn trong đó quá trình, cùng với ở hội giao lưu bên trong phát sáng tỏa nhiệt Diệp Thần Phong, bọn họ liền đều không được biết rồi.
Nhìn thấy Diệp Thần Phong không có khóe miệng trên đánh trả, Trương Thành Nghiệp lại tiếp nhận Hứa Mới Vừa Hào, nói rằng, ta tuy rằng không có tham gia khóa này y học hội giao lưu, thế nhưng một người bằng hữu của ta nhưng tham gia, hắn là Kinh Thành Quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam Tôn Tử Đoạn Thiên Thụy. Ta nghe nói lần này hắn theo gia gia của hắn cùng đi Nam Cảng, đợi được Nam Cảng sau khi, chúng ta có thể hỏi một chút hắn lúc trước quốc tế y học hội giao lưu rầm rộ. Kỳ thực Trương Thành Nghiệp cùng Đoạn Thiên Thụy chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi, lẫn nhau có lẫn nhau phương thức liên lạc. Trương Thành Nghiệp lúc trước chỉ là ngẫu nhiên ở Internet cùng Đoạn Thiên Thụy liên hệ một thoáng, đồng thời biết được thời đó Đoạn Thiên Thụy chính đang quan sát quốc tế y học hội giao lưu. So với Đoạn Thiên Thụy gia đình bối cảnh, Trương Thành Nghiệp thì lại muốn thua kém không thiếu. Thành Nghiệp, người có thể ẩn nấp đủ sâu à? Nguyên lai người còn nhận thức Kinh Thành Quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam Tôn Tử Đoạn Thiên Thụy. Đoàn gia ở nước Hoa được cho là gốc gác tương đối sâu hậu y học thế gia, lần này đi về phía Nam Cảng ngươi có thể nhất định phải cho ta dẫn tiến a. Hứa Mới Vừa Hào vỗ Trương Thành Nghiệp vai nói rằng, hắn từ trước có thể cũng không biết chính mình người huynh đệ này cùng Kinh Thành Đoàn gia Đoạn Thiên Thụy còn hiểu biết. Đúng, Thành Nghiệp, ta nghe nói Đoạn Thiên Thụy ở nước Hoa thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi như là người tài ba, lần này nhất định phải quen biết một chút. Quách Sáng Sủa cũng cười nói. Trương Tổ trưởng, còn có ta, đến thời điểm ngươi cũng không nên đem ta quên đi mất. Trương Tổ trưởng, chúng ta nhưng là ngươi tuyệt đối người ủng hộ, đến Nam Cảng sau khi còn muốn xin mời Trương Tổ trưởng ngươi chăm sóc nhiều hơn. Còn lại du học sinh cũng dồn dập vỗ Trương Thành Nghiệp nịnh nọt, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt là càng thêm xem thường. Trương Thành Nghiệp tuy rằng cùng Đoạn Thiên Thụy chỉ đã gặp mặt mấy lần, nhưng cũng coi như là nhận thức. Đến thời điểm đem người nơi này lẫn nhau giới thiệu cho Đoạn Thiên Thụy nhận thức, đây đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì, liền thuận miệng nói rằng, này vô cùng đơn giản, đợi được Nam Cảng sau khi, ta nhất định đem Đoạn Thiên Thụy giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Trương Thành Nghiệp cực kỳ tự tin lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn còn nhìn một chút Giang Mộng Rong, hắn muốn để Giang Mộng Rong biết mình có cỡ nào ưu tú, không phải Diệp Thần Phong khối này ngói vỡ mảnh có thể đem so sánh. Mà ngay tại lúc này, máy bay kèn đồng bên trong truyền ra nữ tiếp viên hàng không vui tươi âm thanh, các vị lữ khách xin chú ý, máy bay lập tức sẽ cất cánh, xin mọi người thắt chặt dây an toàn. Nghe được nữ tiếp viên hàng không vui tươi âm thanh sau, Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người không hứng lắm ngồi trở lại trên ghế, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong không có lại về kích, trong lòng khẳng định là tự ti. Không biết, Diệp Thần Phong là không muốn ở tại bọn hắn những này ngớ ngẩn trên người lãng phí nước bọt. Đệ đệ, người tuyệt đối không nên lưu ý, những người này không phải là dựa vào chính mình có chút bối cảnh sao. Ta tin tưởng đệ đệ người thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không so với những này rác rưởi thấp. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Giang Mộng Rong đối với Trương Thành Nghiệp các loại chờ người đồng dạng là phi thường không thích. Thấy Diệp Thần Phong chỉ là hơi cười cợt, Giang Mộng Rong cho rằng vị này mới vừa quen đệ đệ lòng tự ái gặp khó, nàng cũng là yên tĩnh không quấy rầy Diệp Thần Phong. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nước Hoa, Nam Cảng ngoài phi trường một chiếc Mercedes thương vụ trên xe. Kinh Thành Quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên, cùng lúc đó này chiếc Mercedes thương vụ trên xe ngoại trừ tài xế bên ngoài, còn ngồi ba nam hai nữ, nếu như Diệp Thần Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra những người này đến. Trong đó thình lình có Đoạn Nam Tôn Tử Đoạn Thiên Thụy. Cùng với Đoạn Thiên Thụy hai người nam bạn học Phương Tuấn Đạt cùng Vương Kỳ Chính, còn có hai cái bạn học nữ Giang Vũ Mộng ôn hòa tư dính. Giang Vũ Mộng nhưng vẫn là một bộ cô gái ngoan ngoãn trang phục, mà Dịch Tư Dính vẫn là duy trì nàng mạnh mẽ nóng nảy ăn mặc. Lúc trước những người này đều là ở quốc tế y học hội giao lưu thời điểm cùng Diệp Thần Phong nhận thức, từ vừa mới bắt đầu đối với Diệp Thần Phong mâu thuẫn, đến từ từ bị Diệp Thần Phong y thuật chiết phục. Có thể nói như vậy một câu. Diệp Thần Phong ở những này kiêu căng tự mãn người trẻ tuổi trong mắt nghiễm nhiên là sùng bái cùng tôn kính đối tượng. Sau đó sư phụ ta, cũng chính là các ngươi thái sư tổ liền muốn đến Nam Cảng, các ngươi chớ có chọc các ngươi thái sư tổ tức rồi, các ngươi thái sư tổ nhưng là đến cứu vớt Nam Cảng. Đoạn Nam căn dặn Đoạn Thiên Thụy các loại chờ người. Ra ra, người yên tâm được rồi, trước đây là chúng ta kiêu căng tự mãn. Lại nói chúng ta đã sớm tán đồng Diệp Thần Phong vị thái sư này tổ, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhả thái sư tổ tức giận. Đoạn Thiên Thụy bảo đảm nói. Chương 806, Sư Phụ.
Thái sư tổ. Làm nổi bật Tà Dương Sán Lạn Dư Huy, một chiếc từ kinh thành bay đi Nam Cảng máy bay, ở Nam Cảng sân bay trên đường chạy trượt một khoảng cách sau khi, vững vàng ngừng lại. Ở phi cơ vừa mới đứng vững lại, một chiếc Mercedes thương vụ xe liền chạy vào, đứng ở trước phi cơ cách đó không xa địa phương. Máy bay khoang hạng nhất bên trong, nữ tiếp viên hàng không vui tươi âm thanh lần thứ hai từ kèn đồng bên trong truyền ra, đơn giản chính là nhắc nhở lữ khách không nên quên nắm hành lý loại hình vụn vặt sự tình. Trương Thành Nghiệp cầm cẩn thận hành lý của chính mình sau khi, hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm bất hiếu thiện, cười lạnh nói, bằng hữu, đã quên nói cho ngươi một chuyện, lần này Nam Cảng phương diện phụ trách loại này bệnh truyền nhiễm trị liệu chính là ta cậu, ngươi liền an tâm cho chúng ta bưng trà dâng nước đi. Bằng không ta có thể hướng lên trên đầu báo cáo, để ngươi lập tức lăn trở lại kinh thành đi. Máy bay đến Nam Cảng sau khi, Trương Thành Nghiệp tâm tình rộng rãi sáng sủa, hắn tin tưởng Diệp Thần Phong muốn ở cái nhóm nhỏ này bên trong kế tục tiếp tục sống, nhất định phải muốn cúi đầu để van cầu hắn, trong lòng của hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ sỉ nhục Diệp Thần Phong ngôn từ. Tiểu tử, hiện tại ngươi có phải là há hốc mồm? Sớm biết như vậy, ngươi vừa nãy hướng về chúng ta nói lời xin lỗi không phải xong chưa? Không hề có một chút bản lĩnh cùng bối cảnh, ngươi trang cái gì công tử bột? Cái này cũng là ngươi loại này tiểu trung y có thể ngụy trang đến mức lên. Hứa Mới Vừa Hào không hề che giấu chút nào chê cười nói. Mới Vừa Hào, ngươi cùng loại này ngớ ngẩn phí nói cái gì? Như người như vậy chúng ta trước đây không phải thấy có thêm sao? Tự cho là phi thường có cốt khí, có thể quay đầu lại còn không là muốn hướng về chúng ta dập đầu xin tha. Quách Sáng Sủa cười nói. Còn lại nam du học sinh đồng dạng là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Diệp Thần Phong, bọn họ đều cho rằng Diệp Thần Phong quá không biết điều. Không có bản lãnh hẳn là như bọn họ như vậy vỗ Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người nịnh nọt, có thể không phải như vậy tự cho là có bao nhiêu thanh cao, bọn họ chính là nhìn Diệp Thần Phong loại này thanh cao khó chịu. Dựa vào cái gì bọn họ muốn như điều cáp ba cẩu như thế? Vỗ Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người nịnh nọt. Mà Diệp Thần Phong cái này nho nhỏ trung y liền như vậy tự cho là thanh cao. Trương Thành Nghiệp, các ngươi không muốn thật quá mức rồi, lần này chúng ta là đến vì là trị liệu Nam Cảng bệnh truyền nhiễm ra một phần lực, có các ngươi uy hiếp như vậy chính mình tiểu tổ bên trong người sao? Giang Mộng Dung thực sự là không nhịn được tức giận trong lòng. Nhìn thấy Giang Mộng Dung vì Diệp Thần Phong mà nổi giận, Trương Thành Nghiệp cũng không giả bộ thân sĩ, cười nói, Giang Mộng Dung. Ngươi cho rằng hắn cái này chó má tiểu trung y có thể làm gì? Ta khuyên ngươi cũng thức thời một ít, chuyện lần này có thể quan hệ chúng ta tiền đồ, mà ta làm vì là cái nhóm nhỏ này tổ trưởng. Đối với các ngươi đều là có quyền lên tiếng, các ngươi lần này ở Nam Cảng biểu hiện, toàn bộ là do ta ghi chép. Trương Thành Nghiệp, ngươi quá đê tiện. Vô liêm sỉ, Giang Mộng Dung tức giận đến là ngực kịch liệt phập phồng. Trái lại Diệp Thần Phong ngã, cũng trước sau là không có chút rung động nào. Thuận miệng nói rằng, hà tất cùng cậu chấp nhặt đây. Nếu như trước mặt có chỉ chó điên cắn ngươi một cái, lẽ nào ngươi cũng sẽ cắn ngược lại nó sao? Cùng xúc sinh không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại vẫn dám nói phản kích. Này ngược lại là đem Trương Thành Nghiệp khí vui vẻ, nói rằng, được, tiểu tử ngươi có gan. Ta xem ngươi vẫn có thể mạnh miệng mấy ngày. Ta sẽ để ngươi tự mình cầu ta tha thứ ngươi. Nói xong, Trương Thành Nghiệp liền nhấc theo hành lý của chính mình hướng về máy bay dưới đi đến, còn Quách Sáng Sủa các loại chờ, 6 cái nam du học sinh nhưng là đi theo Trương Thành Nghiệp mặt sau. Trương Thành Nghiệp tên khốn này thật quá mức rồi, bất quá. Đệ đệ, ngươi yên tâm được rồi. Tỷ tỷ ta vĩnh viễn cùng ngươi đứng ở đồng nhất trận tuyến trên, quá mức chúng ta trực tiếp trở lại kinh thành đi. Giang Mộng Dung ngoài miệng mặc dù nói đến phi thường ung dung, thế nhưng trong lòng cũng không có như này bình tĩnh, lần này Nam Cảng hành trình có thể nói là đối với nàng tiền đồ có phi thường trọng yếu ảnh hưởng, nếu như nàng trên đường liền trở lại kinh thành đi, e sợ nàng tiền đồ muốn hủy hoại trong một ngày. Diệp Thần Phong đối với cái này lấy tỷ tỷ tự xưng Giang Mộng Dung đúng là có mấy phần hảo cảm, khóe miệng hơi nứt ra một vệt nụ cười, lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Nói rằng, nếu ngươi đều là tỷ tỷ của ta, như vậy tỷ tỷ ngươi an toàn đương nhiên là do ta đến phụ trách, ta bảo đảm lần này Trương Thành Nghiệp bọn họ làm khó dễ không được chúng ta. Ồ, thiếu khoác lác,
Giang Mộng Dung cười nói, bất quá, cảm tạ ngươi an ủi, xem ra tỷ tỷ ta không có bạch nhận ngươi cái này đệ đệ a. Được rồi, chúng ta cũng mau mau xuống phi cơ đi. Giang Mộng Dung cầm cẩn thận hành lý của chính mình sau khi, liền trực tiếp lôi kéo Diệp Thần Phong hướng về máy bay dưới đi đến, rất nhanh sẽ đuổi tới Trương Thành Nghiệp bước tiến của bọn họ. Đi ở trước nhất Trương Thành Nghiệp trong chớp mắt ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước một chiếc Mercedes thương vụ bên cạnh xe, đứng mấy người hắn có chút quen thuộc, hắn nhìn chằm chằm một người trong đó khí chất phi phàm người trẻ tuổi thật lâu sau khi, con mắt của hắn hơi trừng lớn một chút, bởi vì hắn nhận ra cái này khí chất phi phàm người trẻ tuổi dĩ nhiên là Đoạn Thiên Thụy. Ngược lại, Trương Thành Nghiệp ánh mắt vừa nhìn về phía Đoạn Thiên Thụy bên cạnh một ông già, Đoạn Nam nhưng là kinh thành có tiếng y học quyền uy, ở rất nhiều báo chí cùng tin tức trên cũng đều sẽ xuất hiện, vì lẽ đó ở nhận ra Đoạn Thiên Thụy sau khi, Trương Thành Nghiệp lại lập tức nhận ra Đoạn Nam, cổ họng của hắn bên trong không khỏi yết nổi lên ngụm nước đến. Một bên Quách Sáng Sủa thấy huynh đệ của chính mình đột nhiên ngừng lại, hắn không khỏi mở miệng nghi vấn nói, Thành Nghiệp, người phát cái gì ngốc? Trương Thành Nghiệp bình tĩnh một thoáng tâm tình, nói rằng, ta đều kêu trời Thụy không nên tới tiếp kỳ, không nghĩ tới hắn vẫn là đến rồi, liền ngay cả Đoàn lão gia tử cũng đã kinh động, Thiên Thụy thực sự là quá khách khí. Trương Thành Nghiệp đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái trang bê cơ hội, mấy ngày trước ở Internet hắn cùng Đoạn Thiên Thụy tán gẫu qua vài câu, lúc trước Trương Thành Nghiệp cũng đã nói giống như mình muốn tới Nam Cảng, lúc đó Đoạn Thiên Thụy cũng không có nói muốn tới tiếp kỳ. Bất quá, nếu bây giờ Đoạn Thiên Thụy cùng Đoạn Nam đều đến rồi, vì tăng cao hình tượng của bản thân, Trương Thành Nghiệp như thế nào sẽ bỏ qua cho cơ hội lần này? Nghe được Trương Thành Nghiệp câu nói này sau khi, tất cả mọi người đều tới chạy băng băng thương vụ xe địa phương nhìn lại, tuy rằng bọn họ không quen biết Đoạn Thiên Thụy các loại chờ người, thế nhưng Đoạn Nam dáng vẻ bọn họ hoặc nhiều hoặc ít ở báo chí cùng tin tức trên xem qua. Thành Nghiệp, đúng là Đoàn lão gia tử a. Xem ra mặt mũi của ngươi còn thật là lớn a. Huynh đệ của chính mình có bối cảnh, Hứa mới vừa hào đương nhiên cũng kiêu ngạo. Nhìn thấy Đoạn Nam đều tới đón kỳ, tất cả mọi người đều cho rằng đây là Trương Thành Nghiệp, trong lúc nhất thời đối với Trương Thành Nghiệp là càng thêm nhiệt tình, đương nhiên bọn họ cũng không quên thừa cơ hội này chào phúng cùng khinh bỉ Diệp Thần Phong. Tiểu tử, trợn to chó của ngươi mắt thấy xem, liền Đoàn lão gia tử đều vì Trương tổ trưởng tới đón kỳ, ngươi là cái thá gì? Ta xem tiểu tử này sẽ không cho rằng Đoàn lão gia tử là vì hắn mà đến chứ. Như hắn người như thế chỉ có thể sống ở trong ảo tưởng. Đối với một đám nam du học sinh chê cười, Diệp Thần Phong như trước có vẻ phi thường bình tĩnh, đúng là Giang Mộng Dung tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Mộng Dung, người bây giờ cùng tiểu tử này thoát ly quan hệ vẫn tới kịp, ta có thể đem Đoàn lão gia tử giới thiệu cho ngươi biết, ngươi thấy thế nào? Trương Thành Nghiệp không có ngu xuẩn đến cho rằng Đoạn Nam vì hắn mà đến, hắn cũng có cái này tự mình biết mình, hắn suy đoán là bởi vì cấp trên coi trọng bọn họ này một nhóm du học sinh, cho nên mới để Đoạn Nam đồng thời tới đón kỳ. Bất quá, Trương Thành Nghiệp làm tiểu tổ tổ trưởng, hắn khẳng định là cái thứ nhất cùng Đoạn Nam người bọn họ tiếp xúc, vì lẽ đó cái này ra châu dưới cái nhìn của hắn chắc chắn sẽ không thổi phá. Giang Mộng Dung thở phì phò trừng mắt Trương Thành Nghiệp. Nói rằng, ta còn chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy đồ vật, ta không cần ngươi giới thiệu cho ta cái gì Đoàn lão gia tử. Ở Trương Thành Nghiệp các loại chờ người lúc nói chuyện, Đoạn Nam đám người bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong, cho nên bọn họ lập tức hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Nhìn thấy Đoạn Nam một nhóm người ở hướng về phía bên mình đi tới, Trương Thành Nghiệp sửa sang lại quần áo, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, chuẩn bị đối với Đoạn Nam nói vài câu. Thụ sủng nhược kinh loại hình. Đứng ở Trương Thành Nghiệp phía sau một đám nam du học sinh, bọn họ nhìn thấy Đoạn Nam các loại chờ, người ở đi tới, trên mặt cũng hiện ra hưng phấn vẻ, dù sao nhà bọn họ coi như đều có một ít tiểu bối cảnh, đời này cũng không thể để Đoạn Nam thứ đại nhân vật này đến tự mình tiếp bọn họ. Nhưng mà, dưới cái nhìn của bọn họ, ngày hôm nay bởi vì Trương Thành Nghiệp, bọn họ thực hiện giấc mơ này. Có gì đặc biệt, không phải là trong nhà có chút bối cảnh mà. Giang Mộng Dung trong miệng nói lầm bầm, nàng cho là mình lần này Nam Cảng hành trình là triệt để xong đời, bất quá, nàng cũng không hối hận, nàng tính cách chính là như vậy. Đoàn lão gia tử, ở Trương Thành Nghiệp cung cung kính kính muốn thấy sang bắt quàng làm họ thời điểm, chỉ thấy Đoạn Nam một nhóm người liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong trước,
không giống nhau. Không chờ Diệp Thần Phong mở miệng nói chuyện, Đoạn Nam trên mặt liền lộ ra nụ cười, đối với Diệp Thần Phong cung kính nói, sư phụ, ngài dọc theo đường đi mệt nhọc. Thái sư tổ, ngài dọc theo đường đi mệt nhọc. Ở Đoạn Nam vừa nói xong, Đoạn Thiên Thụy, Phương Tuấn Đạt, Vương Kỳ Chính, Giang Vũ Mộng ôn hòa tư dính, bọn họ năm người này cho Diệp Thần Phong sâu sắc khom người chào, trong miệng trăm miệng một lời hướng về Diệp Thần Phong thăm hỏi. Chương 807, tiểu nhân vật khổ rồi ảo tưởng. Thái sư tổ, ngài dọc theo đường đi mệt nhọc. Đây là tình huống. Trương Thành Nghiệp các loại chờ trong đầu của người ta sôi sùng sục, trên mặt lấy lòng nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc, bọn họ mỗi một người đều không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy, cùng với trong tai nghe được, Đoạn Nam một nhóm người làm sao sẽ đối với một cái tiểu trung y cung kính như thế. Hơn nữa đường đường kinh thành quân khu bệnh viện viện trưởng dĩ nhiên xưng hô cái này tiểu trung y là sư phụ. Phía trên thế giới này còn có so với cảnh tượng trước mắt càng thêm thảo chứng sự tình sao. Giả như hiện thực là vừa ra kinh thải hí kịch, Trương Thành Nghiệp những này tự cho là nhân vật chính người, bị Diệp Thần Phong thành công đột kích ngược, trong nháy mắt đã biến thành khổ bức tiểu vai phụ. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Giang Mộng Dung, nàng khó mà tin nổi chừng lớn con ngươi. Ánh mắt ở Diệp Thần Phong cùng Đoạn Nam một nhóm trên thân thể người qua lại phiêu động, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình sẽ phát sinh như vậy hí kịch tính nghịch chuyển, nàng có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Dùng sức nhéo một cái trên cánh tay thịt, thống trong cổ họng hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới làm cho nàng xác định này không phải đang nằm mơ, trước mắt tất cả những thứ này đều là thật sự. Kỳ thực các ngươi không cần tự mình tới đón ta, hiện tại Nam Cảng tình huống thế nào rồi? Diệp Thần Phong đối với Đoạn Nam các loại chờ người thăm hỏi, chỉ là tùy ý gật gật đầu, nếu Đoạn Nam nhận hắn là sư phụ, mà Đoạn Thiên Thụy các loại chờ, người lại gọi hắn là Thái Sư Tổ, như vậy trước mặt những này chính là hắn đồ tử đồ tôn, ở đồ tử đồ tôn trước mặt cũng không cần phải giả tạo khách sáo. Đoạn Nam mệt mỏi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, sư phụ, ngài đến Nam Cảng, làm đồ đệ ta làm sao có thể không đến tự mình nghênh tiếp ngài đây? Đúng, Thái Sư Tổ, chúng ta tới đón ngài là hẳn là, luôn luôn cực kỳ kiêu ngạo Đoạn Thiên Thụy cũng lập tức nói rằng. Đứng ở Đoạn Thiên Thụy bên cạnh Phương Tuấn Đạt các loại chờ người đồng dạng là nói một chút lời tương tự. Diệp Thần Phong nhìn ra được không riêng Đoạn Nam là xuất phát từ nội tâm, Đoạn Thiên Thụy các loại chờ này năm cái lời của người tuổi trẻ cũng là xuất phát từ nội tâm, nếu trước mặt những người này đem hắn thật sự cho rằng là sư phụ cùng Thái Sư Tổ. Như vậy lần này đến Nam Cảng hắn không ngại ở y thuật trên lại chỉ đạo những người này, liền thuận miệng nói rằng các ngươi đều đem ta gọi là sư phụ cùng Thái Sư Tổ, chúng ta bình thường cũng hiếm thấy gặp mặt, lần này đến Nam Cảng ta sẽ lấy sạch giáo dục một ít y thuật cho các ngươi. Các ngươi có thể học bao nhiêu liền muốn xem các ngươi năng lực lĩnh ngộ. Tạ ơn sư phụ, cảm tạ Thái Sư Tổ. Đoạn Nam một nhóm mọi người kích động sắc mặt đỏ lên. Diệp Thần Phong y thuật thần kỳ bọn họ là thấy tận mắt, vì lẽ đó Diệp Thần Phong đồng ý lấy sạch chỉ đạo bọn họ. Này đối với bọn hắn tới nói quả thực là so với chúng số còn cao hứng hơn, bọn họ tin tưởng trải qua Diệp Thần Phong chỉ đạo, y thuật của chính mình nhất định có thể nâng cao một bước. Thiên Thụy, này, cái này tiểu trung y là người Thái Sư Tổ. Trên trán chảy mồ hôi lạnh, trong cổ họng liên tục ít ngụm nước Trương Thành Nghiệp. Hắn rốt cục không nhìn được ấp a ấp úng mở miệng. Hả? Nghe được Trương Thành Nghiệp dĩ nhiên xưng hô Diệp Thần Phong là một cái tiểu trung y, Đoạn Nam một nhóm người nhìn về phía Trương Thành Nghiệp ánh mắt trở nên sắc bén lên, trong đó Đoạn Thiên Thụy là nhận ra Trương Thành Nghiệp. Hắn vừa nãy căn bản không có chú ý tới người này, lạnh giọng nói rằng, Trương Thành Nghiệp, ta cùng ngươi rất quen sao? Xin ngươi xưng hô ta tên đầy đủ, còn có trong miệng ngươi cái này tiểu trung y. Chính là ông nội ta sư phụ. Ta Đoạn Thiên Thụy Thái Sư Tổ, vì lẽ đó ngươi cho ta chú ý ngươi nói chuyện dùng từ. Thiên Thụy, người này ngươi biết, sau đó đừng cái gì vớ va vớ vẩn bằng hữu đều tiếp xúc, vạn nhất chọc giận các ngươi Thái Sư Tổ tức rồi làm sao bây giờ. Đoạn Nam quay về Đoạn Thiên Thụy nghiêm khắc quát lên. Đoạn Thiên Thụy vội vàng quay về Diệp Thần Phong, nói rằng, Thái Sư Tổ, ta cùng người này căn bản không phải bằng hữu gì. Chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi, người này có phải là đắc tội rồi Thái Sư Tổ ngài? Đoạn Thiên Thụy như vậy trắng ra, để Trương Thành Nghiệp ra đầu đều muốn nổ tung ra,
nhớ tới vừa nãy chính mình ở phi cơ chàng nói khoác cùng Đoạn Thiên Thụy quan hệ có cỡ nào tốt, lại nghĩ lên vừa nãy đi xuống phi cơ nói khoác Đoạn Nam đám người chuyến này là vì mặt mũi của hắn mà đến. Hắn sắc mặt trướng dường như một con cà chua, sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm trong nháy mắt bị giẫm cái nát tan, hắn hận không thể lập tức tìm cái khe nứt xuyên xuống, đương nhiên trong lòng của hắn đối với Diệp Thần Phong là càng ngày càng căm hận. Cho tới Hứa Mới vừa hào cùng Quách Sáng Sủa các loại chờ 6 cái nam du học sinh, bọn họ từ mới bắt đầu hết sức trong khiếp sợ tỉnh táo lại sau, nhìn về phía Trương Thành Nghiệp ánh mắt trở nên bất hiếu thiện lên. Bao quát Trương Thành Nghiệp hai cái bằng hữu Hứa Mới vừa hào cùng Quách Sáng Sủa, phải biết lần này Nam Cảng hành trình nhưng là quan hệ bọn họ tiền đồ. Diệp Thần Phong mục chỉ nhìn Trương Thành Nghiệp các loại chờ 7 cái nam du học sinh, thuận miệng nói rằng, Đoạn Nam, 7 người này không thích hợp tham dự lần này Nam Cảng bệnh truyền nhiễm sự kiện. Diệp Thần Phong đều đem lại nói như thế trắng ra, Đoạn Nam đương nhiên biết 7 người này là đắc tội rồi sư phụ của hắn. Hắn lập tức không vui nói, các ngươi những người này trước tiên ở lại Nam Cảng ở một buổi chiều, chờ ta sau đó liên hệ kinh thành người bên kia, ngày mai sẽ đưa các ngươi trở lại kinh thành. Nói xong, Đoạn Nam liền không tiếp tục để ý Trương Thành Nghiệp các loại chờ người, quay về Diệp Thần Phong nói rằng, sư phụ, chúng ta mau mau trước tiên đi khu cách ly đi. Tối ngày hôm qua chúng ta chữa bệnh đội người ra ngoài, lại gặp phải đảo quốc ninja tập kích, mấy ngày nay Nam Cảng là phi thường không yên ổn. Một bên sắc mặt trắng bệch Trương Thành Nghiệp, nghe được Đoạn Nam lời nói này sau khi, hắn vội vàng mở miệng nói rằng, Đoàn lão gia tử, ta là taekwondo cùng judo cao thủ, chỉ cần có ta ở, ta tuyệt đối có thể bảo vệ sự an toàn của các ngươi, không phải là một ít tiểu đảo nhỏ quốc ninja mà. Trương Thành Nghiệp cực lực muốn cứu vãn hình tượng của bản thân. Cùng Đoạn Thiên Thụy đứng chung một chỗ Giang Vũ Mộng ôn hòa Tư Dĩnh, ánh mắt xem thường nhìn Trương Thành Nghiệp. Đặc biệt là ăn mặc nóng nảy Dịch Tư Dĩnh, không e dè mở miệng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng đảo quốc ninja đối kháng. Gặp phải đảo quốc ninja ngươi không bị dọa đến tè ra quần cũng đã rất tốt. Được rồi, chúng ta không nên ở chỗ này tán gẫu, sư phụ, chúng ta lên xe trước đi. Đoạn Nam quay về Diệp Thần Phong nói rằng, ngược lại, rồi hướng Trương Thành Nghiệp các loại chờ người, nói rằng, ở phi trường bên ngoài có lượng màu trắng xe buýt. Các ngươi đi ra ngoài ngồi xe. Trương Thành Nghiệp các loại chờ trong lòng người tuy rằng rất uất ức, nhưng vẫn là hướng về ngoài phi trường diện đi đến, nguyên ở Diệp Thần Phong bên cạnh Giang Mộng Rong, thấy Diệp Thần Phong không nói lời gì, nàng khinh cắn môi chuẩn bị đi theo Trương Thành Nghiệp các loại chờ người mặt sau, cũng đi ra bên ngoài ngồi xe. Nhưng mà, vào lúc này Diệp Thần Phong âm thanh truyền vào trong lỗ tai của nàng, tỷ tỷ, lẽ nào ngươi không muốn cùng chúng ta đồng thời ngồi xe sao? Khi làm đương nhiên không phải. Giang Mộng Rong vội vàng đỏ mặt nói rằng, ngực trái tim nhảy lên nhanh lợi hại, nhưng là Giang Mộng Rong lại nghĩ đến một chuyện, liền Đoạn Nam đều muốn xưng hô Diệp Thần Phong là sư phụ, Đoạn Thiên Thụy các loại chờ, người lại muốn xưng hô Diệp Thần Phong vì là thái sư tổ, nếu như nàng là Diệp Thần Phong lời của tỷ tỷ, như vậy chẳng phải là so với Đoạn Nam bối phận cũng cao hơn. Vì lẽ đó, Giang Mộng Rong sợ đến vội vàng lắc đầu. Nói rằng, ai là tỷ tỷ của ngươi, người sau đó gọi ta Mộng Rong là tốt rồi. Diệp Thần Phong cũng biết Giang Mộng Rong lo lắng, hắn đối với Giang Mộng Rong cái này ngay thẳng nữ nhân rất có hảo cảm, cũng sẽ không lại đùa giỡn Giang Mộng Rong, nói rằng, được, cái kia Mộng Rong, chúng ta mau tới xe đi. Bị Diệp Thần Phong xưng hô một tiếng Mộng Rong, Giang Mộng Rong cái cổ cùng bên tai nhất thời đỏ lên. Trương Thành Nghiệp một nhóm người đi ra sân bay sau. Lập tức nhìn thấy ngoài phi trường diện một chiếc màu trắng xe buýt, 7 tâm tình người ta khác nhau đi lên xe, hiện ở trong đó 6 trong lòng người đều ở oán giận Trương Thành Nghiệp. Bọn họ cũng không hề tưởng tượng đến một cái nho nhỏ trung y dĩ nhiên sẽ có khổng lồ như thế bối cảnh, lần này đúng là âm câu bên trong lật thuyền. Trương Thành Nghiệp đương nhiên cũng biết những người còn lại ý nghĩ, hắn thâm hô mấy hơi thở, gia đình của hắn bối cảnh tuy rằng không sánh được kinh thành Đoàn gia. Nhưng lần này Nam Cảng phương diện phụ trách bệnh truyền nhiễm người là hắn cậu, vì lẽ đó chuyện này cũng không phải là không có cứu lại mức độ. Ta biết đại gia trong lòng đều ở oán ta, bất quá, ta có thể bảo đảm các ngươi có thể kế tục ở lại Nam Cảng, các ngươi không muốn đã quên, ta cậu là lần này Nam Cảng người phụ trách, ta xem tiểu tử kia nhiều nhất cũng chỉ là một gia đình bối cảnh thâm hậu người thôi, mà Đoạn Nam những người này chỉ là vì đập tiểu tử kia nịnh nọt, đối với loại hành vi này ta là cực kỳ xem thường. Các ngươi cho rằng lấy tiểu tử kia tuổi,
sẽ có rất cao siêu y thuật sao? Mà chúng ta là hàng thật đúng giá y học kinh Anh, Nam Cảng chuyện lần này càng cần phải chính là chúng ta, vì lẽ đó ta sẽ xin nhờ ta cậu đứng ra, ngã cũng thời điểm chúng ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lại nói tiểu tử kia không chính là có bối cảnh sao? Nếu Đoạn Nam gọi hắn là sư phụ, như vậy chúng ta đến thời điểm không bằng biết thời biết thế, đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đi, nhìn hắn cái kia sứt sẹo y thuật có thể hay không chữa trị xong lần này bệnh truyền nhiễm. Rất nhiều lúc, đối phó người là muốn dùng đầu óc. Trương Thành Nghiệp trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, hắn đối với mình cái kế hoạch này phi thường thỏa mãn. Mà những người còn lại nghe được Trương Thành Nghiệp kế hoạch sau, trong lòng oán giận cũng từ từ biến mất rồi. Dù sao bọn họ bây giờ cùng Trương Thành Nghiệp ngồi ở cùng trên một cái thuyền, hơn nữa bọn họ còn muốn dựa vào Trương Thành Nghiệp cậu đây. Có lúc tiểu nhân vật ảo tưởng là phi thường buồn cười, bọn họ sẽ đem chính mình ảo tưởng thành anh hùng, mà sẽ thật sự anh hùng ảo tưởng thành là tiểu nhân hèn hạ, mà cuối cùng ai mới là tiểu nhân hèn hạ. Hiện thực sẽ đem chân tướng không hề bảo lưu vạch trần. Chương 808, bị tập kích. Sắc trời đã chậm rãi tối lại. Bất quá, đối với Nam Cảng tòa này quốc tế hóa đại đô thị mà nói, trên đường phố là đèn đuốc óng ánh, có thể nói ban ngày cùng đêm đen không có bất kỳ khác biệt gì. Một chiếc Mercedes thương vụ xe vững vàng chạy ở lối đi bộ, ở này chiếc Mercedes thương vụ xe mặt sau còn theo một chiếc màu trắng xe buýt. Mặt khác có bốn chiếc kinh xe, một trước một sau, hai bên trái phải, phân tán ở chạy băng băng thương vụ xe cùng xe buýt bốn phía. Kinh trong xe kinh sát mỗi thời mỗi khắc quan sát tình huống bên ngoài, để đang phát sinh khẩn cấp nguy hiểm thời điểm có thể đúng lúc ra tay, dù sao chữa bệnh đội tao ngộ đảo quốc ninja tập kích đã không phải một lần hai lần, hơn nữa có vài danh y sinh cũng khốc liệt hy sinh. Chạy băng băng thương vụ trong xe. Đoạn Nam đối với Diệp Thần Phong tỉ mỉ tự thuật Nam Cảng gần nhất tình thế, vừa nhắc tới Nam Cảng tình thế, Đoạn Nam ông lão này trên mặt là che kín ưu sầu, nói rằng, sư phụ. Ngày hôm qua ở Nam Cảng có nhiều chỗ lại phát sinh bạo loạn, nếu như còn chưa thể đem bệnh truyền nhiễm khống chế lại, e sợ không chỉ có Nam Cảng muốn triệt để xong đời, đối với chúng ta toàn bộ nước Hoa cũng sẽ có không nhỏ ác liệt ảnh hưởng. Diệp Thần Phong đối với trị liệu loại này thay đổi bản tử hắc chứng, trong lòng có tự tin 100%, trong lòng của hắn quan tâm hơn chính là hung thủ sau màn, thuận miệng nói rằng, bệnh truyền nhiễm sự tình ngươi yên tâm được rồi. Một tuần lễ bên trong đều sẽ hoàn toàn khống chế lại, sự kiện lần này sau lưng đúng là đảo quốc đang dở trò quỷ sao. Đoạn Nam nghe được Diệp Thần Phong nửa câu đầu sau, lập tức lại yên tâm đi, mà sau khi nghe nửa câu nghi vấn thời điểm, trên mặt hắn đầy rẫy vô tận sự phẫn nộ. Nói rằng, sư phụ, ngoại trừ đảo quốc những kia quy tôn tử, còn có thể là người nào? Chúng ta chữa bệnh đội nhiều lần tao ngộ đảo quốc ninja tập kích. Có thật nhiều đồng lưu đã chết ở đảo quốc ninja trong tay, vì lẽ đó Nam Cảng sự kiện khẳng định cùng đảo quốc không tránh khỏi có quan hệ. Đúng rồi, sư phụ, lần này Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao cũng đến Nam Cảng, sư phụ ngài có thể đã quên này hai ông lão, lúc trước quốc tế y học hội giao lưu lúc kết thúc, này hai ông lão không phải cũng mặt dày mày dạn muốn nhận ngài là sư phụ sao? Đoạn Nam nhắc nhở. Có Đoạn Nam lần này nhắc nhở sau khi... Diệp Thần Phong lúc ẩn lúc hiện nhớ tới chuyện lúc ban đầu, ở kết thúc quốc tế y học hội giao lưu thời điểm, một đám nước Hoa y học quyền uy đều là bị Diệp Thần Phong y thuật chiết phục. Vì lẽ đó cái nhóm này lão già đều mặt dày mày dạn nhận Diệp Thần Phong là sư phụ, lúc đó Diệp Thần Phong cũng từ chối không được, vì lẽ đó sẽ theo khẩu đồng ý. Cho tới Đoạn Nam trong miệng Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao chính là trong đó hai người, này hai ông lão ở nước Hoa là y thuật giới thái đấu cấp nhân vật. Hơn nữa đều sinh ra với y học thế gia. Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao này hai ông lão. Ở nước Hoa y học giới cùng Đoạn Nam là đồng nhất thứ bậc đại nhân vật. Sư phụ, ta vẫn không có đem ngài muốn tới Nam Cảng sự tình nói cho cái kia hai cái ông lão đây. Bằng không cái kia hai cái ông lão khẳng định cũng cần phải muốn đích thân tới đón ngài. Đoạn Nam tiếp tục nói, ở tại bọn hắn những này y học cuồng trong mắt người, cũng không có tuổi tác phân chia lớn nhỏ. Diệp Thần Phong y thuật thần kỳ cực kỳ, bọn họ những lão già này mới sẽ cam tâm tình nguyện gọi Diệp Thần Phong một tiếng sư phụ. Cùng Giang Vũ Mộng, Dịch Tư Dĩnh ngồi cùng một chỗ Giang Mộng Rong, khi nàng nghe được Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao hai người này tên thời điểm, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên trừng lớn.
Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao ở nước Hoa y học giới có cùng Đoạn Nam đồng dạng tiếng tăm, thân là học y Giang Mộng Rong như thế nào sẽ chưa từng nghe tới hai người kia đại danh đây. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, Giang Mộng Rong đã cùng Giang Vũ Mộng các loại chờ người biết nhau, nàng nuốt một ngụm nước bọt hỏi, Vũ Mộng, Tư Dính, Đoàn lão gia tử trong miệng Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh công lao có phải là nước Hoa y học giới hai vị kia thái đấu? Giang Vũ Mộng ôn hòa Tư Dính không chút do dự gật gật đầu. Điều này làm cho Giang Mộng Rong hô hấp trở nên dồn dập, kế tục hỏi, Lục lão gia tử cùng Trình lão gia tử, hai vị này thái đấu cũng là Diệp Thần Phong đồ đệ. Đúng đấy, này có gì đáng kinh ngạc? Giang Vũ Mộng gật đầu hồi đáp. Trời ạ, ta vừa mới đến đáy cùng thế nào một vị đại nhân vật cùng nhau? Ta lại còn đem như vậy đại nhân vật nhận làm đệ đệ. Nghe được Giang Vũ Mộng khẳng định sau khi trả lời, Giang Mộng Rong trong lòng là rời sông lấp biển, tương tự nàng cũng vì là sự lựa chọn của chính mình cảm thấy vui mừng, nàng không dám trực tiếp xưng hô tên Diệp Thần Phong cái kia Diệp tiền bối y thuật có phải là rất lợi hại. Vừa nãy nghe được Giang Mộng Rong trực tiếp xưng hô tên Diệp Thần Phong, điều này làm cho Đoạn Thiên Thủy các loại chờ trong lòng người đều có chút cau mày, dù sao Diệp Thần Phong nhưng là bọn họ Thái Sư Tổ. Trước mắt thấy Giang Mộng Rong xưng hô Diệp Thần Phong vì là Diệp tiền bối, bọn họ mới lại thả xuống khúc mắc. Đoạn Thiên Thủy chen miệng nói, Thái Sư Tổ y thuật đương nhiên là cực kỳ cao siêu, khóa này quốc tế y học hội giao lưu là Thái Sư Tổ một người ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa không riêng là ông nội ta, Lục lão gia tử cùng Trình lão gia tử, lúc đó phàm là tham gia hội giao lưu nước Hoa y học quyền uy, đều là cung cung kính kính muốn bái Thái Sư Tổ sư phụ. Có thể nói Thái Sư Tổ là chúng ta nước Hoa y học giới người số một. Ở đây có Đoàn lão gia tử như vậy đại nhân vật ở, vì lẽ đó Giang Mộng Rong cũng sẽ không hoài nghi Đoạn Thiên Thụy nói, nhịp tim đập của nàng không ngừng mà tăng nhanh, lại thêm nhanh. Giang Mộng Rong không nghĩ tới vị này đệ đệ, dĩ nhiên là nhiều như vậy nước Hoa y học quyền uy sư phụ. Nước Hoa y học giới người số một, nàng có loại dường như cảm giác đang nằm mơ. Mộng Rong, người đừng nghe Thiên Thủy tiểu tử này nói bậy, ta không phải là cái gì nước Hoa y học giới người số một. Diệp Thần Phong quay đầu hướng Giang Mộng Rong nói rằng, khi biết Diệp Thần Phong như vậy nghiêu bài đến bầu trời thân phận sau, nàng cũng không dám cùng Diệp Thần Phong đùa giỡn, cung cung kính kính nói rằng, Diệp tiền bối, ngài quá khiêm tốn. Đúng đấy, sư phụ, nước Hoa y học giới người số một, ngài là hoàn toàn xứng đáng. Đoạn Nam khẳng định nói. Ở Giang Mộng Rong khiếp sợ Diệp Thần Phong thân phận thực sự thời điểm, chạy băng băng thương vụ phía sau xe một chiếc màu trắng bên trong xe buýt. Trương Thành Nghiệp nhìn trước sau trái phải bốn chiếc kinh xe, hắn khinh thường nói, không phải là đảo quốc một ít ninja mà. Nếu như hôm nay đảo quốc ninja dám xuất hiện, ta liền để đại gia mở mang thực lực của ta taekwondo cùng judo không phải là luyện không? Này ngược lại là thật sự. Thành Nghiệp taekwondo cùng judo đã luyện đến phi thường cao trình độ, nếu như có đảo quốc ninja xuất hiện, hắn nhất định có thể bảo vệ đại gia an toàn. Quách Sáng Sủa nói rằng, yên tâm, chỉ cần đại gia theo ta Trương Thành Nghiệp cũng tuyệt đối không phải một cái trở mặt kẻ vô tình. Trương Thành Nghiệp vì cứu vãn vừa nãy thất lạc, nhất định phải ở những người khác trong lòng một lần nữa dựng nên hình tượng. Nam Cảng bệnh truyền nhiễm khu cách ly là lâm thời phân ra đến. Ở một cái cực kỳ hẻo lánh khu vực, xe chạy sau mấy tiếng, chu vi người đi đường càng ngày càng ít, khi làm xe chạy đến một chỗ bỏ đi trước đại lâu, Diệp Thần Phong bản năng cảm giác được có cỗ nguy hiểm đang đến gần, khi hắn vừa định muốn mở miệng đề lúc tỉnh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp đánh vỡ chu vi vắng lặng, không biết từ nơi nào bắn nhanh ra một viên đạn, này viên đạn chuẩn xác cực kỳ bắn vào, phía trước một chiếc kinh trong xe. Phụ trách lái xe kinh xe một tên kinh sát trực tiếp bị một thương bạo đầu. Đột nhiên xuất hiện tình huống, ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, để ở đây những người khác đều một trận ngây người. Ở một tiếng vang trầm thấp sau khi truyền ra, lại lập tức vang lên ba tiếng cực kỳ nặng nề tiếng súng, mặt khác ba chiếc kinh trong xe, phụ trách lái xe kinh sát toàn bộ bị bạo đầu. Bốn chiếc kinh xe ở mất đi người điều khiển sau. Trong xe còn lại kinh sát bởi ngây người, căn bản không kịp khống chế xong kinh xe, liền bốn chiếc kinh lái xe bắt đầu đấu đá lung tung lên. Bốn chiếc kinh xe ở mất đi sự khống chế sau khi, phân biệt va chạm ở hai bên bỏ đi nhà lớn trên,
bốn chiếc xe trong nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm, còn kinh trong xe còn lại kinh sát chịu không giống trình độ thương thế, có trực tiếp ngất đi, có cũng vẫn duy trì tỉnh táo. Ở tiếng súng lần thứ nhất vang lên thời điểm, Diệp Thần Phong liền đem linh hồn lực ở ngoài phóng ra, ở linh hồn lực tra xét dưới, hắn phát hiện chạy băng băng thương vụ xe, màu trắng xe buýt cùng bốn chiếc kinh xe dưới đáy đều xếp vào không hề có một tiếng động bom hẹn giờ, hơn nữa cách bom hẹn giờ nổ tung thời gian chỉ có ngăn ngắn hơn 3 phút. Tình huống bây giờ phi thường khẩn cấp, coi như Diệp Thần Phong là vương cấp linh hồn lực cường giả, thân thể của hắn cũng không chịu nổi bom tàn phá. Đồng dạng, Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới vừa mới vừa đến Nam Cảng, hắn liền gặp phải như vậy bố trí kinh mật tập kích. Chương 809, liên tục bạo đầu, thật sự có bom hẹn giờ. Chuyện gì thế này, chúng ta gặp phải mai phục, báo tường kinh, màu trắng bên trong xe buýt Trương Thành Nghiệp khi nghe đến tiếng súng, sau đó lại nhìn thấy bốn chiếc kinh xe đụng phải vô cùng thê thảm hình ảnh sau, hắn lập tức từ trên ghế chạm lên. Cùng lúc đó, màu trắng xe buýt tài xế cũng đột nhiên giẫm rơi xuống phanh lại. Thành Nghiệp, chúng ta dọc theo đường đi đều là do kinh sát hộ tống, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có Nam Cảng còn lại kinh sát cản tới cứu viện. Hứa Mới Vừa Hào thân thể có chút run rẩy nói rằng. Nghe được Hứa Mới Vừa Hào lời nói này sau khi, Trương Thành Nghiệp lại nghĩ tới vừa nãy chính mình lời nói hùng hồn, hắn giác đến biểu hiện của chính mình quá mất mặt, ổn ổn tâm tình, giả vờ chấn định nói rằng. Đại gia an tâm ngốc ở trên xe, ta nghĩ chung quanh đây khẳng định có tay đánh lén, trực tiếp xuống xe hậu quả chỉ có thể bị bạo đầu. Đúng, Thành Nghiệp nói không sai, hiện nay lưu ở trên xe mới là an toàn nhất. Quách Sáng Sủa lập tức phụ họa nói. Bên trong xe buýt những này nam du học sinh, từ trước nơi nào trải qua loại này mưa bom bão đạn nguy hiểm. Tuy rằng bình thường ở xem phim thời điểm, bọn họ đều sẽ phi thường ngóng trông loại này nhiệt huyết sinh hoạt. Nhưng hiện thực không có kêu ngừng dừng, một khi bọn họ bị bạo đầu, này liền mang ý nghĩa sắp sửa vĩnh viễn rời đi thế giới này. Màu trắng xe buýt phía trước chạy băng băng thương vụ xe cũng ngừng lại, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn mơ hồ cảm giác được, ở bên tay trái bỏ đi nhà lớn đỉnh chóp, hẳn là mai phục hai tên tay đánh lén, hiện tại cũng không thể đủ chậm trễ nữa thời gian, xe dưới đáy bom hẹn giờ không phải là đùa giỡn. Diệp Thần Phong trực tiếp quay về đoạn nam các loại chờ người. Nói rằng, nhanh, nhanh xuống xe, bằng không chúng ta cũng phải muốn mất mạng. Đoạn nam các loại chờ, người tuy rằng cảm thấy lưu ở trong xe càng thêm an toàn. Thế nhưng bọn họ không có nói ra bất kỳ nghi vấn, bọn họ lựa chọn tin tưởng Diệp Thần Phong, không chút do dự theo Diệp Thần Phong đi xuống xe. Ở Diệp Thần Phong một nhóm người đi xuống chạy băng băng thương vụ xe thời điểm. Bốn chiếc bị va chạm vô cùng thê thảm kinh trong xe, đi ra sáu tên kinh sát. Này sáu tên kinh sát trên người đều có không giống trình độ thương thế, trong tay bọn họ phân biệt cầm súng lục, cẩn thận từng ly từng tí một đến gần Diệp Thần Phong các loại chờ người, còn người quan sát bốn phía bỏ đi nhà lớn. Đoàn viện trưởng, tình huống bây giờ phi thường không ổn. Chúng ta đã có bốn vị đồng sự chết trận, người còn lại cũng đã hôn mê, hơn nữa này một đời khu vực thật giống bị người quấy rầy tín hiệu. Ta căn bản là không có cách liên hệ kinh cục bên trong người. Một tên trong đó kinh sát quay về đoạn nam nói rằng. Diệp Thần Phong đem linh hồn lực ở ngoài phóng ra, hắn thông qua linh hồn lực cảm ứng, ở chung quanh đây chỉ có bên tay trái mái nhà có hai tên tay đánh lén, tương tự hắn cũng cảm giác được ở chung quanh đây có vài cỗ ẩn giấu rất tốt khí tức. Nếu như Diệp Thần Phong không có đoán sai, này vài cỗ khí tức hẳn là đảo quốc ninja. Hiện tại cách xe để bom hẹn giờ nổ tung thời gian là càng ngày càng gần, bốn chiếc kinh xe. Một chiếc xe buýt cùng một chiếc Mercedes thương vụ xe đồng thời bạo chiếu uy lực, khẳng định là không thể khinh thường, đứng ở chỗ này chỉ có là chờ chết phần. Diệp Thần Phong đột nhiên nhìn thấy bên tay trái cách đó không xa có một cái sâu thẳm ngõ nhỏ, đi vào trong ngõ hẻm khẳng định liền có thể tránh né bom uy lực, hơn nữa ngõ hẻm này vừa vặn cùng hai tên tay đánh lén vị trí bình hành, vì lẽ đó hai tên tay đánh lén không cách nào nhắm vào trong ngõ hẻm. Đoạn Nam, chúng ta đi nhanh lên tiến vào bên tay trái trong ngõ hẻm. Không thể ngốc đứng tại chỗ. Diệp Thần Phong nói trước tiên hướng ngõ nhỏ chạy đi, bất quá. Linh hồn của hắn lực trước sau bên ngoài, đem hắn người chung quanh bao vây ở trong đó, coi như có bắn ra kích lại đây cũng không sợ. Đoạn nam các loại chờ người đương nhiên là nghe theo Diệp Thần Phong,
mà cái kia 6 tên kinh sát nhưng đem ánh mắt nhìn về phía màu trắng xe buýt, lời mới vừa nói tên kia kinh sát, hắn lại mở miệng, đoàn viện trưởng, các ngươi tiên tiến trong ngõ hẻm, chúng ta còn muốn đi cứu trên xe buýt du học sinh. Tên này nói chuyện kinh sát hẳn là đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Diệp Thần Phong có thể không có hứng thú quản Trương Thành Nghiệp cái kia mấy người ngu ngốc chết sống, trước lúc này Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Diệp Thần Phong không phải là cái gì có cao thượng tình FCK người, lúc đó không có một cái tát đập chết Trương Thành Nghiệp bọn họ, đã là Diệp Thần Phong phẩm đức không sai, hắn có thể không muốn đi cứu Trương Thành Nghiệp các loại chờ người. Đoạn Nam, còn lăng ở đây làm gì? Chúng ta đi nhanh lên tiến vào trong ngõ hẻm. Diệp Thần Phong thúc giục. Bất quá, ở chạy vào ngõ nhỏ trước, Diệp Thần Phong lòng tốt nhắc nhở một câu cái kia 6 tên kinh xe, các ngươi kinh sát phía dưới. Xe buýt phía dưới cùng chạy băng băng thương vụ xe phía dưới, đều xếp vào bom hẹn giờ, hơn nữa khoảng cách nổ tung thời gian chỉ có 2 phút khoảng chừng, trái phải. Cái kia 6 tên kinh sát bên tai vang vọng Diệp Thần Phong nhắc nhở, nhìn Diệp Thần Phong các loại chờ, người đi vào trong ngõ hẻm sau, tên kia mang đội kinh sát, trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt, nói lầm bầm chúng ta kinh sát xe dưới đáy có bom hẹn giờ. Đùa gì thế, lại là một cái rất sợ chết oát con vô dụng. Vì tìm tới có thể mềm yếu cớ, thậm chí ngay cả loại này lời nói dối đều biên đi ra. Được rồi, các anh em, chúng ta mau mau đi trên xe buýt cứu người. Mang đội kinh sát nói rằng, từ Diệp Thần Phong một nhóm người đi xuống xe, lại tới chạy vào trong ngõ hẻm, thời gian vẻn vẹn quá khứ 30 giây đồng hồ mà thôi. Ở này 30 giây đồng hồ bên trong, bên trái bỏ đi nhà lớn mái nhà lạ kỳ không có vang lên nữa tiếng súng. Nhưng là cái kia 6 tên kinh sát cũng không dám thả lỏng kinh dịch, bọn họ tận lực dựa vào chu vi che đậy vật, thân thể từng điểm nhanh chóng hướng về màu trắng xe buýt đi đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, lâu không gặp vang trầm thanh lần thứ 2 vang lên, đi ở cuối cùng một tên kinh sát, trực tiếp bị một viên đạn cho xuyên qua đầu, máu tươi cùng óc tiên một chỗ. Bên trái bỏ đi nhà lớn mái nhà, hai tên thân mặc áo đen tay đánh lén. Nhìn nhà lớn dưới cảnh tượng, một người trong đó lộ ra thì nụ cười máu, dùng đảo quốc ngữ nói rằng, xem ra đêm nay đều sẽ có phi thường thu hoạch lớn, nếu không là những người kia dặn dò, nhất định phải lưu lại một ít người nước hoa cho bọn họ quá qua tay ẩn, chỉ bằng những người này, đã sớm toàn bộ bị hai chúng ta bạo đầu. Không bằng chúng ta hiện tại đến nhiều lần thương pháp, xem ai có thể trước hết giết dưới lầu những kia nước hoa kinh sát. Một người khác tay đánh lén đồng dạng dùng đảo quốc ngữ nói rằng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Yên tĩnh trên đường phố một lần lại một lần vang lên vang trầm, hơn nữa mỗi vang lên một lần, thì có một tên kinh sát trực tiếp bị bạo đầu mà chết. Trong chớp mắt, sống sót kinh sát chỉ còn dư lại 2 tên, đi ở trước nhất mang đội kinh sát trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt, bất quá, bọn họ đã đi tới màu trắng xe buýt trước. Mà lúc này khoảng cách bom hẹn giờ nổ tung, chỉ còn dư lại 1:30 giây. Các ngươi mau mau cho ta xuống xe, đi ngõ hẻm bên trái bên trong chờ cứu viện, ngốc ở trên xe cũng không phải an toàn nhất. Mang đội kinh sát gõ lên đóng cửa xe quát. Ở bên trong xe Trương Thành Nghiệp trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, quay về người bên trong xe nói rằng, đại gia không muốn nghe này ngớ ngẩn kinh sát, xem bọn họ chính mình dáng vẻ đạo đức như thế. Chúng ta chỉ có ngốc ở trên xe mới là an toàn nhất. Tài xế đại thúc, người nói đúng sao? Trương Thành Nghiệp không quên liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên tài xế. Lái xe màu trắng xe buýt tài xế chỉ là một người bình thường mà thôi, hắn đương nhiên cũng cho rằng trốn ở trên xe an toàn nhất, liều mạng gật đầu, cũng không có phải cho hai tên kinh sát mở cửa xe ý tứ. Xe dưới hai tên kinh sát mơ hồ nghe được bên trong xe Trương Thành Nghiệp sau. Hai người bọn họ là tức giận đến trong đôi mắt muốn bốc lên lửa giận, bọn họ vì phải cứu những này lưu an toàn của học sinh, nhưng là đã hy sinh 4 tên huynh đệ tính mệnh. Nhưng mà, vừa lúc đó, vang trầm thanh lần thứ 2 không thích hợp hưởng lên, có thể lần này viên đạn mục tiêu thật giống thay đổi, cũng không có đem còn lại 2 tên kinh sát bạo đầu, mà là xuyên thủng xe buýt cửa sổ, trực tiếp đem xe buýt tài xế cho bạo đầu. Một viên đạn ở đem xe buýt tài xế bạo đầu sau khi, khẩn đón lấy, tiếng thứ 2 vang trầm lại vang vọng ở trong bầu trời đêm, này viên đạn thứ 2 xuyên thủng xe buýt bên cạnh cửa sổ,
lại sẽ một tên du học sinh cho bạo đầu, óc cùng máu tươi chiếu vào bên trong xe đệm trên. Lần này, bên trong xe du học sinh, bao quát Trương Thành Nghiệp bọn người hoảng thần, luống cuống tay chân đi ấn lại mở cửa xe ấn phím, ở mở cửa xe trong quá trình lại có hai tên du học sinh bị bạo đầu. Mang đội kinh sát cũng không kịp nhớ quát lớn vừa nãy Trương Thành Nghiệp các loại chờ người hành vi, nói rằng, nhanh hướng về ngõ hẻm bên trái bên trong chạy, đoàn viện trưởng bọn người ở trong ngõ hẻm, mới vừa rồi cùng đoàn viện trưởng cùng nhau một người trẻ tuổi, còn nói những xe này dưới đáy xếp vào bom, chuyện này quả thật là kẻ nhu nhược hành vi, các ngươi là nước ngoài trở về du học sinh, ta nghĩ các ngươi nhất định phải so với loại người như vậy dũng cảm hứa hơn nhiều. Trương Thành Nghiệp các loại chờ người đương nhiên biết mang đội kinh sát nói hẳn là Diệp Thần Phong, có thể hiện ở tại bọn hắn cũng không kịp nhớ suy nghĩ cái gì, liều mạng hướng về ngõ hẻm bên trái bên trong chạy, mà mang đội kinh sát cùng một người khác kinh sát hiểm hộ những này du học sinh, có thể vẫn cứ có lần lượt từng tên du học sinh chết ở tay đánh lén viên đạn dưới. Mắt thấy du học sinh muốn chạy tiến vào trong ngõ hẻm, mang đội kinh sát trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có thể vừa lúc đó, mang đội kinh sát bên cạnh một tên kinh sát bị trực tiếp cho bạo đầu, tên kia mang đội kinh sát thân thể không chút do dự hướng về trên đất liên tục lăn, thân thể lăn tới màu trắng xe buýt phía dưới, mới xem như là tránh thoát bạo đầu nguy hiểm. Nhưng mà, khi làm tên kia mang đội kinh sát thân thể lăn xuống đến xe buýt phía dưới thì, hắn nhìn thấy xe buýt phía dưới bị lắp đặt một cái máy đọc thẻ, mặt trên biểu hiện một cái thời gian đã đếm ngược cuối cùng 20 giây. Tên này mang đội kinh sát trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, nhớ tới vừa nãy Diệp Thần Phong nhắc nhở hắn xe dưới có bom thời điểm, mà hắn nhưng đem đối phương xem là một kẻ nhu nhược, trong miệng tự lẩm bẩm, dĩ nhiên thật sự có bom hẹn giờ. Hắn đến cùng là ai? Hắn làm sao sẽ biết xe dưới đáy có bom hẹn giờ? Ngăn ngắn 20 giây đồng hồ thời điểm, tên này mang đội kinh sát, hắn biết mình là trốn không thoát, nhớ tới vừa nãy Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người hành vi. Nhớ tới Diệp Thần Phong cuối cùng nhắc nhở, muốn lên huynh đệ của chính mình từng cái bị bạo đầu, trong lòng của hắn có chút hối hận rồi, hối hận vì cái gọi là kinh sát tinh thần trọng nghĩa, tới cứu những này ngớ ngẩn du học sinh. Mỗi người đều phải vì là sự lựa chọn của chính mình, chịu đựng cái giá tương ứng. Chương 810, các ngươi trốn không thoát. Chạy vào trong ngõ hẻm nam du học sinh chỉ có 4 người, bọn họ phân biệt là Trương Thành Nghiệp, Hứa Mới Vừa Hào, Quách Sáng Sủa cùng một tên thân thể khá là thạc tráng nam sinh, còn lại nam du học sinh đều bị bạo đầu mà chết, 4 người bọn họ trong miệng không ngừng thở hổn hển, mồ hôi từ mặt tái nhợt giáp trên không ngừng mà lướt xuống. Trương Thành Nghiệp các loại chờ người đứng ở đầu hẻm, nhìn thấy ngõ nhỏ nơi sâu xa nhàn nhã dựa vào ở trên vách tường nghỉ ngơi Diệp Thần Phong một nhóm người, trong lòng bọn họ liền bốc lên một luồng vô hình lửa giận, dựa vào cái gì bọn họ ở bên ngoài ẩn núp viên đạn. Mà Diệp Thần Phong bọn họ nhưng ở trong ngõ hẻm tường an vô sự. Tấm này Thành Nghiệp cũng không suy nghĩ thật kỹ, vừa nãy là ai chết sống không muốn đi xuống xe buýt. Nếu như bọn họ vừa bắt đầu nghe xong tên kia mang đội kinh sát, e sợ trung gian có thể tiết kiệm một ít thời gian, phải biết vừa nãy tình huống đó, nhiều một giây loại thời gian, chẳng khác nào là nhiều một giây đồng hồ an toàn. Trương Thành Nghiệp ổn ổn hô hấp sau khi... Hắn nhớ tới vừa nãy tên kia mang đội kinh sát nói, trên mặt cố ý lộ ra xem thường cùng khinh bỉ nụ cười, hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng, ta Trương Thành Nghiệp đời này xem thường nhất chính là ngươi loại này kẻ nhu nhược, ngươi không phải nói xe dưới đáy đều có bom sao? Làm sao đến hiện tại còn không nổ tung? Ngươi mẹ kiếp đúng là cho ta nổ tung a! Liền biên lời nói dối cũng biên như thế vô căn cứ, ngươi còn là một người đàn ông sao? Trương Thành Nghiệp vừa trở về từ cõi chết. Nhớ tới ở Diệp Thần Phong trên người nhận được khí, hắn hiện tại không lo được Đoạn Nam ở đây, bay thẳng đến Diệp Thần Phong lớn tiếng hống lên. Diệp Thần Phong cũng không để ý tới Trương Thành Nghiệp tên ngu ngốc này, trong lòng ở tính toán bom hẹn giờ nổ tung thời gian, khoảng chừng chỉ còn dư lại 7-8 giây. Diệp Thần Phong trực tiếp quay về Đoạn Nam các loại chờ người, nói rằng, lập tức ngã xuống, che lỗ tai của chính mình. Đoạn Nam một nhóm người đối với Diệp Thần Phong là nói gì nghe nấy, cùng Diệp Thần Phong đồng thời bò ở trên mặt đất, dùng bàn tay che lỗ tai của chính mình. Đồng thời Diệp Thần Phong cũng đem linh hồn lực bao vây ở Đoạn Nam các loại chờ, người trên người, còn Trương Thành Nghiệp các loại chờ cái kia 4 người ngu ngốc, Diệp Thần Phong mới không đi để ý tới sự sống chết của bọn họ. Mẹ kiếp,
người cái kẻ nhu nhược, người cái kẻ vô dụng. Người có phải là có ảo tưởng chứng? Người vẫn đúng là hắn nương cho rằng xe dưới đáy có bom. Trương Thành Nghiệp nhìn thấy Diệp Thần Phong các loại chờ, người hành vi sau, trong cổ họng âm thanh là hống đến càng thêm lớn thanh. Đứng ở Trương Thành Nghiệp bên cạnh Hứa Mới Vừa Hào đám người trên mặt cũng đều mang theo xem thường biểu hiện, dưới cái nhìn của bọn họ bên ngoài xe dưới đáy làm sao có khả năng sẽ có bom. Phải biết bên ngoài nhưng là có 4 chiếc kinh xe, có ai có thể ở kinh xe dưới đáy lắp đặt bom. Bọn họ hiện tại chỉ là muốn làm sao từ nơi này chạy đi. Bọn họ có thể hay không kiên trì đợi được kinh sát cứu viện đi tới nơi này. 5, 4, 3, 2. Ở Trương Thành Nghiệp bọn họ cười nhạo Diệp Thần Phong một nhóm người cách làm thì, bên ngoài xe dưới đáy bom hẹn giờ tiến vào cuối cùng 5 giây đếm ngược thời gian. Chúng ta lại tiến vào trong đi một chút, ở tại đầu hẻm có thể không đủ an toàn. Quan trọng nhất là lúc mấu chốt, chúng ta có thể đem bên trong những người này cho rằng khiên thịt. Trương Thành Nghiệp cười nói khẽ với Hứa Mới Vừa Hào đám người nói. Nhưng mà, ở Trương Thành Nghiệp tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, bên ngoài vang lên một tiếng ngập trời tiếng nổ mạnh, chạy băng băng thương vụ xe đầu tiên nổ tung ra. Theo chạy băng băng thương vụ xe nổ tung, còn lại 4 chiếc kinh xe cùng 1 chiếc xe buýt cũng đột nhiên nổ tung. Âm thanh vang vọng phía chân trời, ánh lửa đem chu vi chiếu cái trong suốt, nổ tung mảnh vỡ lung tung bay ra. Ngõ hẻm bên trái bên trong cũng bị lan đến gần không ít, đặc biệt là đứng ở đầu hẻm Trương Thành Nghiệp bọn 4 người, bọn họ đều bị muốn nổ tung lên mảnh vỡ tạp đến thân thể, trong đó tên kia thân thể khá là thạc tráng nam du học sinh xui xẻo nhất, nên ở thân thể hắn trên chính là một cái đỉnh cực kỳ sắc nhọn thiết bổng. Cây này thiết bổng bởi uy lực nổ tung, trực tiếp đem tên nam tử này du học sinh cái bụng cho đâm cái đối với xuyên, trong miệng không ngừng mà chảy ra máu tươi đến, nghiễm nhiên là không có sống tiếp khả năng. Cho tới Trương Thành Nghiệp, Hứa Mới Vừa Hào cùng Quách Sáng Sủa 3 người này, tình huống của bọn họ thì lại muốn tốt lắm rồi, tạp ở thân thể bọn họ trên chỉ là một ít vật nặng, bọn họ cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là thân thể ngã rầm trên mặt đất, trong cơ thể là một trận lại một trận tinh lực dâng lên. Đang nổ dư âm chậm rãi bình ổn lại sau khi, Diệp Thần Phong đem linh hồn thu hồi trong cơ thể. Cái thứ nhất từ trên mặt đất chạm lên, mà Đoạn Nam các loại chờ, người vừa nãy bởi che lỗ tai, cùng với có Diệp Thần Phong linh hồn lực bảo vệ, trên người bọn họ liền mảy may thương cũng không được, lỗ tai cũng không có bị tiếng nổ lớn chấn động đến mức phát thống. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong từ dưới đất đứng lên đến sau. Đoạn Nam mấy người cũng dồn dập từ trên mặt đất chạm lên. Khi bọn họ nhìn thấy tên kia bị thiết bổng đâm thủng cái bụng nam du học sinh thì, đặc biệt là Giang Mộng Dung các loại chờ, 3 người phụ nữ là một trận nôn khan, Đoạn Nam cùng Đoạn Thiên Thụy mấy người cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Đoạn Nam các loại chờ người lại đưa mắt chuyển đến Trương Thành Nghiệp các loại chờ, 3 trên thân thể người, chỉ thấy ngã trên mặt đất 3 người này đúng quần bên trong đang không ngừng chảy ra một luồng màu vàng chất lỏng, bọn họ là bị này tiếng nổ mạnh sợ đến tè ra quần. Giang Mộng Dung, Dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng này 3 người phụ nữ, các nàng nhớ tới vừa nãy Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người cười nhạo Diệp Thần Phong ngôn ngữ, các nàng đối với Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người không riêng là khinh bỉ, trong ánh mắt càng thêm ra hơn một vệt căm ghét, nếu như vừa nãy không phải Diệp Thần Phong nhắc nhở các nàng muốn ngã xuống, nói không chắc các nàng liền cũng sẽ bị vật nặng cho tạp đến thân thể, thậm chí là bị thiết bổng đâm thủng cái bụng. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh tuy rằng lắng xuống, thế nhưng ngõ nhỏ bên ngoài còn lập lòe ánh lửa, ngã trên mặt đất Trương Thành Nghiệp các loại chờ, 3 người, trong cổ họng là một trận ho khan, nhìn thấy bên cạnh bị thiết bổng đâm thủng cái bụng nam du học sinh sau, bọn họ trong bụng càng là một trận buồn nôn, lảo đảo từ trên mặt đất chạm lên, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong các loại chờ, người ánh mắt đùa cợt thì, khi bọn họ nhớ tới vừa nãy chính mình lẽ thẳng khí hùng thì, bọn họ đột nhiên có loại vai hề cảm giác. Thật không biết ai là kẻ nhu nhược. Ai là kẻ vô dụng? 3 người các ngươi lại bị sợ đến tè ra quần. Ăn mặc nóng nảy Dịch Tư Dĩnh, tính tình của nàng đồng dạng là phi thường nóng nảy. Nếu Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người vừa nãy cười nhạo nàng thái sư tổ, như vậy nàng hiện tại đương nhiên phải phản kích. Trương Thành Nghiệp các loại chờ 3 người mới vừa rồi còn không có phát hiện chính mình tè ra quần, bị Dịch Tư Dĩnh vừa nói như thế, bọn họ mới cảm giác mình đúng quần bên trong thấp cộc cộc, từng cái sắc mặt là đỏ lên cực kỳ.
Trương Thành Nghiệp thở hổn hển từng bước hướng về ngõ nhỏ nơi sâu xa đi đến, Hứa Mới Vừa Hào cùng Quách Sáng Sủa đi theo Trương Thành Nghiệp phía sau. Trương Thành Nghiệp ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, quát lên, ngươi, khẳng định là ngươi đem bom chứa ở xe dưới đáy, bằng không ngươi tại sao biết xe dưới đáy có bom. Chuyện này cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Trương Thành Nghiệp một mực chắc chắn Diệp Thần Phong, sự tình đã phát triển đến nước này, hắn không lo được Diệp Thần Phong đến cùng là thân phận gì, hắn cũng không kịp nhớ Đoạn Nam thân phận, nếu Diệp Thần Phong biết xe dưới đáy có bom, như vậy hắn đương nhiên muốn chết tử nắm lấy điểm ấy không tha. Diệp Thần Phong cũng không để ý tới trước mặt hống đến đỏ mặt tía tai Trương Thành Nghiệp, mà là đưa mắt nhìn chòng chọc vào đầu hẻm, Đoạn Nam các loại chờ, người phát hiện Diệp Thần Phong hoàn toàn đem Trương Thành Nghiệp xem là không khí. Ánh mắt của bọn họ cũng theo Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía đầu hẻm. Trương Thành Nghiệp ba người bọn họ phát hiện Diệp Thần Phong các loại chờ, người cử động sau, bọn họ cũng không khỏi đưa mắt hướng về đầu hẻm nhìn lại. Trong bầu trời đêm nguyệt quang chiếu nghiêng xuống, ngõ nhỏ ở ngoài lại lập lòe ánh lửa, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn thấy năm cái ninja trang phục che mặt nam nhân xuất hiện ở đầu hẻm. Này năm cái che mặt trên thân nam nhân ăn mặc đảo quốc ninja trang phục. Bên hông phân biệt mang theo một thanh võ sĩ đao, chính từng bước hướng về trong ngõ hẻm đi tới. Này năm tên ninja ngoại trừ cầm đầu một vị quần áo màu sắc là thâm màu xanh lam bên ngoài, còn lại bốn người quần áo màu sắc đều là màu đen, cầm đầu cái kia thâm màu xanh lam ninja, trong cổ họng nói cực kỳ không lưu loát nước hoa ngữ, đêm nay các ngươi trốn không thoát, các ngươi người nước hoa ở chúng ta đế quốc vĩ đại trước mặt chỉ là một cái rác rưởi chủng tộc, các ngươi chỉ xứng làm chúng ta người hầu. Này năm tên đảo quốc ninja xuất hiện, điều này làm cho Đoạn Nam các loại chờ, người sắc mặt càng ngày càng biến không được nhìn, Đoạn Nam bọn người chưa từng thấy Diệp Thần Phong thân thủ, vì lẽ đó trong lòng bọn họ bắt đầu sốt sắng lên, đặc biệt là Đoạn Nam cùng Đoạn Thiên Thụy các loại chờ, người, ở Nam Cảng bọn họ đã không chỉ một lần bị đảo quốc ninja tập kích, bọn họ nhưng là biết đảo quốc ninja lợi hại. Trái lại, Diệp Thần Phong hai tay cắm ở trong túi tiền. Trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đối phó những này nho nhỏ ninja, đối với hắn mà nói là việc nhỏ như con thỏ sự tình, hắn chủ yếu là xem có thể hay không từ những ninja này trong miệng, hiểu rõ đến lần này Nam Cảng sự kiện hung thủ sau màn. Chương 811, so với một đống phân cũng không bằng. Rất rõ ràng, những ninja này xuất hiện là muốn đại khai sát giới. Trương Thành Nghiệp, Quách Sáng Sủa cùng Hứa Mới Vừa Hào thân thể hướng về bên cạnh di động, ba người này tụ tập chung một chỗ, Trương Thành Nghiệp đem âm thanh ép phi thường thấp, nói rằng, hiện tại chúng ta lưu ở trong ngõ hẻm chỉ có là một con đường chết, ta là taekwondo cùng judo cao thủ, ta mang theo hai người các ngươi lao ra, hay là còn có một tia hy vọng. Sau đó chúng ta phân tán ở đây lực chú ý của tất cả mọi người, các ngươi phải chú ý ta dưới chân bước tiến, thật chặt theo ta, hai người các ngươi nghe rõ chưa? Quách Sáng Sủa cùng Hứa Mới Vừa Hào hơi gật đầu, hai người bọn họ biết Trương Thành Nghiệp nói chính là sự thực, trước mắt chỉ có là liều mạng một lần, còn Diệp Thần Phong các loại chờ, người chết sống, bọn họ mới không đi để ý tới đây. Không cần phải nói, khẳng định lại là ngươi đề nghị chạy vào chỗ này trong ngõ hẻm. Trương Thành Nghiệp hai con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trên mặt là chất vấn vẻ mặt, thật giống hắn là Diệp Thần Phong người lãnh đạo trực tiếp như thế. Hiện tại chúng ta hoàn toàn là cùng đường mạt lộ, đều là ngươi tên ngu ngốc này cho hại, mọi người chúng ta toàn bộ phải chết ở chỗ này, ngươi tên khốn kiếp, ngươi nói ngươi có bản lãnh gì? Ngươi có thể đem những này đảo quốc ninja cho toàn bộ giết sao? Ngươi, Trương Thành Nghiệp vừa lại nhảy mắng Diệp Thần Phong, vừa quan tâm năm tên đảo quốc ninja ánh mắt, khi hắn nhìn thấy năm tên đảo quốc ninja ánh mắt, theo hắn chửi rủa, quả nhiên chuyển đến Diệp Thần Phong trên người thời điểm. Hắn biết trước mắt là chạy trốn cơ hội tốt nhất, ở năm tên ninja bên phải vừa vặn lưu đi ra một cái chỗ trống, còn ngõ nhỏ bên ngoài có tay đánh lén sự tình, Trương Thành đã kinh không lo được nhiều như vậy, lưu ở trong ngõ hẻm là chết. Dưới cái nhìn của hắn còn chẳng bằng lao ra đụng một cái. Ở năm tên đảo quốc ninja ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người thời điểm, ở Đoạn Nam các loại chờ, người đối với Trương Thành Nghiệp cực kỳ phẫn nộ thời điểm, Trương Thành Nghiệp dưới chân bước chân đột nhiên động. Đột nhiên hướng về năm tên đảo quốc ninja bên phải chỗ trống vọt tới, mà đứng ở Trương Thành Nghiệp phía sau Hứa Mới Vừa Hào cùng Quách Sáng Sủa. Hai người bọn họ tại mọi thời khắc đều chú ý Trương Thành Nghiệp dưới chân bước tiến,
nhìn thấy Trương Thành Nghiệp động sau khi, hai người bọn họ cũng liều mạng đi theo Trương Thành Nghiệp phía sau. Đáng tiếc chính là Trương Thành Nghiệp hoàn toàn đánh giá thấp những ninja này thực lực, những ninja này mỗi cái phương diện đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, ở Trương Thành Nghiệp dưới chân bước ra thời điểm. Cầm đầu một tên thâm màu xanh lam ninja liền lập tức phản ứng lại, treo ở bên hông đao võ sĩ trong nháy mắt bị rút ra, hướng về Trương Thành Nghiệp cái cổ tìm tới. Trương Thành Nghiệp đang nhìn đến sáng như tuyết đao võ sĩ sau khi hắn đến cùng là học được một ít judo cùng taekwondo, năng lực phản ứng muốn so với người bình thường mau một chút, lập tức dừng dưới chân bước chân, thân thể hung hăng lùi về sau. Đao võ sĩ lạnh lẽo lưỡi dao ở trên cổ của hắn nhẹ nhàng xẹt qua. Cấp tốc lùi về sau Trương Thành Nghiệp, miệng cùng trong lỗ mũi khí thức vô cùng hỗn loạn, đi theo Trương Thành Nghiệp phía sau quét sáng sổ cùng hứa mới vừa hào. Ở Trương Thành Nghiệp lùi về sau thời điểm, hai người bọn họ cũng chỉ có thể theo lùi về sau. Trên cổ đau rát thống, để Trương Thành Nghiệp không khỏi sợ soạng một thoáng, nhìn thấy trên bàn tay tràn đầy máu tươi, trên cổ của hắn xuất hiện một cái tinh tế vết thương, máu tươi đang từ vết thương bên trong không ngừng mà chảy ra. Có thể nói nếu như vừa nãy Trương Thành Nghiệp tốc độ lại chậm một chút, e sợ trên cổ hắn mạch máu cũng bị cắt vỡ. Cầm đầu tên kia thâm màu xanh lam ninja, liếc mắt nhìn Trương Thành Nghiệp, trong miệng nói không lưu loát nước hoa ngữ, người nước hoa quả nhiên đều là rác rưởi, bất quá, tốc độ của ngươi không sai, nguyên bản vừa nãy cái kia một đao ta là muốn mạng của ngươi. Chúng ta là kính trọng nhất cường giả, tuy rằng ngươi nói người không lên là cái gì cường giả, nhưng ngươi nên ở trong những người này là mạnh nhất, chúng ta có thể lấy cuối cùng mới giết chết ngươi. Nghe được thâm màu xanh lam ninja sau, Trương Thành Nghiệp các loại chờ ba trong lòng người là hơi tùng một cái, ba người bọn hắn thân thể chăm chú tựa ở bên trái trên vách tường, bọn họ biết chí ít ở Diệp Thần Phong các loại chờ người bị giết chết trước, bọn họ là an toàn. Nhìn thấy Trương Thành Nghiệp các loại chờ người dáng dấp chật vật, Giang Mộng Rong, Dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng này ba người phụ nữ, trong lòng các nàng tuy rằng khủng hoảng, thế nhưng không trở ngại các nàng đối với Trương Thành Nghiệp các loại chờ người khinh bỉ. Ba người các ngươi còn có phải đàn ông hay không? Mới vừa rồi bị sợ đến tè ra quần không nói, bây giờ lại còn muốn chạy trốn. Ta xem các ngươi nửa người dưới vật kia là bạch dài ra. Tinh khí nóng nảy Dịch Tư Dĩnh khinh thường nói. Ngõ nhỏ bên ngoài không chút nào kinh tiếng địch vang lên, nói cách khác Nam Cảng kinh sát cục cứu viện vẫn không có chạy tới. Như vậy đêm nay người nơi này hầu như là khó thoát khỏi cái chết, ngược lại đều phải chết, Trương Thành Nghiệp đương nhiên cũng không muốn uất ức. Trực tiếp nói chúng ta có phải đàn ông hay không cần phải ngươi quản sao? Có một chút các ngươi muốn nhìn rõ rồi chứ, ba người chúng ta có thể so với các ngươi hoạt càng lâu một chút. Trương Thành Nghiệp trắng trợn không kiêng dè chỉ vào Diệp Thần Phong, quay về ba người phụ nữ kế tục, nói rằng cái này rác rưởi có thể bảo vệ các ngươi sao? Ta nhìn hắn chỉ sẽ trở thành đảo quốc ninja thủ hạ vong hồn mà thôi. Nghe được người nước hoa xảo lên. Cầm đầu tên kia thâm màu xanh lam ninja trong con ngươi lộ ra trêu tức ánh sáng, trong miệng nói rằng, thời gian gần đủ rồi, để cho ta tới tự mình đưa các ngươi ra đi, các ngươi loại này rác rưởi chủng tộc người, có thể chết trên tay ta, đối với cho các ngươi tới nói cũng là một loại quang vinh. Tên kia thâm màu xanh lam ninja trong tay nắm sáng như tuyết đao võ sĩ, hướng về Diệp Thần Phong các loại chờ, người từng bước đi tới, còn lại bốn tên hắc y ninja. Bọn họ là canh giữ ở thâm màu xanh lam ninja mặt sau, phòng ngừa có người nhân cơ hội đào tẩu. Thái sư tổ, chúng ta cùng những này đảo quốc quy tôn tử liều mạng, chúng ta ngày hôm nay coi như tử, cũng phải tử không hối hận. Đoạn Thiên Thụy một mặt ngạo nghễ nói rằng, sư phụ, Thiên Thụy nói không sai, ta bộ xương già này cũng cùng bọn họ liều mạng. Đoạn Nam cũng ngữ khí sục sôi nói rằng, Giang Mộng Rong các loại chờ ba người phụ nữ cùng Phương Tuấn Đạt các loại chờ hai người đàn ông, bọn họ cùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, xem ra trong lòng bọn họ là dự định vừa chết. Diệp Thần Phong vặn vẹo cái cổ cùng vai, tùy ý nói rằng, ai bảo hôm nay chúng ta muốn chết. Muốn chết hẳn là những này đảo quốc ninja. Tên kia hướng về Diệp Thần Phong các loại chờ người đi tới thâm màu xanh lam ninja, hắn rõ ràng là nghe hiểu Diệp Thần Phong. Hắn lập tức tăng nhanh dưới chân bước tiến, sáng như tuyết đao võ sĩ bay thẳng đến Diệp Thần Phong trán bổ xuống. Một bên Trương Thành Nghiệp thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười, nói rằng, đến thời điểm như thế này, lại vẫn dám nói loại này mạnh miệng.
Quả thực là so với ngớ ngẩn còn ngớ ngẩn. Cho tới chạm sau lưng Diệp Thần Phong Đoạn Nam các loại chờ người, bọn họ đang nhìn đến sáng như tuyết đao võ sĩ cách Diệp Thần Phong chán càng ngày càng gần, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa lại đây, Đoạn Nam trong miệng hô, sư phụ. Đoạn Thiên Thủy các loại chờ, nhân khẩu bên trong không nhìn được hô, thái sư tổ. Giang Mộng Dòng cái này mới cùng Diệp Thần Phong nhận thức không bao lâu tính cách ngay thẳng nữ nhân, trong miệng cũng lo lắng hô, Diệp tiền bối. Tử, cho ta. Lam Đậm Tử ninja trong miệng lớn tiếng quát, nhưng là hống đến một nửa thời điểm, trong cổ họng hắn âm thanh im bặt đi, một đôi con mắt trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn, trong miệng không ngừng mà ít ngụm nước, bên trong thân thể bay lên một luồng sợ hãi thật sâu cảm. Không riêng là tên kia thâm màu xanh lam ninja chấn kinh rồi, ở đây những người còn lại cũng toàn bộ chấn kinh rồi. Chỉ thấy Diệp Thần Phong tay phải tùy tùy tiện tiện liền đem này thanh sáng như tuyết đao võ sĩ cho đón lấy, ca vỡ. Ca vỡ, ca vỡ, tiện tay đem đao võ sĩ bài thành một tiết lại một tiết, nói rằng, người ngày hôm nay không ăn cơm sao? Lẽ nào nắm giữ trình độ như thế này thực lực, người liền vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đào quốc ninja dưới cái nhìn của ta so với một đống phân cũng không bằng. Ở trước mặt thâm màu xanh lam ninja ngây người thời điểm, Diệp Thần Phong một quyền trực tiếp đánh vào thâm màu xanh lam ninja ngực. Răng rác, răng rác, răng rác. Thâm màu xanh lam ninja ngực truyền ra vang trầm thanh cùng tiếng xương gãy, toàn bộ ngực toàn bộ ao lún xuống dưới, thân thể nằm trên đất không ngừng mà co giật, nghiễm nhiên là chỉ còn dư lại một hơi. Đương nhiên Diệp Thần Phong là cố ý không giết chết tên này thâm màu xanh lam ninja, bởi vì sau đó hắn còn muốn câu hỏi đây. Sư phụ, ngài một chiêu liền đem đảo quốc ninja cho đánh bại. Đoạn Nam há hốc miệng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sư phụ Diệp Thần Phong thân thủ, dĩ vãng hắn chỉ quan tâm Diệp Thần Phong y thuật, còn Diệp Thần Phong thân thủ bị hắn chắc hẳn phải vậy cho quên rơi mất. Nhìn thấy nằm trên đất thân thể liên tục co giật thâm màu xanh lam ninja, một bên Trương Thành Nghiệp mấy người cũng không dám tin tưởng, nguyên bản ba người bọn hắn chờ mong nhìn thấy Diệp Thần Phong bị một đao đánh chết hình ảnh, có thể kết quả nhưng là Diệp Thần Phong đem thâm màu xanh lam ninja cho một chiêu dây, hơn nữa còn là lấy sảng khoái như vậy cùng tàn nhẫn phương thức. Chương 812, vì quốc gia quyền khu là quang vinh. Một quyền đem thâm màu xanh lam ninja ngực xương cho đập cho ao lún xuống dưới. Tình cảnh này để ở đây Giang Mộng Rong, Dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng, này ba người phụ nữ trong con ngươi xinh đẹp là lập lòe ngôi sao nhỏ, bất kỳ nữ nhân nào đối với mạnh mẽ nam nhân đều là không có năng lực chống cự. Lúc trước ở quốc tế y học hội giao lưu thời điểm, Đoạn Thiên Thủy các loại chờ mấy người trẻ tuổi từng thấy Diệp Thần Phong ra tay, lúc trước Diệp Thần Phong chỉ là đánh chạy mấy tên tiểu lưu manh mà thôi, mà trước mắt nhưng là đảo quốc hàng thật đúng giá ninja. Liền ngay cả trong tay cầm súng lục kinh sát cũng căn bản không phải những ninja này đối thủ, ở Nam Cảng những này gì, Đoạn Thiên Thụy đám người đã không chỉ một lần từng thấy kinh sát chết ở đảo quốc ninja trong tay. Đứng tại chỗ Diệp Thần Phong cổ tay phải chậm rãi chuyển động, trong ngõ hẻm phi thường yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở vang vọng ở trong đó, khi làm Đoạn Thiên Thụy các loại chờ người muốn vì bọn họ thái sư tổ ủng hộ thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thần Phong tay phải đột nhiên hướng về phía trước trong không khí một chảo, nguyên bản phi thường bình thường trong không khí, đột nhiên hiển hiện một cái ăn mặc tử màu đen quần áo che mặt ninja, tên này tử màu đen ninja trong tay cầm một cây chủy thủ, đang muốn đem chủy thủ đâm vào Diệp Thần Phong trong cổ họng. Diệp Thần Phong này một chảo, bàn tay phải của hắn trói lại tử màu đen ninja cái cổ, trực tiếp một tay đem tử màu đen ninja từ trên mặt đất nâng lên. Phải biết từ vừa nãy năm tên ninja xuất hiện ở trong ngõ hẻm thời điểm, Diệp Thần Phong liền lợi dụng bên ngoài ra bên trong thân thể linh hồn lực, cẩn thận cảm ứng trong ngõ hẻm nhất cử nhất động. Vì lẽ đó, tên này lợi dụng nhẫn thuật ở trong thuật ẩn thân, đem thân thể ẩn giấu ở trong không khí tử màu đen ninja, Diệp Thần Phong là đã sớm phát hiện tung tích của hắn. Bị Diệp Thần Phong một tay nhắc tới, nhấc lên tử màu đen ninja. Hai chân ở trong không khí một trận loạn đạp. Diệp Thần Phong đương nhiên không sẽ trực tiếp muốn người ninja này tính mệnh, khi hắn vừa muốn đem tên này tử màu đen ninja trước tiên đánh thành trọng thương thời điểm. Chỉ thấy tên này tử màu đen ninja khóe miệng chảy ra một vệt màu đen dòng máu, trong con ngươi sinh cơ ở từ từ biến mất rồi. Tên này tử màu đen ninja hàm răng bên trong hẳn là tàng có kịch độc, hắn dĩ nhiên không chút do dự lựa chọn tự sát. Diệp Thần Phong thấy cảnh này sau,
lập tức đem tử màu đen ninja thi thể ném tới một bên, ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất tên kia thâm màu xanh lam ninja thời điểm, chỉ thấy tên này thâm màu xanh lam ninja khóe miệng đồng dạng là chảy ra một vệt màu đen dòng máu. Xem ra những này đảo quốc ninja không nhưng đối với kẻ địch đủ lòng dạ ác độc, đối với giống như mình là lòng dạ độc ác. Cũng còn tốt chính là ở đây còn sót lại 4 tên hắc y ninja đây. Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía cái kia 4 tên hắc y ninja. Cái kia 4 tên hắc y ninja bị Diệp Thần Phong con mắt nhìn chằm chằm, bọn họ phảng phất cảm giác mình bị một con rắn độc cho nhìn chằm chằm như thế, sau lưng là một trận lại một trận rét run. Phải biết thâm màu xanh lam ninja cùng tử màu đen ninja là bọn họ người dẫn đầu. Hơn nữa thực lực cao hơn bọn họ ra không chỉ một bậc, hiện tại liền bọn họ đầu lĩnh trên đều bị giải quyết, bọn họ như thế nào sẽ là Diệp Thần Phong đối thủ. Bất quá, phía trên thế giới này không người nào nguyện ý chịu chết. Này 4 tên ninja đem ánh mắt nhìn về phía, cách bọn họ gần nhất Trương Thành Nghiệp các loại chờ 3 người. Không chút do dự hướng về Trương Thành Nghiệp các loại chờ 3 người vọt tới. Diệp Thần Phong cũng không có ra tay ngăn cản, hắn trái lại đúng là tình nguyện nhìn thấy Trương Thành Nghiệp các loại chờ, này 3 người ngu ngốc bị đảo quốc ninja giết chết, như vậy Diệp Thần Phong cũng không dùng gánh vác sát hại đồng bào bêu danh, cũng có thể nhìn thấy Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người bước lên hoàng tuyền lộ. Thân thể dựa vào ở trên vách tường Trương Thành Nghiệp các loại chờ 3 người. Bọn họ vẫn không có tử hệ này liệt trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đương nhiên là dễ dàng liền bị 4 tên đảo quốc ninja cho bắt. Này 4 tên đảo quốc ninja đem đao võ sĩ gác ở Trương Thành Nghiệp các loại, chờ, người trên cổ, trong đó Trương Thành Nghiệp chịu đến ngoài ngạch chăm sóc. Trên cổ của hắn bị giá 2 cái sắc bén đao võ sĩ. Đem đao võ sĩ điều khiển hứa mới vừa hào cái cổ hắc y ninja, dùng nước hoa ngữ nói rằng, người nước hoa. Các ngươi thả chúng ta rời đi, ta có thể bảo đảm 3 người này an toàn, nếu không người chúng ta chết rồi cũng phải kéo 3 người bọn hắn đi chịu tội thay. Trên cổ bị lạnh lẽo lưỡi dao chặn lại Trương Thành Nghiệp, hứa mới vừa hào cùng quét sáng sủa, thân thể của bọn họ không nhịn được bắt đầu run cầm cập lên, Trương Thành Nghiệp quát, nghe bọn họ, thả bọn họ rời đi nơi này, bằng không 3 người chúng ta liền muốn mất mạng. Đúng, đúng, đúng. Chúng ta này một nhóm đến Nam Cảng du học sinh tử không còn lại mấy cái, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải bảo đảm 3 người chúng ta an toàn. Hứa mới vừa hào cũng vội vàng nói. Các ngươi còn đang suy nghĩ gì? Mau trả lời ứng những ninja này yêu cầu. Quách sáng sủa âm thanh run rẩy nói rằng. Này 4 tên hắc y ninja khi nghe đến Trương Thành Nghiệp các loại chờ người sau, trong lòng là hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết người nước hoa là chú trọng nhất hữu nghị. Bọn họ tin tưởng Diệp Thần Phong các loại chờ, người sẽ không thấy chết mà không cứu. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, quay về Trương Thành Nghiệp đám người nói, chính là, tử có nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa Thái Sơn, là một người người nước hoa, các ngươi chết cũng nhất định phải tử đáng giá. Đúng, ngươi nói không sai, chúng ta chết ở đảo quốc ninja trong tay thực sự là quá đáng tiếc. Trương Thành Nghiệp run rẩy tiếp nhận thoại đến. Nhưng là, Diệp Thần Phong thật giống hoàn toàn không nghe thấy Trương Thành Nghiệp nói, tự mình tự tiếp tục nói, vì quốc gia quyền khu là quang vinh, thời khắc này, 3 người các ngươi là anh hùng, 3 người các ngươi chết rồi sắp trở thành nước hoa liệt sĩ, vì lẽ đó 3 người các ngươi an tâm đi. Nguyên bản thanh tĩnh lại 4 tên hắc y ninja, bọn họ khi nghe đến Diệp Thần Phong nói sau, từng cái dồn dập trợn to hai mắt, tên kia đem đao võ sĩ gác ở hứa mới vừa hào trên cổ hắc y ninja. Trực tiếp đem hứa mới vừa hào một cái lỗ tai đem cắt xuống, nói rằng, người nước hoa, chúng ta không phải đùa giỡn. Ở tên kia đem đao võ sĩ gác ở hứa mới vừa hào trên cổ hắc y ninja động thủ sau khi, một người khác đem đao võ sĩ gác ở quách sáng sủa trên cổ hắc y ninja cũng động thủ, trực tiếp đem quách sáng sủa một cái lỗ tai đem cắt xuống. Nhưng mà, tối khổ rồi phải kể tới Trương Thành Nghiệp, cổ của hắn bị 2 tên ninja dùng đao võ sĩ điều khiển. Này 2 tên ninja cũng không hẹn mà cùng động thủ, phân biệt cắt lấy Trương Thành Nghiệp một cái lỗ tai, khổ rồi Trương Thành Nghiệp 2 cái lỗ tai đều bị cắt xuống. Trong ngõ hẻm vang vọng Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người tan nát cõi lòng tiếng hô, máu tươi không ngừng từ bọn họ nguyên bản lỗ tai vị trí dâng lên. Trương Thành Nghiệp thống trong cổ họng không ngừng mà hấp cảm lạnh khí, hắn nhìn thấy bên cạnh hứa mới vừa hào cùng quách sáng sủa chỉ bị cắt lấy một cái lỗ tai.
tại sao hắn bị cắt lấy hai cái lỗ tai. Trong miệng run run rẩy rẩy nói rằng, các ngươi là không phải lầm. Làm sao đem ta hai cái lỗ tai đều cắt đi? Đem đao võ sĩ gác ở Trương Thành Nghiệp trên cổ hai tên hắc y ninja, bọn họ liếc mắt nhìn Trương Thành Nghiệp, không hẹn mà cùng dùng đông cứng nước hoa ngữ nói rằng, thuận lợi, thuận lợi. Xì 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 xì. Trương Thành Nghiệp biểu hiện để ở đây giang mộng rong các loại chờ, ba nữ nhìn không được cười lên, tuy rằng trường hợp này rất không thích hợp cười to, thế nhưng các nàng ba người phụ nữ vẫn không có nhịn xuống. Chúng ta không phải đùa giỡn, lập tức thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể bảo đảm ba người này an toàn. Đem đao võ sĩ gác ở Hứa mới vừa hào trên cổ ninja lại nói. Diệp Thần Phong bĩu môi ba, nói rằng, ta cũng không phải đùa giỡn. Ba người bọn hắn vì quốc gia quyên khu là cực kỳ quang vinh, bọn họ chết cũng tử trị được. Nói xong, Diệp Thần Phong hai chân đạp, bóng người hướng về cái kia bốn tên hắc y ninja vọt tới. Không, không, ngươi không thể làm như thế. Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người trong cổ họng điên cuồng kêu to. Này bốn tên hắc y ninja hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong đến lúc này lại vẫn dám công kích. Bọn họ không có ngày đầu tiên phản ứng lại. Có thể Diệp Thần Phong bóng người đã xuất hiện ở bốn người bọn họ trước, nguyên bản Diệp Thần Phong còn muốn để này bốn tên ninja giải quyết Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người tính mệnh. Nhưng mà, bây giờ này bốn tên ninja quá để Diệp Thần Phong thất vọng rồi, hiện tại Diệp Thần Phong không ra tay cũng không được, nhanh chóng vung ra bốn quyền, phân biệt nện ở bốn tên ninja trên ngực đồng thời, Diệp Thần Phong lại lập tức bù đắp bốn quyền, này bốn quyền là đánh vào bốn tên ninja miệng trên. Đem hàm răng của bọn họ cho toàn bộ đánh rơi, vì phòng ngừa này bốn tên ninja tự sát. Này bốn tên ninja ngực toàn bộ ao hãm đi vào một đại khối, trong miệng không ngừng mà phun ra hàm răng cùng máu tươi, thân thể loạng choạng ngã sấp xuống ở trên mặt đất. Mà nguyên bản bị này bốn tên ninja kèm hai bên Trương Thành Nghiệp các loại chờ người, nhưng là trực tiếp đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Chương 813, vương cấp đỉnh cao linh hồn lực cường giả. Đoạn Nam một nhóm người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong bóng lưng, những này dưới cái nhìn của bọn họ cực kỳ cường hãn đảo quốc ninja, ở Diệp Thần Phong trước mặt dĩ nhiên biến thành gà đất chó sành. Nguyên bản bọn họ đã quyết tâm muốn vừa chết, loại này đột nhiên được cứu vớt cảm giác, để trong lòng bọn họ không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Co quắp ngồi dưới đất Trương Thành Nghiệp, Hứa mới vừa hào cùng Quách Sáng Sủa, bọn họ đau đến trong cổ họng không ngừng mà hừ hừ thét lên. Nhớ tới vừa nãy Diệp Thần Phong không chút do dự ra tay, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt liền tràn ngập cực kỳ căm hận, chỉ có điều Diệp Thần Phong biểu hiện ra cường hãn thực lực làm kinh sợ bọn họ, để bọn họ không còn dám đối với Diệp Thần Phong nói chửi rủa. Lỗ tai vị trí đau đớn, để Trương Thành Nghiệp ba người bọn họ lập tức cúi đầu tìm bị cắt đi lỗ tai, bọn họ còn muốn đem lỗ tai của chính mình một lần nữa liền đón về. Lấy bây giờ y học khoa học kỹ thuật muốn làm đến điểm này căn bản là không phải việc khó gì. Dựa vào trong bầu trời đêm ngân màu trắng nguyệt quang, Trương Thành Nghiệp trên đất tìm một vòng sau khi, hắn cuối cùng nhìn thấy Diệp Thần Phong dưới bàn chân lộ ra một cái lỗ tai một cái một bên, ba người bọn họ lỗ tai toàn bộ bị Diệp Thần Phong đạp ở dưới bàn chân. Diệp Thần Phong ở cảm thấy được Trương Thành Nghiệp các loại chờ ba người ánh mắt sau, hắn cũng cúi đầu liếc mắt nhìn, nói rằng, thật không tiện. Đem bọn ngươi lỗ tai đạp một chân, ta nghĩ các ngươi sẽ không chú ý. Diệp Thần Phong ở đem hai cái chân rời trước, cố ý dùng sức ép ép, bốn con bị cắt đi lỗ tai, trực tiếp bị giẫm đến nát bét, thấy cảnh này Trương Thành Nghiệp các loại chờ, người là giận mà không dám nói gì, một cơn giận giấu ở ngực của bọn họ, chỉ có thể ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt Diệp Thần Phong. Đương nhiên, Diệp Thần Phong cũng không đi để ý tới Trương Thành Nghiệp các loại chờ, này ba cái ngốc điểu. Hắn trực tiếp đi tới bốn tên hắc y ninja bên cạnh, thân thể ngồi xổm xuống, này bốn tên hắc y ninja chịu phi thường thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa trong miệng hàm răng đều bị đánh rơi, bọn họ tạm thời là không cách nào tự sát. Muốn từ loại huấn luyện này có tố ninja trong miệng, hỏi ra muốn biết sự tình, Diệp Thần Phong chỉ có sử dụng thuật thôi miên đối với ý chí lực khá mạnh người, nên không được bao lớn tác dụng, bất quá. Giờ phút này bốn tên ninja bởi trọng thương, ý chí lực là mức độ lớn giảm xuống, Diệp Thần Phong triển khai thuật thôi miên tỷ lệ thành công liền hầu như đạt đến 90% trở lên. Ngay khi Diệp Thần Phong muốn đối với bốn tên hắc y ninja triển khai thuật thôi miên thời điểm,
Hắn bản năng cảm giác có một luồng phi thường nguy hiểm to lớn đang đến gần, nguyên bản uốn lượn ngồi chồm hổm trên mặt đất hai chân đột nhiên nảy lên, Diệp Thần Phong thân thể lăng không mà lên, cả người sau này rút lui. Ầm, 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 ầm. Ở Diệp Thần Phong thân thể lăng không mà lên trong nháy mắt, bốn tên hắc y ninja đầu giường như dưa hấu bình thường bạo liệt ra. Hắn phi thường rõ ràng cảm giác được, vừa nãy có một luồng cường hãn linh hồn lực lan tràn tiến vào trong ngõ hẻm, chung quanh đây hẳn là có một tên cường hãn linh hồn lực chiến sĩ, hơn nữa thực lực tuyệt đối không thể so quốc vương nhược. A a a. Bốn tên hắc y ninja đầu trong chớp mắt bạo liệt ra, người ở chỗ này nhìn thấy tứ tán máu tươi cùng óc sau khi, trong đó Giang Mộng Dung các loại chờ, ba nữ không nhìn được rít gào lên. Loại này hình ảnh thực sự là quá máu tanh, dĩ vãng chỉ có ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Đoạn Nam một nhóm người khởi điểm cho rằng là Diệp Thần Phong làm. Nhưng là muốn lên vừa nãy Diệp Thần Phong rút lui dáng dấp, cùng với nhìn thấy Diệp Thần Phong trên người tiên đến máu tươi cùng óc sau. Bọn họ lập tức phủ định chính mình suy nghĩ, bất quá, vừa nãy chỉ có Diệp Thần Phong ngồi xổm ở bốn tên hắc y ninja bên cạnh, chẳng lẽ nói cái kia bốn tên hắc y ninja đầu là tự động nổ tung. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đứng vững sau khi, ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn chằm chằm đầu hẻm, từ hắn xác định Nam Cảng truyền bá ra chính là tử hắc chứng thời điểm, hắn liền cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, xem ra lúc trước hắn suy đoán là phi thường chính xác, bây giờ dĩ nhiên không hiểu ra sao lại xuất hiện một tên cường hãn linh hồn lực chiến sĩ. Hơn nữa thực lực chắc chắn sẽ không ở quốc vương bên dưới, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng sản sinh nhiều hết mức nghi vấn. Trong lúc nhất thời đều không thể mở ra đến. Nếu đi tới nơi này, như vậy còn giấu đầu lòi đuôi làm gì? Diệp Thần Phong hướng về phía đầu hẻm nói rằng. Diệp Thần Phong để tất cả mọi người tại chỗ, đưa mắt lần thứ hai chuyển đến đầu hẻm. Đùng, 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 đùng. Chậm chậm mà dày nặng tiếng vỗ tay truyền vào sâu thẳm trong ngõ hẻm, đầu hẻm xuất hiện một bóng người, theo bóng người đến gần, Diệp Thần Phong bọn người nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Chỉ thấy đi vào trong ngõ hẻm chính là một cái 37-38 tuổi nước hoa người đàn ông trung niên, tên này khuôn mặt của nam nhân phi thường thô lỗ, hai cái lông mày dường như hai cái lợi kiếm như thế, một đôi con mắt bên trong đầy dẫy nồng nặc sát khí, tuy rằng tên nam tử này người ở hết sức ẩn giấu, nhưng vẫn là không cách nào toàn bộ ẩn giấu được, này liền nói rõ người trung niên này nam nhân từ trước đã không biết là từng giết bao nhiêu người. Cho nên mới phải ngưng tụ ra loại này không cách nào ẩn giấu sát khí đến. Đảo quốc những ninja này vẫn đúng là đủ rác rưởi, bất quá, bọn họ tử cũng không oan uổng, bởi vì bọn họ gặp phải Diệp Thần Phong ngươi. Người đàn ông trung niên không tiếp tục ẩn giấu bên trong thân thể sát khí, nồng nặc sát khí từ trong cơ thể hắn bắn ra. Diệp Thần Phong chống lại loại này sát khí còn là điều chắc chắn, đúng là ở đây những người khác từng cái là sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần Phong lập tức dùng linh hồn lực giúp Đoạn Nam một nhóm người chống đối, còn Trương Thành Nghiệp, Hứa Mới vừa hào cùng Quách Sáng Sủa ba người này, bọn họ không cách nào ở loại này bầu không khí dưới chịu đựng, ba người bọn họ chạy đi liền muốn hướng về ngõ nhỏ bên ngoài chạy. Chạy ở phía trước nhất chính là Hứa Mới vừa hào, đi ngang qua người đàn ông trung niên bên cạnh thời điểm, người đàn ông trung niên cũng không có bất kỳ động tác gì, khi làm Hứa Mới vừa hào âm thầm vui mừng thời điểm. Người đàn ông trung niên đùi phải đột nhiên sau này một cái đá chéo, ầm. Một tiếng, trực tiếp đá vào Hứa Mới vừa hào trên đầu, Hứa Mới vừa hào chỉnh cái đầu nhất thời hóa thành một vũng máu vụ, một bộ thi thể không đầu trực cương cương đứng không nhúc nhích. Chạy ở Hứa Mới vừa hào mặt sau Trương Thành Nghiệp cùng Quách Sáng Sủa thấy thế, hai người bọn họ bàng quang bên trong một trận bành trướng, đúng quần bên trong lại một lần nữa chảy ra một luồng màu vàng chất lỏng. Liên tục lăn lộn hướng về trong ngõ hẻm chạy đi, cái mông ngồi trên mặt đất trên, thân thể dựa vào ở trên vách tường, trong tròng mắt vẻ mặt trở nên thẳng tắp, trải qua như thế một lần lại một lần kinh hãi, xem ra hai người này hoàn toàn là bị dọa sợ. Ngươi là ai? Ở Nam Cảng truyền bá ra bệnh độc, là các ngươi giao cho đảo quốc người. Diệp Thần Phong đối với Hứa Mới vừa hào tử thờ ơ không động lòng, con mắt chăm chú nhìn kỹ người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khóe miệng hơi nổi lên, cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều, thật không nghĩ tới có thể ở Nam Cảng nơi này gặp phải ngươi, tuy rằng ngươi đem quốc vương cho giết, thế nhưng nguyên bản gần đây bên trong, chúng ta vẫn không có đối với ngươi tính toán ra tay, nếu ngày hôm nay bị ta gặp phải,
như vậy ta liền thuận lợi tiễn ngươi lên đường. Người đàn ông trung niên nói chuyện trong giọng nói mang theo cực kỳ tự tin, thật giống hoàn toàn không có coi Diệp Thần Phong là sự việc tình, tiếp tục nói, ở ngươi trước khi chết, ta ngược lại thật ra có thể thỏa mãn ngươi mấy vấn đề, ngươi đoán không sai, ở Nam Cảng truyền bá ra bệnh độc đúng là chúng ta giao cho đảo quốc. Chạm sau lưng Diệp Thần Phong, Đoạn Nam nghe được người đàn ông trung niên sau, lông mày của hắn chăm chú cau lên đến, liều mạng quát lên, ngươi làm sao có thể làm như thế? Ngươi chẳng lẽ không là người nước Hoa sao? Các ngươi dĩ nhiên đem loại vi khuẩn này giao cho đảo quốc, để đảo quốc nhiên đến tàn hại chúng ta đồng bào. Các ngươi chính là phản quốc tặc. Người đàn ông trung niên đối với Đoạn Nam là khịt mũi con thường, thuận miệng nói rằng, ở trong mắt chúng ta không có quốc gia cùng chủng tộc phân chia, đảo quốc những này rác rưởi chỉ xứng làm chúng ta người hầu mà thôi, còn các ngươi những người này, ta đêm nay sẽ đích thân đưa các ngươi ra đi. Diệp Thần Phong, ta có đã lâu không hề động thủ, đêm nay liền đến nóng người. Hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng rồi. Người đàn ông trung niên vặn vẹo cái cổ cùng thân thể các vị trí then chốt, bên trong thân thể linh hồn lực đột nhiên tăng lên lên. Ngập trời khí thế lan tràn ở trong ngõ hẻm, cho dù có Diệp Thần Phong linh hồn lực bảo vệ, Đoạn Nam một nhóm người vẫn là không cách nào chịu đựng loại khí thế này, trực tiếp mắt tối sầm lại ngất đi. Căn cứ người đàn ông trung niên triển hiện ra thực lực, Diệp Thần Phong xác định thực lực của đối phương hẳn là nằm ở vương cấp đỉnh cao cấp độ, mà Diệp Thần Phong thực lực hôm nay nằm ở vương cấp sơ kỳ cấp độ. Bất quá, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực so với phổ thông linh hồn lực cao thủ còn tinh khiết hơn nhiều. Nói cách khác, hắn hiện tại linh hồn lực cường độ vừa vặn có thể so với vương cấp đỉnh cao. Hơn nữa hắn người mang bạo phong bộ pháp, dưới cái nhìn của hắn muốn chiến thắng trước mặt người đàn ông trung niên hẳn là có 80% phần thắng. Chương 814, tốc độ so đấu. Lúc trước quốc vương lợi dụng thuốc mới trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới vương cấp đỉnh cao cấp độ, vào lúc ấy Diệp Thần Phong linh hồn lực mới nằm ở cấp 10 đỉnh cao, nếu không là hắn bên trong đan điền màu đen khí thể phát huy tác dụng, để hắn tiến vào hắc hóa trạng thái, e sợ lúc đó hắn liền muốn chết ở quốc vương trong tay. Bất quá, hiện tại Diệp Thần Phong có vương cấp sơ kỳ thực lực, đang đối mặt vương cấp đỉnh cao cao thủ thì hắn cũng có 10 phần sức lực, tương tự là đem bên trong thân thể linh hồn lực không ngừng tăng lên lên, con mắt chăm chú nhìn kỹ trước mặt người đàn ông trung niên, chỉ lo người đàn ông trung niên đột nhiên phát động công kích. Người đàn ông trung niên ở cảm nhận được Diệp Thần Phong linh hồn lực cường độ sau, trong con ngươi của hắn xuất hiện một vệt khiếp sợ, không khỏi thở dài nói, xem ra trước hiểu rõ đến số liệu xuất hiện sai lầm, người càng nhưng đã đạt đến vương cấp sơ kỳ cấp độ. Phải biết người đàn ông trung niên bây giờ đã 38 tuổi, thực lực của hắn vừa mới vừa tới đạt vương cấp đỉnh cao cấp độ, hơn nữa bình thường mỗi ngày hắn cũng có uống nhiều loại phụ trợ tính công nghệ cao thuốc, đa số thời gian đều đang tiếp thu công nghệ cao huấn luyện, hắn dám khẳng định Diệp Thần Phong tuyệt đối không có hắn loại đãi ngộ này, nói cách khác Diệp Thần Phong hoàn toàn là dựa vào chính mình tăng cao thực lực. Hơn 20 tuổi vương cấp linh hồn lực cao thủ, ở người đàn ông trung niên xem ra, này e sợ ở chỗ đó, Diệp Thần Phong cũng thuộc về thiên tài loại hình, hắn tin tưởng chỉ cần Diệp Thần Phong tiếp thu các loại công nghệ cao phụ trợ, Diệp Thần Phong thực lực nhất định sẽ một di ngàn dặm, nhưng đáng tiếc Diệp Thần Phong không có cơ hội này, Diệp Thần Phong đang giết chết quốc vương thời điểm, liền nhất định là chạm ở tại bọn hắn phía đối lập. Người đàn ông trung niên trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt hưng phấn nụ cười, nếu Diệp Thần Phong là một thiên tài. Như vậy trước mắt tên thiên tài này liền muốn tử ở trong tay của hắn, vậy làm sao có thể để hắn không hưng phấn? Diệp Thần Phong, thực lực của ngươi ra ngoài dự liệu của ta. Xem ra đêm nay chúng ta xác thực có thể khỏe mạnh vui đùa một chút. Người đàn ông trung niên lè lưỡi liếm liếm có chút môi khô khốc, trên mặt tràn ngập khát máu vẻ mặt. Vương cấp sơ kỳ linh hồn lực khí thế không ngừng mà từ Diệp Thần Phong trong cơ thể tản mát ra, Diệp Thần Phong không có lựa chọn lập tức ra tay. Mà là thăm dò tính hỏi, ngươi cũng không phải cái thời đại này người. Không phải cái thời đại này người. Người đàn ông trung niên trên mặt lóe qua một vệt nghi hoặc vẻ, lại lập tức nói rằng, Diệp Thần Phong, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu như ngươi là muốn phân tán sự chú ý của ta lực, đến cho ta một đòn chí mạng. Như vậy ngươi thiếu làm bạch di mộng, ta là vương cấp đỉnh cao cao thủ, mà ngươi chỉ là vương cấp sơ kỳ cao thủ. Ta cũng chưa hề đem ngươi cho rằng là ta đối thủ. Huống hồ ngươi cũng không xứng làm ta đối thủ,
dưới cái nhìn của ta ngươi chỉ là có thể cho ta mang đến một ít lạc thú món đồ chơi mà thôi, hơn nữa còn là một lần tính món đồ chơi. Người đàn ông trung niên trong lời nói đầy giấy cực kỳ cuồng ngạo. Người đàn ông trung niên nghi ngờ trên mặt tự nhiên không có tránh được Diệp Thần Phong con mắt, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra trước mặt người này cũng không phải linh hồn người xuyên Việt. Nếu như là thực lực nhược một ít người, ta vẫn có thể đem trước tiên đối phương đánh cho tàn phế, sau đó sẽ lợi dụng thuật thôi miên câu hỏi, mà trước mặt người trung niên này nam nhân thực lực và ta lực lượng ngang nhau, ta chỉ có thể một tìm tới cơ hội liền giải quyết hắn tính mệnh. Diệp Thần Phong, hiện tại không phải là đờ ra thời điểm, liền để ta mở mang thực lực của ngươi. Tiếng nói vừa hạ xuống, người đàn ông trung niên bóng người liền xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước. Người đàn ông trung niên tốc độ không phải thường nhanh, thật giống là sẽ trong nháy mắt rời đi ma thuật sư. Bên trong thân thể không ngừng tỏa ra cuồn cuộn vương cấp đỉnh cao khí thế, tay phải hóa trưởng vì là đao. Bàn tay hoàn toàn bị linh hồn lực cho bao vây lấy, đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong cái cổ bổ tới. Vù vù, vù vù, vù vù. Không khí chung quanh phảng phất đều bị người đàn ông trung niên bàn tay cho bổ ra, này một cái trong dao ẩn chứa sức mạnh lớn, đủ để đem một khối tảng đá cứng rắn chém thành mảnh vỡ, nếu như là phách trên cơ thể người trên cổ, e sợ toàn bộ trong cổ xương sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, này người đàn ông trung niên vừa bắt đầu hay dùng sát chiêu, nghiễm nhiên là muốn lập tức đem Diệp Thần Phong đưa đi thấy Diêm Vương ra. Không khí cùng người đàn ông trung niên con dao ma sát âm thanh, làm cho Diệp Thần Phong màng tai mơ hồ làm đau, bất quá, Diệp Thần Phong trên mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ hoang mang vẻ, người đàn ông trung niên sức mạnh cùng tốc độ cùng trong lòng của hắn dự tính hầu như không có bất kỳ ra vào. Diệp Thần Phong trực tiếp giơ lên cánh tay trái, toàn bộ cánh tay trái bị linh hồn lực trong nháy mắt cho bao vây lấy, hắn muốn dùng cánh tay đi chống đối người đàn ông trung niên này một cái con dao. Người đàn ông trung niên đối với Diệp Thần Phong lâm nguy không loạn, trong lòng cũng là khá là bội phục, bất quá, ngược lại trên mặt của hắn liền bị cười gằn cho thay thế được. Ở tình huống như vậy Diệp Thần Phong lựa chọn tránh né mới là chính xác nhất, có thể Diệp Thần Phong nhưng lựa chọn cứng đối cứng. Ở người đàn ông trung niên xem ra, lấy hắn vương cấp đỉnh cao thực lực, này một cái con dao đủ để đem Diệp Thần Phong toàn bộ cánh tay trái cho phế bỏ. Diệp Thần Phong, ngươi lập tức liền muốn làm cụt một tay đại hiệp, cho ta đoạn, cho ta đoạn, cho ta đoạn. Người đàn ông trung niên trong cổ họng lớn tiếng gầm rú, con dao không chút lưu tình hướng về Diệp Thần Phong cánh tay trái bổ xuống. Khi, làm, người đàn ông trung niên con dao cùng Diệp Thần Phong cánh tay trái lẫn nhau đụng vào thời điểm, người đàn ông trung niên nụ cười trên mặt đọng lại, hắn theo dự đoán cảnh tượng cũng không có phát sinh, hắn cảm giác mình con dao thật giống bổ vào, một khối cực kỳ cứng rắn kim loại trên, hơn nữa Diệp Thần Phong cánh tay trái trên truyền đến sức mạnh, dĩ nhiên cùng hắn không phân cao thấp. Điều này làm cho người đàn ông trung niên là nghĩ mãi mà không ra. Ở lần thứ nhất giao phong ngắn ngủi sau khi, Diệp Thần Phong cùng người đàn ông trung niên dưới chân bước chân các rút lui hai bước, kỳ thực vừa nãy Diệp Thần Phong có cơ hội tránh thoát người đàn ông trung niên này một cái con dao, chỉ cần hắn sử dụng bạo phong bộ pháp, ở tốc độ trên mới có thể vượt qua người đàn ông trung niên một ít, bất quá, Diệp Thần Phong cũng không có làm như thế, hắn lựa chọn trước tiên cùng người đàn ông trung niên cứng đối cứng, lấy này tới thăm dò người đàn ông trung niên thực lực sâu cạn. Người đàn ông trung niên ánh mắt trong chớp mắt trở nên nghiêm nghị lên, trong miệng nói lầm bầm, không thể, sao có thể có chuyện đó. Người rõ ràng chỉ có vương cấp sơ kỳ cấp độ, mà ta có vương cấp đỉnh cao thực lực, người làm sao có khả năng đỡ ta đòn đánh này. Trên đời này không có cái gì chuyện không thể nào. Thừa dịp người đàn ông trung niên khiếp sợ sau khi, Diệp Thần Phong biết hiện tại là đánh giết người đàn ông trung niên cơ hội tốt, dưới chân lập tức sử dụng bạo phong bộ pháp. Bóng người hướng về người đàn ông trung niên nhanh chóng lao đi đồng thời, ở Diệp Thần Phong chu vi xuất hiện từng đạo gió xoáy. Người đàn ông trung niên đang nhìn đến Diệp Thần Phong tốc độ sau khi, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặc, Diệp Thần Phong triển hiện ra tốc độ, dĩ nhiên so với hắn mới vừa rồi còn phải nhanh, trong con ngươi nghiêm nghị vẻ là càng thêm nồng nặc mấy phần. Diệp Thần Phong là muốn đem người đàn ông trung niên một đòn mất mạng, vì lẽ đó hắn bàn tay phải hóa thành nắm đấm. Cú đấm này sử dụng hắn có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất, mãnh liệt mà lại nhanh chóng hướng về trung niên đầu của nam nhân đập tới, nỗ lực muốn để người đàn ông trung niên đầu nở hoa. Bởi người đàn ông trung niên lần nữa rơi vào trong khiếp sợ,
hắn đã mất đi tránh né tiên cơ, lấy hắn vừa nãy bày ra tốc độ, là căn bản là không có cách tránh thoát Diệp Thần Phong cú đấm này, chỉ có thể trơ mắt chờ bị Diệp Thần Phong một quyền tạp bể đầu. Nhưng mà, ở Diệp Thần Phong nắm đấm cách người đàn ông trung niên đầu chỉ có 5, 6cm thời điểm, người đàn ông trung niên bóng người trong giây lát chuyển động, dưới bàn chân đạp ra một loại đặc thù bộ pháp, tốc độ nhất thời tăng lên lên, so với sử dụng bạo phong bộ pháp Diệp Thần Phong vẫn nhanh hơn một chút, hiểm mà lại hiểm tránh thoát Diệp Thần Phong này chí mạng một quyền. Diệp Thần Phong nắm đấm từ người đàn ông trung niên gò má trái trên sát qua, có thể cho dù như vậy người đàn ông trung niên gò má trái trên da rẻ cũng nứt ra, trực tiếp bị oanh kích rơi mất một khối thịt lớn, máu tươi nhất thời nhuộm đầy hắn nửa bên mặt trái. Người đàn ông trung niên ở tránh thoát Diệp Thần Phong cú đấm này sau, hắn cũng không có đi bận tâm chính mình máu me đầm đìa mặt trái, dưới chân lần thứ hai đạp ra loại kia đặc thù bộ pháp, thân thể gần kề Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thấy thế, lập tức sử dụng bạo phong bộ pháp, nhưng đáng tiếc chính là trước sau không thể thoát khỏi người đàn ông trung niên, mà người đàn ông trung niên cách hắn càng ngày càng gần. Người đàn ông trung niên một cước trực tiếp đá vào Diệp Thần Phong trên bụng, Diệp Thần Phong căn bản là không kịp né tránh, dưới chân bước chân một liền lui về phía sau 5, 6 bước, ít hầu một ngọt, máu tươi từ trong miệng của hắn phun đi ra. Gò má trái đau đớn. Thật giống đối với người đàn ông trung niên căn bản không có một chút nào ảnh hưởng, chỉ là ngữ khí của hắn càng thêm âm lạnh. Diệp Thần Phong, hiện tại ngươi có tư cách biết tên của ta tên Linh Báo, biết ta tại sao gọi Linh Báo sao? Bởi vì tốc độ của ta lại như là một con linh động con báo. Vừa nãy ta xác thực đánh giá thấp thực lực của ngươi, chúng ta về mặt sức mạnh bất phân cao thấp, thế nhưng ta có thể bày ra chân chính tốc độ. Muốn so với bình thường vương cấp cường giả tối đỉnh nhanh hơn quá nhiều, vì lẽ đó tiếp đó ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ thương tổn được cơ hội của ta. Nếu như muốn so với tốc độ, ngươi căn bản không sánh được ta. Linh Báo tùy ý máu tươi từ bên trái hắn trên gương mặt không ngừng mà lướt xuống, thậm chí còn đem lướt xuống đến máu tươi bên mép, liếm tiến vào hắn trong miệng của chính mình. Chương 815, tỉnh ngộ cùng phản kích. Diệp Thần Phong cắn răng thật chặt xỉ, MU bàn tay lau lau khóe miệng vết máu, vừa nãy Linh Báo đá vào bụng hắn trên một cước, đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn thương, bên trong thân thể tinh lực lan lộn phi thường lợi hại, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng vừa nãy cú đấm kia đủ để muốn Linh Báo tính mệnh, ai biết Linh Báo ở thời khắc mấu chốt, dưới chân dĩ nhiên đạp ra một loại đặc thù bộ pháp, loại này đặc thù bộ pháp có thể bày ra tốc độ. Muốn so với bạo phong bộ pháp còn nhanh hơn rất nhiều, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cảm thấy không ổn. Vốn là Diệp Thần Phong tốc độ cùng sức mạnh cùng Linh Báo ở sàn sàn với nhau, nếu như sử dụng tới bạo phong bộ pháp, tốc độ ngay khi Linh Báo bên trên, vì lẽ đó Diệp Thần Phong mới có 80% nắm chiến thắng Linh Báo, mà hiện tại Linh Báo tốc độ nhưng ngược lại nhanh hơn hắn, như vậy giờ khắc này hắn đối mặt Linh Báo, nhưng là hoàn toàn ở thế yếu. Bất quá trước mắt đối với Diệp Thần Phong mà nói, ngoại trừ chiến, vẫn là chiến, ngõ hẻm này là bị phong tử, Diệp Thần Phong căn bản không có đào tẩu khả năng, coi như hắn có cơ hội có thể đào tẩu, như vậy hắn có thể bỏ lại Đoạn Nam chờ ai sao? Đáp án khẳng định vĩnh viễn là, không thể. Diệp Thần Phong song quyền chăm chú nắm long, bên trong thân thể vương cấp sơ kỳ linh hồn lực lần thứ hai tăng lên lên, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Linh Báo. Linh Báo vị này vương cấp đỉnh cao linh hồn lực cường giả xuất hiện, làm cho Diệp Thần Phong trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều, muốn phải mở ra những này nỗi băn khoăn, hắn đêm nay nhất định phải sống sót, huống hồ hắn còn có rất nhiều hứa hẹn chưa hoàn thành, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này. Diệp Thần Phong trên người tản mát ra chiến ý càng ngày càng dày đặc, đối mặt một cái so với thực lực ngươi cường kẻ địch. Kỳ thực cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi liền dũng khí chiến đấu đều thất lạc. Như vậy kết cục liền đã sớm nhất định. Nửa bên mặt trái giáp máu me đầm đìa Linh Báo, cảm giác được Diệp Thần Phong trên người càng lên càng cao chiến ý, hắn phi thường hài lòng gật gật đầu, nói rằng, không sai, có thể ở sống còn thời điểm, ngươi vẫn có thể đem chiến ý không ngừng tăng lên, ngươi là một cái hợp lệ chiến sĩ, từ một điểm này cũng nhìn ra được ngươi cầu sinh dục phi thường cường. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi ngày hôm nay gặp phải ta Linh Báo. Ta đã thật lâu không có bị người thương tổn được. Diệp Thần Phong, ta sẽ nhớ kỹ ngươi người này, đêm nay ngươi liền an tâm lên đường thôi.
Linh báo nửa bên mặt trái giáp trên máu tươi đang chậm chậm đọng lại, bên trong thân thể điên cuồng phun trào vương cấp đỉnh cao linh hồn lực. Diệp Thần Phong biết mình hiện tại không thể chờ đợi linh báo ra tay rồi. Hắn nhất định phải thiên hạ thủ vi cường. Dưới bàn chân lần thứ hai sử dụng ra bạo phong bộ pháp, bóng người dường như một trận toàn như gió, hướng về linh báo nhanh chóng quát quá khứ. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Thần Phong liền xuất hiện ở linh báo trước. Đột nhiên đưa tay phải ra, đem bàn tay phải hóa thành lợi chảo, linh hồn lực ở trên lợi chảo không ngừng mà phun trào, Diệp Thần Phong lợi chảo hung mãnh hướng về linh báo trái tim vị trí bắt được xuống. Diệp Thần Phong tay phải lợi chảo duỗi ra trong nháy mắt, bốn phía hình thành từng đạo khí lưu. Nếu như linh báo bị này một chảo chảo bên trong, chỉ sợ hắn cả quả tim đều sẽ bị Diệp Thần Phong trực tiếp cho xả đi ra. Lúc này, linh báo vết thương trên mặt đã là hoàn toàn đọng lại, trên mặt lộ ra một vệt làm người ta sợ hãi nụ cười, một cái nghiêng người, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, phi thường ung dung tránh thoát Diệp Thần Phong này một chảo đồng thời. Nắm đấm phải của hắn nhanh chóng oanh kích ở Diệp Thần Phong bên trái bên hông. Răng rác, răng rác, răng rác. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân một trận mãnh lùi, sắc mặt càng thêm trắng xám mấy phần, hắn cảm giác bên trái bên hông xương sườn, trực tiếp bị linh báo nổ nát thật nhiều dễ cái, từng trận đâm nhói bao vây hắn cảm giác đau thần kinh, làm cho hắn trên dưới hàm răng là càng cắn càng chặt, càng cắn càng dùng sức. Diệp Thần Phong. Về mặt sức mạnh chúng ta xác thực bất phân cao thấp, ta dám khẳng định nếu như là cái khác vương cấp đỉnh cao linh hồn lực cường giả gặp phải ngươi, chỉ có chết ở trên tay ngươi phần, bất quá, tốc độ của ta hơn xa ngươi, tốc độ chênh lệch ngươi là làm sao cũng không cách nào bù đắp, ta cũng không rảnh lại chơi với ngươi xuống, chiều tiếp theo ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Tiếng nói vừa hạ xuống, linh báo bóng người cũng đã chuyển động, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Bóng người ở sắp xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt thời điểm, linh báo đột nhiên lăng không khiêu nhảy lên, chân phải mũi chân hóa thành lưỡi dao sắc, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong trên cổ đá vào, muốn đem Diệp Thần Phong cái cổ cốt cho trong nháy mắt đá nát tan. Này liên tiếp động tác, chỉ phát sinh ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, coi như lợi dụng bạo phong bộ pháp, Diệp Thần Phong cũng hầu như tránh không thoát, có thể như quả cái cổ bị linh báo mũi chân đá trúng. Như vậy hắn chỉ có là đi Diêm Vương Điện đưa tin phần. Bên trong thân thể vương cấp sơ kỳ linh hồn lực không ngừng tăng lên lại tăng lên, đem hết thảy linh hồn lực một lần tính tập trung đến hai chân trên, làm cho hai chân có loại muốn nổ tung cảm giác. Bất quá, Diệp Thần Phong hiện ở không có thời gian đi nghĩ nhiều như thế, liều lĩnh lần thứ hai sử dụng bạo phong bộ pháp. Răng rác. Diệp Thần Phong ở tối lúc khẩn cấp quan trọng, hiểm mà lại hiểm tránh thoát chí mạng một cái. Linh báo mũi chân đá vào Diệp Thần Phong trên vai hữu, đem Diệp Thần Phong vai phải bàng xương cho hoàn toàn đá nát. Diệp Thần Phong thừa cơ hội này, không để ý hình tượng đến rồi một cái cho vai nặng lãi, thân thể cùng linh báo trong lúc đó tách ra một khoảng cách lớn, toàn bộ cánh tay phải bởi vai cốt bị đá nát, là cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Hả? Ở linh báo xem ra Diệp Thần Phong dù như thế nào cũng là không tránh thoát đòn đánh này. Mà kết quả Diệp Thần Phong nhưng là mạo hiểm né tránh, điều này làm cho linh báo là càng thêm tán thưởng mấy phần, nói rằng, Diệp Thần Phong, xem ra ngươi ở tử vong bước ngoặt, có thể bộc phát ra tiềm lực, cũng làm cho người không thể khinh thường a. Nhưng là ngươi có thể tránh thoát ta đòn thứ nhất, vẫn có thể tránh thoát ta đòn thứ hai sao? Đòn đánh này, ta sẽ đem tốc độ của ta phát huy đến mức tận cùng, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không thể lại có thêm số may như vậy. Nói xong. Linh báo bóng người liền lần thứ hai chuyển động, lúc này so với vừa nãy càng muốn nhanh hơn nhiều, ở Diệp Thần Phong chưa kịp phản ứng thời khắc, linh báo đã xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước, một cái tát đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong gò má quất tới, muốn trực tiếp đem Diệp Thần Phong đầu đánh nát bét. Nhìn hướng chính mình đánh tới được lòng bàn tay, Diệp Thần Phong đúng là muốn tránh cũng không được, bất quá, trong lòng của hắn cầu sinh dục cũng không có một chút nào yếu bớt, trái lại trở nên càng ngày càng dồi dào. Trong chớp mắt, bạo phong bộ pháp khẩu quyết cùng huyền thiên bộ pháp khẩu quyết, toàn bộ xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong đầu, hơn nữa này hai loại bộ pháp ở trong đầu của hắn, dĩ nhiên ở cực kỳ nhanh chóng dung hợp thành một loại bộ pháp, nhanh chóng ở trong đầu của hắn diễn luyện lên. Tỉnh ngộ. Đây là tỉnh ngộ. Diệp Thần Phong ở sống còn bước ngoặt đối với hai loại bộ pháp tỉnh ngộ, đem này hai loại bộ pháp thành công dung hợp lại cùng nhau. Xèo, một tiếng.
Diệp Thần Phong bóng người trong nháy mắt biến mất ở linh báo trước, làm cho linh báo một tát này vung một cái không, nhìn trước mặt đột nhiên biến mất Diệp Thần Phong, hắn một đôi con mắt là trợn lên lớn vô cùng. Lấy bạo phong lực lượng, xúc địa thành thốn, lấy bạo phong lực lượng, bày ra tốc độ cực hạn. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở linh báo trước mặt, xuất hiện ở linh báo phía sau Diệp Thần Phong, trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm, trong đầu hai loại bộ pháp dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bay lên một loại cực kỳ sảng khoái tỉnh ngộ cảm, hắn dám khẳng định lấy tốc độ của hắn bây giờ, tuyệt đối ở linh báo bên trên, hắn không nghĩ tới vào giờ phút như thế này, hắn dĩ nhiên đem bạo phong bộ pháp cùng huyền thiên bộ pháp dung hợp. Linh báo cực kỳ nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Thần Phong thì, hắn lắc đầu, nói rằng, không thể, không thể, ngươi làm sao có khả năng tránh thoát sự công kích của ta. Ta đã sớm nói, trên đời này không có chuyện không thể nào. Bạo phong tái hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong lần thứ hai sử dụng loại này vừa tỉnh ngộ bộ pháp, giờ khắc này, loại này bộ pháp xúc địa thành thốn, muốn so với chỉ cần huyền thiên bộ pháp xúc địa thành thốn nhanh hơn không ngừng một chút, bởi vì trong đó hòa vào bạo phong bộ pháp phảng phất là một loại thôi tiến khí, để xúc địa thành thốn tốc độ không ngừng tăng nhanh, tăng nhanh. Đùng. Một tiếng vang giòn, ở trong ngõ hẻm vang vọng ra. Nhanh đến mức cực hạn. Sắp đến rồi đỉnh cao. Linh báo ở Diệp Thần Phong bày ra tốc độ trước mặt căn bản là không cách nào tránh né. Má phải giáp trên trực tiếp bị Diệp Thần Phong quạt một bạt tai, toàn bộ má phải giáp hoàn toàn ao lún xuống dưới. Diệp Thần Phong phản kích bắt đầu rồi. Chương 816, cảnh sát đều là đến rất là thời điểm. Vang lên giòn giã thanh ở sâu thẳm trong ngõ hẻm là liên miên không dứt, Diệp Thần Phong mỗi một cái tát đều nắm được rồi cường độ, hắn muốn ở trước mặt linh báo trên người đem loại này vừa tỉnh ngộ bộ pháp, luyện tập thông thạo một ít. Bạo phong cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Dâng trào sức mạnh không ngừng ở Diệp Thần Phong dưới bàn chân hiện lên, đem Diệp Thần Phong tốc độ một lần lại một lần đẩy biện pháp hay. Đảo mắt thời gian, linh báo cả khuôn mặt đã không ra dáng. Da rẻ toàn bộ nứt toác ra, xương toàn bộ ao lún xuống dưới, máu tươi che kín hắn cả khuôn mặt, tóc trở nên hỗn độn không thể tả, cả người như người điên. A, à, bị Diệp Thần Phong một lần lại một lần làm mất mặt, trên gương mặt cực kỳ thấu xương đau đớn, để linh báo trong cổ họng rốt cục không nhịn được gào thét lên, trên người linh hồn lực không ngừng tăng vọt, trong miệng quát, Diệp Thần Phong, ngươi dám nhục ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Linh báo liều lĩnh hướng về Diệp Thần Phong điên cuồng công kích, Diệp Thần Phong không ngừng bước sử dụng vừa bộ pháp, đối mặt linh báo điên cuồng công kích là thành thạo điêu luyện. Cảm thụ linh báo trên người liên tục tăng lên linh hồn lực, Diệp Thần Phong cũng gần như nắm giữ loại này tân bộ pháp, hiện tại là thời điểm giải quyết linh báo tính mệnh, rất nhiều cường giả ở sống còn bước ngoặt, nhưng là đều sẽ trong chớp mắt đột phá. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không cho linh báo cơ hội như vậy, nếu như linh báo đột phá như vậy linh báo thực lực đem thăng cấp thành tông cấp, đến thời điểm e sợ Diệp Thần Phong đem lại không phải linh báo đối thủ. Bạo phong cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong tránh né linh báo điên cuồng công kích đồng thời. Bóng người của hắn trong nháy mắt gần kề linh báo thân thể, bởi vai phải bàng xương vỡ vụn, Diệp Thần Phong hiện tại có thể hoạt động chỉ có cánh tay trái. Đem dâng trào linh hồn lực tập trung đến cánh tay trái, lại một cái tát hướng về linh báo trên gương mặt vỗ tới. Một tát này có thể không giống vừa nãy những kia lòng bàn tay, một tát này Diệp Thần Phong dùng ra toàn lực. Cả khuôn mặt máu me đầm đìa, xương hầu như toàn bộ vỡ vụn linh báo, con ngươi của hắn đột nhiên phóng to, hắn biết mình là không cách nào né tránh một tát này, hắn biết mình muốn chết ở Diệp Thần Phong trong tay. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, trong miệng nói lầm bầm, không nghĩ tới ta linh báo sẽ như vậy chết rồi. Diệp Thần Phong, ngươi là một thiên tài. Không biết hào quang của ngươi có thể chói mắt đến khi nào. Phía trên thế giới này rất nhiều thứ không phải ngươi có thể chống lại, ngươi. Đùng. Ầm. Linh báo trong miệng âm thanh im bặt đi, toàn bộ đầu bị Diệp Thần Phong trực tiếp một cái tát cho phiến bạo, máu tươi cùng óc tiên đầy Diệp Thần Phong tay trái. Ô ô ô ô. Diệp Thần Phong nhìn linh báo thi thể không đầu chậm rãi ngã về mặt đất. Chói tai kinh tiếng địch do xa tới gần truyền vào trong ngõ hẻm. Diệp Thần Phong khóe miệng cười nhạt một tiếng nói, mặc kệ ở nơi nào,
kinh sát đều là làm đến rất là thời điểm. Lại như kịch truyền hình bên trong như thế, đại thể thời điểm, chỉ có chờ sự tình kết thúc, kinh sát đồng chí mới sẽ vội vã chạy tới. Đoạn Nam một nhóm người chỉ là tạm thời hôn mê, đến trong bệnh viện đi nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể khôi phục, trong ngõ hẻm phát sinh nhiều chuyện như vậy, e sợ mái nhà 2 tên tay đánh lén cũng đã sớm rời đi. 4 chiếc kinh xe, 1 chiếc Mercedes thương vụ xe cùng 1 chiếc xe buýt dưới đáy đều bị xếp vào bom. Diệp Thần Phong hoài nghi e sợ kinh sát bên trong cục là ra nội gian, vì lẽ đó Diệp Thần Phong nhất định phải đi kinh sát cục một chuyến. Đem cái này nội gian cho tìm ra, dù sao Diệp Thần Phong còn muốn ở lại Nam Cảng một quãng thời gian, vạn nhất hắn vị trí, lại bị người thần không biết quỷ không hay xếp vào bom, vậy coi như muốn khổ rồi. Lại mà, vương cấp đỉnh cao linh hồn lực cường giả xuất hiện, để Diệp Thần Phong có loại phi thường dự cảm không tốt. Hiện nay trong lòng của hắn liền một đầu tự cũng không có, hắn tin tưởng kinh sát bên trong cục so với hắn hiểu rõ hẳn là nhiều hơn một chút, vì lẽ đó hắn muốn đi kinh sát bên trong cục hiểu rõ lần này Nam Cảng tình huống cặn kẽ. Vừa trải qua một hồi giết chóc, Diệp Thần Phong đột nhiên có chút muốn hút thuốc, còn bên trái bên hông gãy vỡ mấy chiếc xương sườn, cùng với hữu nơi bả vai gãy vỡ xương, hắn vẫn có thể chịu đựng, huống hồ điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói không dùng tới đi bệnh viện. Chính hắn trị liệu lên còn khá là nhanh một chút. Diệp Thần Phong đi tới hôn mê Trương Thành Nghiệp bên cạnh, tả máu tươi trên tay cùng óc ở Trương Thành Nghiệp trên y phục xoa xoa, dùng tay trái ở Trương Thành Nghiệp trong túi tiền tìm tòi một phen, tìm ra một gói trung hoa cùng một con cái bật lửa, đem một điếu thuốc thơm điêu ở trong miệng, dùng cái bật lửa cho nhen lửa, thân thể tựa ở trên vách tường, trong miệng phun ra một cái lại một cái vòng khói đến. Chú ý, chú ý! Nơi này phát sinh vụ nổ lớn, chu vi không có bất kỳ tình huống, hung đồ rất có thể ở trong ngõ hẻm, đại gia chuẩn bị kỹ càng hỏa lực vũ khí, chậm rãi hướng về ngõ nhỏ tới gần. Ở sâu thẳm ngõ nhỏ bên ngoài, liên tiếp xuất hiện chừng 10 lượng kinh xe, một tên anh tư hiên ngang, vóc người nhưng lại sôi động nữ kinh sát, trong tay cầm một cây súng lục, dặn dò chu vi theo nàng chừng 30 tên kinh sát, chậm rãi hướng về sâu thẳm đầu hẻm di động. Khi này danh nữ kinh thân thể đầu tiên là tựa ở đầu hẻm bên cạnh trên vách tường, sâu sắc hút vài hơi khí sau khi, một cái nghiêng người, thân thể xuất hiện ở đầu hẻm, trong tay súng lục nòng súng nhắm ngay trong ngõ hẻm. Còn lại kinh sát cũng dồn dập noi theo tên này nữ kinh sát, cầm trong tay súng lục nòng súng nhắm ngay trong ngõ hẻm. Một trận gió đêm thổi tới, làm cho người ta bằng thêm mấy phần cảm giác mát mẻ. Trong bầu trời đêm ngân màu trắng nguyệt quang, như tinh khiết lưu thủy nghiêng mà xuống, đem sâu thẳm trong ngõ hẻm hình ảnh bày ra ở những này kinh sát trong tầm mắt. Khi này chút kinh sát nghe thấy được trong ngõ hẻm dày đặc mùi máu tanh, cùng với nhìn thấy trên mặt đất từng bộ thi thể không đầu, càng nguy hiểm hơn chính là, bọn họ nhìn thấy ở trong môi trường này, lại có một cái trên y phục bị nhuộm đầy máu tươi nam nhân, nhàn nhã dựa vào ở trên vách tường, trong miệng phun ra từng cái hoàn mỹ vòng khói. Ẩu ẩu! Rất nhiều tố chất không tốt lắm kinh sát, đang nhìn đến trong ngõ hẻm hình ảnh sau, bọn họ bắt đầu khom lưng nôn mửa lên. Bất quá, có vài tên nữ kinh sát ở nôn mửa sau khi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, trong con người xinh đẹp xuất hiện vài sợi ái mộ. Như vậy máu me đầm đìa hình ảnh, trên y phục bị dính đầy máu tươi, mà Diệp Thần Phong nhưng như cái người không liên quan như thế hút thuốc, loại này tương phản cảm đối với nữ nhân mà nói là một loại sức mê hoặc chí mạng. Thế nhưng, luôn có người là không mua món nợ. Liền tỷ như cầm đầu tên kia anh tư hiên ngang nữ kinh sát, nàng đem họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong, miệng quát, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bằng không ta có thể vừa muốn nổ súng. Diệp Thần Phong đối với nữ kinh sát phảng phất không nghe thấy, hấp xong cuối cùng một cái yên sau, hắn đem tàn thuốc ném xuống đất dẫm diệt, mới nói, chúng ta gặp phải đảo quốc ninja tập kích. Ta là lần này từ kinh thành đến hiệp trợ nghiên cứu trị liệu bệnh truyền nhiễm bác sĩ, trên đất mấy người này còn chưa chết, các ngươi hẳn là lập tức đưa bọn họ đi bệnh viện bên trong. Đổi làm thường ngày, Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp ra tay trị liệu Đoạn Nam các loại chờ người, bất quá, hiện tại hắn cũng chịu phi thường thương thế nghiêm trọng, hắn không thể đang tiêu hao linh hồn lực, lại nói Đoạn Nam các loại chờ người không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần đi vào trong bệnh viện đi nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nghe được Diệp Thần Phong sau, cầm đầu tên kia nữ kinh sát cũng không có thả lỏng kinh dịch, nhưng vẫn là quát cho ta hai tay ôm đầu,
lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Diệp Thần Phong không dự định cùng những này kinh sát lên xung đột, rời đi kinh thành trước, những kia cao tầng lão già giao cho hắn một tấm đặc thù giấy chứng nhận, tấm này giấy chứng nhận có thể ở lúc khẩn cấp quan trọng tiên trảm hậu tấu, đương nhiên là ở không trái pháp luật tình huống dưới. Diệp Thần Phong từ trong túi tiền đem giấy chứng nhận lấy ra, hướng về cầm đầu nữ kinh sát bay qua, vừa vặn rơi vào nữ kinh sát mũi chân trước, nữ kinh sát khom lưng đem giấy chứng nhận cho kiếm lên, nhìn thấy mặt trên con dấu sau, nàng phán đoán tấm này giấy chứng nhận là thật sự, đem giấy chứng nhận trên bức ảnh cùng Diệp Thần Phong so sánh một thoáng sau khi, tướng mạo hoàn toàn ăn khớp. Bất quá, tên này cầm đầu nữ kinh sát thái độ đối với Diệp Thần Phong phi thường khó chịu, lại mà nàng cảm giác Diệp Thần Phong danh tự này, cùng với Diệp Thần Phong tướng mạo phi thường quen thuộc, có thể trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được. Có thời gian ở nơi đó ngốc đứng, các ngươi còn chẳng bằng lập tức sắp xếp người đưa người bị thương đi bệnh viện bên trong. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, cầm đầu nữ kinh sát tạm thời đem súng lục cho cất đi, mệnh lệnh phía sau kinh sát, nói rằng, liên hệ bệnh viện, lập tức sắp hiện ra chàng người bị thương đưa đi bệnh viện tiến hành trị liệu. Ngược lại, cầm đầu nữ kinh sát lại đưa mắt không quen nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, ngươi phải cùng ta đi một chuyến kinh cục. Diệp Thần Phong vốn là quyết định muốn đi một chuyến kinh sát cục, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không phản đối, nói rằng, vừa vặn ta cũng muốn đi kinh sát cục hiểu rõ một ít chuyện. Hừ, nghe được Diệp Thần Phong sau, cầm đầu nữ kinh sát trong lỗ mũi khó chịu hừ lạnh một tiếng. Chương 817, Công Tử Bột. Nam Cảng tối nay nhất định sẽ không thái bình. Nam Cảng ở nước Hoa thuộc về một cái phi thường đặc thù khu vực. Tương tự Nam Cảng bên này kinh sát cũng đã hấp thu không ít quốc gia phương Tây kinh nghiệm, Nam Cảng hết thảy kinh sát cục đều do kinh vụ xứ sở quản lý, vì lẽ đó kinh vụ nơi trưởng phòng, tự nhiên là Nam Cảng kinh giới người đứng đầu. Nam Cảng kinh vụ nơi người đứng đầu tên là Trần Kiến Quân, năm nay vừa vặn 45 tuổi, có thể nói chưa tới vẫn là có rất lớn phát triển tiền đồ, có thể thế sự khó liệu, ai biết trước đây không lâu Nam Cảng bùng nổ ra một hồi bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa có lượng lớn đảo quốc ninja xâm lấn, lấy kinh phương sức mạnh căn bản đối phó không được đảo quốc ninja, làm cho đảo quốc ninja sát hại mấy tên nhân viên y tế. Nếu như còn tiếp tục như vậy, e sợ Trần Kiến Quân không riêng tiền đồ muốn phá hủy, liền ngay cả hắn dưới mông vị trí cũng phải na một na. Giờ khắc này, Nam Cảng kinh vụ nơi trước đại môn, đứng một cái thân thể cường tráng người đàn ông trung niên, tên này người đàn ông trung niên cau mày. Ánh mắt không ngừng mà xem hướng về phía trước bóng đêm bên trong. Tên này người đàn ông trung niên chính là Nam Cảng kinh giới người đứng đầu Trần Kiến Quân. Ở mấy canh giờ trước, hắn biết được đoạn nam các loại chờ, người bị tập kích sự tình. Hắn liền lập tức không chút do dự phái ra kinh sát đi trợ giúp. Phải biết đoạn nam nhưng là kinh thành có tiếng y học quyền uy. Nếu như đoạn nam chết ở đảo quốc ninja trong tay, e sợ ngày mai Trần Kiến Quân liền muốn chính mình chủ động tự nhận lỗi từ chức. Ở Trần Kiến Quân bên cạnh còn đứng ở một tên 27-28 tuổi nam nhân trẻ tuổi, tên này nam nhân trẻ tuổi trên mặt nghiêm túc thận trọng, tên của hắn gọi là Tần Minh Đào, ở kinh vụ nơi bên trong được cho là Trần Kiến Quân thủ hạ đắc lực. Trần trưởng phòng, ngài yên tâm được rồi, ta muốn không có chuyện gì. Ô ô ô ô, ở Tần Minh Đào tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, chói tai kinh tiếng địch liền do xa tới gần hưởng lên, nhìn thấy kinh xe xuất hiện ở trong tầm mắt sau. Trần Kiến Quân dưới chân bước chân không nhìn được đi lên thật nhiều bộ, hiện tại hắn đã không lo được thân phận của chính mình. Diệp Thần Phong từ chiếc thứ nhất kinh trong xe đi xuống, sau đó chính là dẫn đầu tên kia nữ kinh sát, theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau, tuy rằng Diệp Thần Phong lấy ra tương quan giấy chứng nhận đến, nhưng nàng vẫn là không yên lòng Diệp Thần Phong người này. Tên này dẫn đầu nữ kinh coi đến kinh vụ nơi cửa Trần Kiến Quân sau. Nàng lập tức đi tới Trần Kiến Quân trước. Hô, ba. Đáng tiếc chính là tên này nữ kinh sát mới gọi ra một cái tự, liền trực tiếp bị Trần Kiến Quân cắt đứt. Nói rằng, nơi này là kinh vụ nơi, cũng không phải ở nhà, người nên gọi ta là Trần trưởng phòng. Trần Kiến Quân bình thường là một cái tương đương cẩn thận một chút người, đối với cuộc sống của chính mình tác phong đem khống tốt vô cùng. Duy nhất để hắn đau đầu chính là trước mặt cái này nữ kinh sát. Cũng chính là con gái của hắn Trần Tư Vũ. Hắn trước đây là tuyệt đối không đồng ý Trần Tư Vũ tiến vào kinh đội, nhưng là Trần Tư Vũ một mực yêu thích kinh sát nghề nghiệp này, hơn nữa khắp mọi mặt đều làm phi thường xuất sắc, phá án suất cũng cực kỳ cao,
Lâu dần, Trần Kiến Quân cái này làm cha cũng chỉ có thể tùy ý Trần Tư Vũ. Thấy cha mình một mặt nghiêm túc dáng dấp, Trần Tư Vũ lập tức sửa lời nói, Trần trưởng phòng. Đoàn viện trưởng không có tính mệnh nguy hiểm, chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi. Chỉ cần ở trong bệnh viện nghỉ ngơi 1-2 ngày là tốt rồi, hơn nữa ta còn để lại 6 tên kinh sát, 24 giờ canh giữ ở đoàn viện trưởng cửa phòng bệnh. Nghe được nhân vật then chốt Đoạn Nam không có có chuyện, Trần Kiến Quân trong lòng cuối cùng cũng coi như là hô thở ra một hơi, hỏi, đoàn viện trưởng các loại chờ, người có phải là tao ngộ đảo quốc ninja tập kích? Người của chúng ta viên có thương vong sao? Nghe được Trần Kiến Quân nghi vấn sau, Trần Tư Vũ hồi đáp, Trần trưởng phòng. Người của chúng ta viên chạy tới sau khi, hiện trường chiến đấu đã kết thúc, hơn nữa đảo quốc ninja cũng toàn bộ tử vong. Trần Tư Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, người của chúng ta viên chạy tới thời điểm, hiện trường chỉ có người này không có nằm ở trạng thái hôn mê, theo như hắn nói hắn là từ kinh thành đến hiệp trợ bệnh truyền nhiễm trị liệu bác sĩ, vì lẽ đó ta đem hắn mang về nơi này đến, chuẩn bị hỏi rõ ràng tình huống lúc đó. Nghe được Trần Tư Vũ tố thuật sau khi, Trần Kiến Quân nhìn về phía Diệp Thần Phong, có lễ phép nói rằng, vị tiên sinh này, chúng ta tiến vào kinh vụ nơi bên trong lại tán gẫu. Diệp Thần Phong không có phản đối, theo Trần Kiến Quân các loại chờ người đi vào kinh vụ nơi, đi tới Trần Kiến Quân trong phòng làm việc, Trần Kiến Quân ở xin mời Diệp Thần Phong sau khi ngồi xuống, hắn trước tiên tự giới thiệu mình một phen, sau đó hỏi, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Có thể hay không nói với ta nói tình huống hiện trường. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói rằng, ta tên Diệp Thần Phong, lần này. Đứng ở Trần Kiến Quân bên cạnh Trần Tư Vũ, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên trừng lớn, lúc này nàng cuối cùng cũng coi như là nhớ tới Diệp Thần Phong là người nào. Chẳng trách nàng vẫn sẽ cảm thấy tên Diệp Thần Phong cùng tướng mạo quen thuộc như vậy. Trần Tư Vũ trực tiếp đánh gãy Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi là kinh thành Diệp gia cái kia Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đương nhiên không liệu sẽ nhận thân phận của chính mình, thuận miệng nói rằng, vâng. Tốt, Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ngươi cuối cùng cũng coi như là rơi xuống trong tay ta Trần Tư Vũ không để yên cho ngươi. Trần Tư Vũ tâm tình đột nhiên trở nên ba chuyển động. Đại khái ở 5-6 năm trước, vào lúc ấy Trần Tư Vũ mới 22 tuổi, lúc đó cha của nàng cực kỳ phản đối nàng làm kinh sát. Lúc trước vừa lúc ở kinh thành có một lần nhiệm vụ. Liền Trần Tư Vũ lén lút theo vài tên kinh sát cùng đi kinh thành, nàng muốn thông qua chuyện lần này để chứng minh chính mình. Ở đến kinh thành sau khi, Trần Tư Vũ mới biết bọn họ muốn bắt lấy đối tượng là một nhà hội sở lão bản sau màn, vì lẽ đó Trần Tư Vũ việc nghĩa chẳng từ nan đi gặp bên trong làm nằm vùng, nữ tiến vào hội sở bên trong làm nằm vùng, đương nhiên chỉ có đóng vai tiểu thư nhân vật. Chính xảo bất xảo, vào lúc ấy Diệp Thần Phong vừa vặn đi chỗ đó ra hội sở bên trong chơi. Một chút liền chọn lựa nằm vùng Trần Tư Vũ, đương nhiên Trần Tư Vũ vì không bại lộ, lúc đó nàng bị Diệp Thần Phong chịu không ít đậu hũ, nàng đều nhìn xuống, đợi được đem lão bản sau màn bắt được sau khi, nàng muốn tìm Diệp Thần Phong lúc báo thù, nàng mới biết Diệp Thần Phong là kinh thành người của Diệp gia, nàng căn bản báo không được mối thù này, liền chỉ có thể căm giận trở lại Nam Cảng. Ở này sau khi không lâu, Trần Tư Vũ liền nghe đến kinh thành Diệp Thần Phong biến thành kẻ ngu si tin tức. Lúc đó trong lòng nàng khỏi nói có bao nhiêu hả giận, nhưng là nàng còn chờ mong muốn tự tay giáo huấn một chút Diệp Thần Phong. Mà hiện tại, cơ hội này rốt cục đến rồi. Này đã là 5-6 năm trước sự tình, cũng khó trách Trần Tư Vũ không có trước tiên nhận ra Diệp Thần Phong. Ngược lại, Diệp Thần Phong đối với Trần Tư Vũ là một chút ấn tượng cũng không có, vào lúc ấy hắn, còn cũng không phải hiện tại linh hồn sống lại hắn, bất quá. Hiện tại Diệp Thần Phong cũng không rảnh ở đây thật lãng phí ngụm nước, trực tiếp nói Trần trưởng phòng, lẽ nào ngươi là như thế quản lý thủ hạ của ngươi sao? Ta lần này là quốc gia phái tới hiệp trợ trị liệu bệnh truyền nhiễm bác sĩ, mà các ngươi kinh sát đều đã làm những gì sự tình. Chúng ta vừa mới vừa đến liền bị tập kích, đoàn viện trưởng bọn họ tuy rằng không có chuyện gì, nhưng này một nhóm đến Nam Cảng du học sinh hầu như là toàn quân bị diệt. Trần Kiến Quân chừng một chút con gái của chính mình, hắn đối với Diệp Thần Phong cũng hơi có nghe thấy, đặc biệt là mấy năm trước, con gái của hắn còn chuyên môn thu thập một phần liên quan với Diệp Thần Phong tư liệu. Bất quá, Diệp Thần Phong đến cùng là kinh thành người của Diệp gia, hơn nữa lần này là quốc gia cắt cử đến. Hắn cười nói, Diệp tiên sinh, thực sự là xin lỗi,
là ta không có quản lý tốt thủ hạ của ta. Diệp Thần Phong tùy ý khoát tay áo một cái, nói rằng, hiện trường đảo quốc ninja đều là bị ta giết chết, ta đến các ngươi nơi này là muốn phải thấu hiểu một ít liên quan với sự kiện lần này tình huống cụ thể. Nguyên bản bị cha của chính mình chừng một chút, Trần Tư Vũ trong lòng đang khó chịu lắm. Năm đó tuy rằng nàng chỉ là bị Diệp Thần Phong khai một điểm dầu, thế nhưng từ nhỏ nàng nơi nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, cho nên mới vẫn ghi nhớ chuyện này. Trần Tư Vũ đi tới trong phòng làm việc một cái hồ sơ quý trước, trực tiếp từ hồ sơ trong quầy lấy ra một phần tư liệu, không chút do dự xúy ở Diệp Thần Phong trước, căm giận nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi nói là ngươi giết những kia đảo quốc ninja. Ngươi thẳng thắn nói chính ngươi là siêu nhân. Diệp Thần Phong cầm lấy trước mặt phần tài liệu này, mặt trên rõ ràng là liên quan với Diệp Thần Phong miêu tả, bất quá, những thứ này đều là năm, sáu hàng năm trước lão tư liệu, còn gần 2 năm Diệp Thần Phong thay đổi sau khi tân tư liệu nhưng là không hề có một chút nào. Có ai trong lúc rảnh rỗi sẽ đi quan tâm một cái công tử bột? Phần tài liệu này vẫn là lúc trước Trần Tư Vũ chính mình thu thập, lại nói Nam Cảng rời Kinh Thành có một khoảng cách, Diệp Thần Phong 2 năm qua thay đổi, không có bị truyền tới Nam Cảng đến vậy là vô cùng bình thường. Trần Tư Vũ nhìn Diệp Thần Phong lật xem tư liệu, nàng cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, người hiện tại có bản lĩnh còn ở lão nương trước mặt trang BA. Người chỉ là một cái công tử bột mà thôi, ta xem ngươi là trốn ở góc phòng mới may mắn sống sót. Như các ngươi loại này gia tộc lớn thiếu gia, từng cái ngoại trừ sẽ hưởng phúc bên ngoài, các ngươi vẫn có thể làm gì? Chương 818, điểm tốt cùng thương pháp so đấu. Trần Kiến Quân lông mày cũng chăm chú cao lên đến, trên lý thuyết hắn là không muốn đắc tội Diệp Thần Phong vị này công tử bột thiếu gia, hắn cũng không biết mặt trên là xuất phát từ mặt trên mục đích, đem Diệp Thần Phong phái đến Nam Cảng đến, như Diệp Thần Phong người như vậy đến Nam Cảng ngoại trừ thêm phiền bên ngoài, vẫn có thể đưa đến tác dụng gì. Lần này Nam Cảng sự kiện quan hệ Trần Kiến Quân tiền đồ, dưới cái nhìn của hắn nếu như Diệp Thần Phong mù trộn lẫn đi vào, nói không chắc sự tình sẽ trở nên càng thêm gay gâu, nụ cười trên mặt hắn biến mất rồi, âm thanh tăng cao mấy phần, hỏi, Diệp tiên sinh, xin ngươi như thực chất bàn giao ngươi ở hiện trường chứng kiến tình huống, những kia đảo quốc ninja đến cùng là bị ai giết chết. Diệp Thần Phong lần thứ hai đem hắn đặc thù giấy chứng nhận đưa cho Trần Kiến Quân, nói rằng, ta hiện tại trịnh trọng nói rõ. Ta muốn tham gia lần này Nam Cảng sự kiện trong vòng điều tra, Nam Cảng hết thảy kinh lực đều phải phối hợp ta, các ngươi còn có vấn đề gì không? Trần Kiến Quân nhìn thấy Diệp Thần Phong đưa tới giấy chứng nhận sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, Trần Tư Vũ hay là không biết tấm này giấy chứng nhận đặc thù tính, nhưng Trần Kiến Quân nhưng là phi thường rõ ràng, chỉ cần cầm trong tay tấm này giấy chứng nhận, Diệp Thần Phong ở nước Hoa bất kỳ một tòa thành thị, đều có thể tùy ý điều động kinh lực. Trần Kiến Quân thật không hiểu nổi cấp trên vì sao lại cho Diệp Thần Phong trọng yếu như vậy giấy chứng nhận. Này không phải đang nói đùa sao? Trần Trưởng Phong, ta hoài nghi các ngươi kinh trong đội có đảo quốc nằm vùng, hơn nữa tên này nằm vùng chức vị còn không thấp, rất có thể là kinh trong đội cao tầng. Vì lẽ đó Trần Trưởng Phong ngươi lập tức đem kinh trong đội hết thảy cao tầng tư liệu chuẩn bị cho ta một phần, sau đó sẽ chuẩn bị cho ta một phần Nam Cảng sự kiện cụ thể tư liệu. Diệp Thần Phong trực tiếp quay về Trần Kiến Quân phân phó nói. Ở Diệp Thần Phong nói ra kinh trong đội có nằm vùng thời điểm, đứng ở Trần Kiến Quân bên trái Tần Minh Đào. Con người của hắn hơi co rụt lại, bất quá, rất nhanh lại khôi phục lại. Tần Minh Đào cái này động tác tinh tế, không kém chút nào bị Diệp Thần Phong cho bắt lấy, có thể Diệp Thần Phong cũng không có biểu hiện ra bất kỳ dị thường đến, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn một chút Tần Minh Đào. Chỉ có điều, Diệp Thần Phong trong lòng đối với Tần Minh Đào bắt đầu sản sinh hoài nghi. Diệp Thần Phong, người coi chính mình là người nào? Người lại dám nói chúng ta kinh sát bên trong cục có nằm vùng. Hơn nữa còn là cao tầng. Ta xem người thuần túy là ăn nói linh tinh. Trần Tư Vũ nổi giận đùng đùng quát lên. Trần Kiến Quân trên mặt cũng mơ hồ hiện lên phẫn nộ vẻ. Tuy rằng Diệp Thần Phong lấy ra đặc thù giấy chứng nhận. Thế nhưng nếu như hắn thật sự bồi cái này công tử bột hồ đồ xuống, e sợ quay đầu lại xui xẻo sẽ chỉ là hắn mà thôi. Diệp Thần Phong nhìn đồng hồ, hiện tại đã là buổi tối hơn 11 giờ, nguyên bản hắn muốn gọi điện thoại cho cao tầng những lão già kia. Có thể trên điểm này cao tầng những lão già kia hẳn là đều ngủ, Diệp Thần Phong cũng không muốn đi quấy rối bọn họ, lại nói nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này,
Diệp Thần Phong đều giải quyết không được. Như vậy hắn vẫn là Diệp Thần Phong sao? Trần Trưởng Phòng, ngươi chẳng lẽ không dự định phối hợp ta sao? Diệp Thần Phong nhìn Trần Kiến Quân mở miệng hỏi. Trần Tư Vũ thấy Diệp Thần Phong không tha thứ, nàng tức giận trong lòng là càng ngày càng dồi dào, khẽ kêu nói, Diệp Thần Phong, nơi này cũng không phải kinh thành, ngươi có biết hay không Nam Cảng tình huống bây giờ? Ngươi có biết hay không ngươi hồ đồ cùng vô tri sẽ hại chết bao nhiêu người? Trở lại kinh thành khỏe mạnh làm ngươi công tử bột đi. Nam Cảng không hoan nghênh ngươi. Diệp Thần Phong tâm tình cũng không có bất kỳ gợn sóng, giơ giơ lên trong tay liên quan với hắn tư liệu, nói rằng các ngươi chỉ bằng phần này đồ vật liền phủ định năng lực của ta. Liền nhận định ta là một cái công tử bột, kinh sát quan trọng nhất thủ tục là cái gì? Các ngươi xem sự vật chỉ nhìn thấy mặt ngoài, chân chính sẽ hại chết người chính là các ngươi những này bất lương kinh sát. Diệp Thần Phong lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ có là Trần Tư Vũ càng ngày càng sự phẫn nộ, liền ngay cả Trần Kiến Quân trên mặt hắn sắc mặt giận dữ cũng càng thêm rõ ràng. Bất quá, hắn nhẫn nại năng lực còn là vô cùng tốt, không có lập tức bộc phát ra, chỉ là chỉ nhìn hắn âm bình tĩnh mặt, liền đầy đủ nói rõ hắn tâm tình bây giờ. Diệp Thần Phong, ngươi không phải nói những kia đảo quốc ninja là ngươi giết chết sao? Như vậy ngươi khắp mọi mặt năng lực khẳng định rất mạnh. Ta cho ngươi một lần cơ hội chứng minh, tùy ý chọn một cái ngươi am hiểu hạng mục, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta Trần Tư Vũ liền không nữa nói nhảm nhiều. Trần Tư Vũ trừng mắt Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói rằng, nếu muốn chứng minh chính ta, như vậy đương nhiên là các ngươi chọn khá là am hiểu hạng mục, như vậy mới có thể cho thấy ta trình độ, ta có thể không thời gian bồi các ngươi ở đây hao tổn, muốn so với cũng sắp điểm so với. Học muội. Để cho ta tới cùng tiểu tử này so đấu thương pháp, để hắn cút nhanh lên ra nơi này. Vẫn không mở miệng Tần Minh Đào nói rằng, hắn cùng Trần Tư Vũ là một cái kinh giáo bên trong tốt nghiệp, hơn nữa so với Trần Tư Vũ cao hơn một lần, vì lẽ đó hắn vẫn xưng hô Trần Tư Vũ vì là học muội. Diệp Thần Phong, người đây là chính mình để cho mình mất mặt, người có biết hay không Tần học trưởng là người nào? Hắn là Nam Cảng kinh giới bên trong công nhận tay súng thần. Ngươi cái công tử bột liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Trần Tư Vũ khinh thường nói. Diệp Thần Phong liếc nhìn Tần Minh Đào, quay về Trần Kiến Quân, nói rằng, Trần Trưởng Phòng, không bằng chúng ta đến đánh cuộc, nếu như ta có thể thắng người này, như vậy Nam Cảng hết thảy kinh lực đều muốn nghe ta chỉ huy, nếu như ta thua, như vậy ta sẽ không trở lại phiền các ngươi, Trần Trưởng Phòng cho rằng thế nào. Diệp Thần Phong trong tay nắm giữ cấp trên đặc thù giấy chứng nhận. Trần Kiến Quân nguyên bản chính không biết nên đối phó thế nào Diệp Thần Phong đây. Bây giờ Diệp Thần Phong chủ động đưa ra loại yêu cầu này, hắn đương nhiên là tình nguyện nhìn thấy, hắn nhưng không thường rõ ràng Tần Minh Đào thương pháp. Ở toàn bộ Nam Cảng, thậm chí là toàn bộ nước Hoa, đều cơ hồ tìm không ra ở thương pháp trên có thể cùng Tần Minh Đào so với. Được, Diệp tiên sinh, đây chính là ngươi nói, ta đáp ứng trận này đánh cược. Trần Kiến Quân phi thường sảng khoái nói. Diệp Thần Phong gật đầu cười, từ trên ghế chạm lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Tư Vũ. Kỳ thực Trần Tư Vũ nữ nhân này còn là cực kỳ đẹp đẽ, đặc biệt là trước ngực một đôi cao vót, để bất kỳ nam nhân nhìn đều sẽ chảy nước miếng. Nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cũng có chút khó chịu, thuận miệng nói rằng, mỹ nữ, không bằng chúng ta đến thêm giờ điểm tốt làm sao. Nếu như ta thắng người vị này Tần học trưởng. Ngươi để ta mò một cái ngực của ngươi bô, nếu như ta thua ngươi vị này Tần học trưởng, ta suốt đêm cút khỏi Nam Cảng, ngươi thấy thế nào? Ở đây mặc cho không ai từng nghĩ tới Diệp Thần Phong lại sẽ nói ra như vậy vô liêm sỉ. Hơn nữa còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Tần Minh Đào sắc mặt là triệt để đen kịt lại, còn ngươi gắt gao trừng mắt Diệp Thần Phong, xem ra Tần Minh Đào đối với hắn học muội Trần Tư Vũ thú vị. Mà Trần Kiến Quân nghe được Diệp Thần Phong cái này điểm tốt sau, càng thêm đem công tử bột nhãn mác kề sát ở Diệp Thần Phong trên người, trong lòng đối với Diệp Thần Phong có thêm vài phần xem thường. Cho tới Trần Tư Vũ, nàng sắc mặt chướng chính là đỏ chót cực kỳ, nàng từ nhỏ đã là một cái người không chịu thua, trực tiếp nói, được, Diệp Thần Phong, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, bất quá, ngươi thắng Tần học trưởng tỷ lệ hầu như là linh, vì lẽ đó ngươi sẽ chờ lập tức cút khỏi Nam Cảng. Này có thể nói không chắc, ngực của ngươi bô nhìn qua rất mềm mại, không biết có hay không bị nam nhân cho sợ qua.
Lần này có thể liền tiện nghi ta đây. Thật là có điểm không thể chờ đợi được nữa. Diệp Thần Phong cố ý lộ ra một bộ phi thường cấp thiết vẻ mặt, kỳ thực trong lòng của hắn đối với Trần Tư Vũ không có bất kỳ ý tứ, sở dĩ thêm vào cái này điểm tốt, cũng chỉ có điều là vì để cho cái này ngông cuồng tự đại nữ kinh sát ha ha xẹp mà thôi. Diệp Thần Phong lập luận sắc sảo biểu diễn, ở những người khác xem ra là như vậy chân thực, đặc biệt là Trần Tư Vũ nhìn thấy Diệp Thần Phong liên tục nhìn chằm chằm vào ngực của nàng bộ, nàng có loại bị Diệp Thần Phong nhìn xuyên cảm giác, bên tai cấp tốc đỏ lên, quát lên, ngươi cái đồ vô sỉ, sau đó có ngươi lúc tuyệt vọng. Diệp Thần Phong luôn mãi quang minh chính đại đùa giỡn con gái của chính mình, điều này làm cho Trần Kiến Quân trong lòng cũng vô cùng không dễ chịu, hắn đương nhiên cũng sẽ không lại cho Diệp Thần Phong thật sắc mặt nhìn, ngược lại dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong cái này công tử bột, nhất định là thất bại cho Tần Minh Đào, vì lẽ đó Diệp Thần Phong lập tức liền muốn cút khỏi Nam Cảng. Diệp Thần Phong, kinh vụ nơi nơi này vừa vặn có xạ kích chàng, ta hiện tại liền mang bọn ngươi quá khứ, tiền đặt cược là chính ngươi định ra, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Trần Kiến Quân lạnh giọng nói rằng, Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, đây là đương nhiên, nếu như ai không tuân thủ cá cược, như vậy ai chính là rùa đen khốn kiếp. Chương 819, kỹ thuật như thần thương pháp. Nam Cảng, kinh vụ nơi, xạ kích bên trong. Bốn tên trách nhiệm kinh viên đang nhìn đến Trần Kiến Quân sau khi, lập tức một mực cung kính hô Trần trưởng phòng. Trần Kiến Quân chỉ là hơi gật gật đầu, phân phó nói, chúng ta hiện tại muốn dùng xạ kích thất, đem cần dùng đến đồ vật đều chuẩn bị cho ta tốt. Vâng, Trần trưởng phòng. Bốn tên kinh viên chăm miệng một lời trả lời một tiếng, liền lập tức xoay người đi làm chuẩn bị. Khoảng chừng sau 3 phút, bốn tên kinh viên đem xạ kích trong phòng hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Trần Kiến Quân mang theo Diệp Thần Phong các loại chờ người đi tới bên trong xạ kích địa điểm, trực tiếp nói, Diệp Thần Phong, chúng ta nơi này xạ kích cùng những nơi khác có một ít khác nhau. Trần Kiến Quân lược vi dừng lại một chút, ngón tay chỉ về đằng trước 50 mét có hơn địa phương, tiếp tục nói, Diệp Thần Phong, sau đó từ 50 mét ở ngoài địa phương sẽ lần lượt bắn ra 10 cái bóng bàn đi ra, xạ kích dùng súng lục bên trong cũng vừa hay có 10 phát đạn, ai bắn trúng bóng bàn nhiều. Ai liền thắng được, đối với điểm ấy ngươi có ý kiến gì không? Như vậy, ta trước hết để cho người khởi động phóng ra bóng bàn máy móc, để ngươi tìm hiểu một chút tình huống lại nói, như vậy cũng đối với ngươi khá là công bằng, đến thời điểm ngươi cũng không có cớ chơi xấu. Không đợi Diệp Thần Phong mở miệng, Trần Kiến Quân liền dặn dò một tên kinh viên, khởi động 50 mét ở ngoài phóng ra bóng bàn máy móc. 3. 3. Vừa mới bắt đầu từ 50 mét ở ngoài máy móc bên trong, bắn về phía giữa không trung hai viên bóng bàn tốc độ vẫn không tính là nhanh, hơn nữa còn là lần lượt có thứ tự. 3-3-3. Ở hai viên bóng bàn bắn ra đến sau khi, đón lấy là ba viên bóng bàn liên tục bắn ra đến. Tốc độ so với vừa nãy tăng nhanh gấp 3-4 lần khoảng chừng trái phải. 3-3-3-3-3. Ở này ba viên bóng bàn còn chưa xuống đến trên mặt đất thời điểm. Năm viên bóng bàn lại liên tục tính phóng ra đi ra, khiến người ta căn bản là đáp ứng không xuể. Chớ nói chi là muốn dùng súng lục đi xạ kích chúng nó. Diệp Thần Phong nhìn này 50 mét ở ngoài bóng bàn phóng ra sau khi, trong lòng bước đầu đoán chừng một chút độ khó, loại này xạ kích khá giống đĩa bay xạ kích vận động, bất quá, này muốn so với đĩa bay xạ kích độ khó càng thêm lớn. Phải biết xa 50 mét khoảng cách, dùng phổ thông súng lục bắn trúng bóng bàn. Này đã là phi thường có khó khăn. Huống chi vẫn là ở giữa không trung vận động bóng bàn, hơn nữa bóng bàn phóng ra tốc độ vẫn là như thế nhanh. Nhìn thấy Diệp Thần Phong trầm tư dáng dấp, nữ kinh sát Trần Tư Vũ cho rằng Diệp Thần Phong là lùi bước. Lập tức cười nói, Diệp Thần Phong, hiện tại biết mình là cỡ nào buồn cười. Ta xem ngươi có thể bắn chúng mới đầu một viên bóng bàn, ngươi cũng đã rất đáng gờm, ngươi biết Tần học trưởng kỷ lục cao nhất là bắn chúng mấy viên sao. Hắn kỷ lục cao nhất là bắn trúng 5 viên bóng bàn. Này đã là Nam Cảng kinh giới bên trong không người có thể đánh vỡ ghi chép. Xem ra ngươi đêm nay chỉ có suốt đêm cút khỏi Nam Cảng. Tần Minh Đào nghe được Trần Tư Vũ đối với hắn tán thưởng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin, quay về Diệp Thần Phong nói rằng, không ai có thể trong lời nói sỉ nhục Trần học muội, ngươi có hay không loại lại thêm một cái tiền đặt cược. Nếu như ngươi thua rồi, ngươi muốn hướng về Trần học muội quỳ xuống xin lỗi, nếu như ta thua, ta cho ngươi quỳ xuống xin lỗi,
người có hay không loại đáp ứng. Diệp Thần Phong trong lòng nguyên bản liền hoài nghi Tần Minh Đào chính là kinh sát cục bên trong nằm vùng, trước mắt nhìn thấy Tần Minh Đào bộ này tôn tử dạng. Thuận miệng nói rằng, nếu ngươi phải cho ta quỳ xuống, như vậy ta nào có không đáp ứng đạo lý. Nguyên bản Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ còn cảm thấy Tần Minh Đào cách làm có chút không thích hợp. Có thể nghe được Diệp Thần Phong cái kia tự cho là sau, đôi này, chuyện này đối với phụ nữ trong lòng đều thầm mắng. Diệp Thần Phong là một cái không đầu óc công tử bột, rõ ràng là căn bản không có cơ hội thủ thắng, nhưng còn phải đáp ứng loại này tiền đặt cược. Cái kia bốn tên xà kích bên trong trách nhiệm kinh viên, bọn họ cũng mơ mơ hồ hồ hiểu rõ đến tình huống dưới mắt, vậy thì là Tần Minh Đào muốn cùng Diệp Thần Phong so đấu thương pháp. Tần Minh Đào nhưng là nam cảng kinh giới bên trong thương thần, hầu như là có trẻ tuổi kinh sát sùng bái đối tượng. Lại mà bọn họ lại nghe được Tần Minh Đào cùng Diệp Thần Phong tân thêm tiền đặt cược sau, này bốn tên trách nhiệm kinh sát lập tức đứng ở Tần Minh Đào bên này, đối với Diệp Thần Phong đầu đi tới xem thường ánh mắt, thậm chí còn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lên. Ai bắt đầu trước? Trần Kiến Quân mở miệng hỏi. Trần Trưởng Phòng, để ta đi tới. Tần Minh Đào đứng ra nói rằng, đem một cái chứa đầy 10 phát đạn súng lục cầm ở trong tay, ánh mắt nhìn về phía trước 50 mét có hơn địa phương. Hướng về Trần Kiến Quân khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nương theo Trần Kiến Quân một tiếng bắt đầu, 50 mét có hơn phóng ra bóng bàn máy móc khởi động. 3. Hai viên bóng bàn lấy không nhanh không chậm tốc độ lần lượt phóng ra hướng về phía giữa không trung. Cùng lúc đó, hai tiếng súng hưởng cũng hầu như là trong cùng một lúc vang lên, giữa không trung hai cái bóng bàn trực tiếp bị đánh nổ. Thấy cảnh này bốn tên trách nhiệm kinh sát, bọn họ trong ánh mắt đối với Tần Minh Đào sùng bái tình càng thêm nồng nặc, nữ kinh sát Trần Tư Vũ trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, liền ngay cả Trần Kiến Quân cũng không tự chủ được gật gật đầu. 3-3-3. Ở giữa không trung hai viên bóng bàn vừa bị đạn đánh nổ, máy móc bên trong lại liên tục bắn ra ba viên bóng bàn, tốc độ rõ ràng phiên thật nhiều lần. Ầm ầm ầm. Tần Minh Đào liên tiếp kéo ba lần cò súng. Đầu hai lần thuận lợi đem hai viên bóng bàn cho đánh nổ, còn viên đạn cuối cùng chỉ là ở người thứ ba bóng bàn trên hiểm mà lại hiểm trà sát quá khứ, bất quá, cũng coi như là đem viên thứ ba bóng bàn đánh cho tới. 3-3-3-3-3. Khi, làm Tần Minh Đào trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cuối cùng năm viên bóng bàn cũng phóng ra đi ra, nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Minh Đào xạ kích, cuối cùng năm viên bóng bàn liền rơi xuống đến trên đất. Cho dù như vậy, cái kia bốn tên trách nhiệm kinh viên cũng lập tức vỗ tay, Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ đồng dạng vì là Tần Minh Đào cổ trưởng, Trần Kiến Quân hài lòng nói, không sai, không sai, Minh Đào, thương pháp của ngươi vẫn không có lùi bước. Trần Tư Vũ khiêu khích nhìn Diệp Thần Phong, khinh bỉ nói, Diệp Thần Phong, thế nào? Ta xem ngươi thẳng thắn chịu thua đạt được, vạn nhất đến lúc liền một viên bóng bàn cũng không có bắn trúng, ném vẫn là ngươi mặt của mình. Diệp Thần Phong đối với Trần Tư Vũ phảng phất không nghe thấy, ta cười một tiếng nói, ngực của ngươi bộ ta mò định. Diệp Thần Phong bởi vai phải bàng bị thương, vì lẽ đó chỉ có thể dùng tả tay cầm lên súng lục đến, nhìn thấy Diệp Thần Phong tay phải cắm ở trong túi tiền, dĩ nhiên dùng tay trái sở trường thương, xem Diệp Thần Phong tay trái nắm thương động tác, người ở chỗ này một chút liền nhận định Diệp Thần Phong cũng không phải thuận tay trái, không phải thuận tay trái nhưng dùng tay trái nắm thương. Như vậy dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong chỉ có là đang giả bộ bê. Diệp Thần Phong, ngươi dự định phá quán tử phá quăng ngã sao? Ta xem ngươi căn bản không cần xạ kích, bởi vì kết quả đã sớm là nhất định. Trần Tư Vũ tức giận trừng mắt Diệp Thần Phong nói rằng. Trần Kiến Quân thấy Diệp Thần Phong tay trái nắm thương dáng dấp, hắn cũng là buồn cười lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ ai, Nam Cảng hiện tại tình huống như thế. Ta lại còn bồi tiếp một cái công tử bột ở đây lãng phí thời gian, ta xem ta là càng sống càng trở lại, mau mau kết thúc cuộc nháo kịch này, để Diệp Thần Phong lập tức rời đi Nam Cảng. Diệp Thần Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Kiến Quân hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, Diệp Thần Phong trực tiếp hồi đáp. Được, cái kia bắt đầu, Trần Kiến Quân phân phó nói. 3-3-ầm-ầm. Ở 50 mét có hơn máy móc vừa bắn ra hai viên bóng bàn thời điểm, Diệp Thần Phong cũng trong lúc đó liền bóp cò, thật giống liền nhắm vào đều không có nhắm vào, người ở chỗ này trên mặt nụ cười khinh thường là càng thêm dồi dào. Nhưng mà,
một giây sau. Những người này nụ cười trên mặt hoàn toàn đọng lại, bởi vì hai viên bóng bàn toàn bộ bị đánh nổ. Ba ba ba, ầm ầm ầm. Ở Trần Kiến Quân các loại chờ người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, làn sóng thứ hai ba viên bóng bàn lại liên tục nhanh chóng xạ kích đi ra, Diệp Thần Phong lại là cũng trong lúc đó bóp cò, dễ dàng đem ba viên bóng bàn cho đánh nổ. Ba 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 ba. Ở làn sóng thứ hai ba viên bóng bàn vừa bị đánh nổ thời điểm, làn sóng thứ ba năm viên bóng bàn đã phóng ra đến giữa không trung, đang đứng ở giảm xuống xu thế. Diệp Thần Phong cầm súng lục tay trái lần thứ hai bóp cò, ầm 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 ầm, không hề bất ngờ làn sóng thứ ba năm viên bóng bàn cũng toàn bộ cho đánh nổ. Phải biết Diệp Thần Phong là người nào? Hắn là tương lai quốc gia bồi dưỡng được đến siêu cấp nhân tài, hơn nữa bên trong thân thể có linh hồn lực phụ trợ, khắp mọi mặt năng lực không phải là người bình thường có thể đem so sánh, coi như dùng tay trái nổ súng, thương pháp của hắn cũng có thể triển khai kỹ thuật như thần. Chương 820, thân thể của ngươi là của ta rồi. Toàn bộ xạ kích bên trong châm là có thể nghe, chỉ có liên tiếp tiếng hít thở. 10 viên đạn, tỷ lệ trúng mục tiêu 100%, mỗi một viên đều bắn trúng bóng bàn. Trần Tư Vũ trong con ngươi xinh đẹp đầy dẫy khó mà tin nổi vẻ mặt, nàng phi thường rõ ràng trước mặt cái này xạ kích tuy rằng chuẩn bị 10 viên bóng bàn, thế nhưng coi như là trên thế giới thương pháp cao cấp nhất người, e sợ cũng không cách nào đem 10 viên bóng bàn trong số mệnh. Vì lẽ đó Tần Minh Đào có thể bắn trúng 5 viên bóng bàn, hắn đã có thể trở thành nam cảng hoàn toàn xứng đáng thương thần. Có thể Diệp Thần Phong dĩ nhiên tùy ý liền đem hết thảy bóng bàn đều bắn trúng. Hơn nữa dùng lại vẫn là tay trái. Ở từ trước thu thập trong tài liệu hiểu rõ, Diệp Thần Phong chỉ có điều là một cái vô học công tử bột, nhưng hiện tại Diệp Thần Phong trong lòng nàng hình tượng hoàn toàn lật đổ lại đây, cái này vô học công tử bột lại trở thành thương thần bên trong thương thần. Nguyên bản Trần Kiến Quân muốn mau mau kết thúc cuộc nháo kịch này, mà trước mắt Diệp Thần Phong biểu hiện ra kỹ thuật như thần thương pháp, để hắn không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên thâm trầm lên. Mà vừa còn tự tin cực kỳ Tần Minh Đào, cái miệng của hắn ba hơi mở ra, hắn đối với thương pháp của chính mình là tuyệt đối có tự tin, hắn biết coi như là ở toàn quốc bên trong, thương pháp của hắn cũng là có thể được xếp hạng thứ. Huống chi trước mặt Diệp Thần Phong chỉ là một cái công tử bột, có thể kết quả hắn nhưng chính là thua cái này công tử bột. Cái kia bốn tên ở xạ kích bên trong trách nhiệm kinh viên, khởi điểm trên mặt đối với Diệp Thần Phong xem thường biến mất rồi, thay vào đó chính là một vệt cuồng nhiệt, bất kể là bất kỳ thời đại đều là cường giả vi tôn, chỉ có ủng người có thực lực mới phải nhận được người khác tán thành. Mà Diệp Thần Phong vừa hay dùng thực lực chứng minh chính mình. Diệp Thần Phong đem tả súng lục trong tay bỏ qua một bên, ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Tần Minh Đào, hỏi, ngươi hiện tại là không phải có thể thực hiện cá cược. Hướng về ta quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi đi. Diệp Thần Phong đánh vỡ hiện trường trầm mặc. Trần Tư Vũ tuy rằng bị Diệp Thần Phong thương pháp cho khiếp sợ đến, nhưng nàng vẫn là đứng ở Tần Minh Đào bên này, chính là nam nhi dưới gối có hoàng kim, quỳ xuống đối với nam nhân mà nói nhưng là vô cùng nhục nhã. Diệp Thần Phong, người không muốn thật quá mức rồi, người đã thắng thương pháp so đấu, cần phải như thế bức bách Tần học trưởng sao? Trần Tư Vũ nũng nịu quát lên. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói rằng, Trần Tư Vũ, giữa chúng ta cá cược các loại chờ, buổi tối lại chậm rãi toán, còn ngươi vị này Tần học trưởng chẳng lẽ không biết tuân thủ hứa hẹn sao? Vụ cá cược này là hắn nói ra, có thể hiện tại hắn lại muốn đổi ý, ta nhìn hắn liền làm nam nhân tư cách đều không có. Trần Trưởng Phòng, người nói đúng chứ? Giữa chúng ta cũng là có cá cược, ai đổi ý ai chính là rùa đen khốn kiếp. Đây chính là chúng ta đã sớm nói cẩn thận, ta nghĩ Trần Trưởng Phòng khẳng định không muốn tự rùa đen khốn kiếp chứ? Diệp Thần Phong cười nói. Trần Kiến Quân khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, nhớ tới vừa nãy Diệp Thần Phong bổ sung câu nói này, này rõ ràng chính là Diệp Thần Phong đang đào hầm cho hắn khiêu, mà hắn nhưng còn khiêu vui mừng như vậy. Nhớ tới Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối đều phi thường bình tĩnh, hiện tại Trần Kiến Quân mới biết Diệp Thần Phong cũng không phải cái gì ngu xuẩn công tử bột, mà là đã sớm nắm chắc phần thắng. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Minh Đào, ngón tay của hắn then chốt nắm một trận trắng bệch. Muốn hắn hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, hắn tuyệt đối không làm được. Nhìn Diệp Thần Phong cả lơ phất phơ dáng dấp, trong lòng của hắn lửa giận là càng thiêu càng dồi dào, một cái không khống chế lại.
đem bên hông hắn phối thương cho rút ra, không chút do dự đem nòng súng nhắm ngay Diệp Thần Phong. Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ đang nhìn đến Tần Minh Đào động tác sau khi, hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt lập tức sốt sáng lên, Trần Kiến Quân vừa định muốn mở miệng quát bảo ngưng lại thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thần Phong tay trái trong nháy mắt đưa ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ở Tần Minh Đào còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hắn liền đem Tần Minh Đào trong tay nắm thương, bắt được tay trái của chính mình bên trong, sau đó, ở tất cả mọi người vẫn không có biết rõ là tình huống thế nào thời điểm. Chỉ nghe bùm bùm một trận âm thanh, Diệp Thần Phong đem nắm ở tả súng lục trong tay, trong nháy mắt hóa giải thành linh kiện, bỏ vào bên cạnh trên một cái bàn. Một giây, nhiều lắm chỉ có hai giây đồng hồ, Diệp Thần Phong chỉ cần dùng tay trái liền đem súng lục hóa giải thành linh kiện, đây rốt cuộc muốn đối với súng ống quen thuộc tới trình độ nào mới có thể làm được. Nhưng mà, khiếp sợ còn chưa kết thúc, ở tất cả mọi người trợn mắt lên thời điểm. Diệp Thần Phong tay trái ở bàn súng lục linh kiện trên, cực kỳ nhanh chóng lướt tới, một cái hoàn chỉnh súng lục lại xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay trái, họng súng đen ngòm quay về trợn mắt ngoác mồm Tần Minh Đào. Lại là một giây đồng hồ, Diệp Thần Phong trực tiếp sẽ bị hóa giải thành linh kiện súng lục, nhanh đến cực hạn bính được rồi, ở đây bất kỳ không có bất kỳ ai nhìn thấy Diệp Thần Phong là làm thế nào đến. Thương là chơi như vậy, Diệp Thần Phong trêu tức nhìn Tần Minh Đào. Tiếp tục nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ta không thích người khác dùng súng lục nhắm ngay đầu của ta, bình thường dùng súng lục nhắm ngay ta đầu người, bọn họ cũng đã đi gặp Diêm Vương gia. Diệp Thần Phong không muốn chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp quay về Trần Kiến Quân, nói rằng, Trần Trưởng Phòng, hiện tại ta thắng lần này so đấu, từ giờ khắc này, các ngươi Nam Cảng bên này kinh lực nhất định phải toàn bộ nghe ta chỉ huy, hiện tại đi ngươi trong phòng làm việc. Đem ta cần tư liệu trước tiên cho ta nhìn một chút. Trần Kiến Quân từ dại ra trên nét mặt chậm rãi chậm lại, mặc kệ Diệp Thần Phong có phải là công tử bột, Diệp Thần Phong kỹ thuật như thần thương pháp cùng với đối với súng ống cực kỳ quen thuộc, điểm này là không thể phủ nhận. Trần Kiến Quân là cái nói một không hai người, trong lòng thở dài, nói rằng, Diệp tiên sinh, ta nói ra khẩu hứa hẹn nhất định sẽ tuân thủ, người đi theo ta đi. Nói. Trần Kiến Quân liền hướng về xạ kích thất bên ngoài đi đến. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Tần Minh Đào, cười nói, nếu ngươi không muốn làm nam nhân, như vậy ta cũng không cần thiết buộc ngươi, rõ ràng là chính mình nói ra tiền đặt cược, hiện tại ngươi xem một chút chính ngươi như cái thứ gì. Như loại người như ngươi liền cho ta quỳ xuống tư cách đều không có. Nhìn thấy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ Tần Minh Đào, Trần Tư Vũ cho rằng Diệp Thần Phong làm thật quá mức rồi. Tuy rằng trong lòng nàng cũng cảm thấy Tần Minh Đào không quá nam nhân, thế nhưng nàng dù sao cùng Tần Minh Đào ở chung lâu, nàng cùng Tần Minh Đào quan hệ, nói chung muốn so với cùng Diệp Thần Phong quan hệ tốt. Diệp Thần Phong, ngươi chỉ có điều là thương pháp khá một chút mà thôi, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, lão nương đem thân thể của ta đều cho ngươi. Trần Tư Vũ từ nhỏ cũng không phải một cái yêu thích người nhận thua, huống hồ nhiều năm trước nàng liền vẫn ghi nhớ mối hận Diệp Thần Phong. Trực tiếp một cước hướng về Diệp Thần Phong bên hông đá tới. Lấy Trần Tư Vũ thân thủ ở kinh đội bên trong hay là cao thủ, có thể ở Diệp Thần Phong trước mặt căn bản không có chút nào đủ xem. Diệp Thần Phong tay trái cấp tốc vươn ra ngoài, trực tiếp đem Trần Tư Vũ bắp đùi bắt lại, dùng sức hướng về trong ngực của mình lôi kéo. Trần Tư Vũ thân thể mềm mại trong nháy mắt va tiến vào Diệp Thần Phong trong ngực, trước ngực một đôi cao vót, chăm chú chặn lại Diệp Thần Phong lồng ngực. Diệp Thần Phong đối với nữ nhân này cũng thực sự đủ không nói gì, hắn nguyên vốn không muốn ăn Trần Tư Vũ đậu hũ, cũng không có đem cùng Trần Tư Vũ cá cược coi là chuyện to tát, nhưng là cái này không phân tốt xấu nữ nhân dĩ nhiên chủ động xuất kích, như vậy Diệp Thần Phong cảm thấy tất yếu cho đối phương một chút giáo huấn, bằng không hắn vẫn là một người đàn ông sao. Diệp Thần Phong cánh tay trái ôm lấy Trần Tư Vũ thon thả, ở Trần Tư Vũ còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Tay trái của hắn cánh tay cũng đã nhanh chóng chuyển qua Trần Tư Vũ trước ngực hai tòa cao vót lên, bàn tay trái nắm lấy một ngọn núi, dùng sức nhào nặn mấy cái, sau đó, lập tức buông ra Trần Tư Vũ, trực tiếp hướng về xạ kích thất đi ra ngoài, chỉ có điều trước khi đi, hắn còn vô liêm sỉ nói một câu, sau đó đem thân thể của chính mình tẩy rửa sạch sẽ, chờ ta đến hưởng thụ ngươi phục vụ, hiện tại thân thể của ngươi đã là của ta rồi. Trần Tư Vũ cảm giác trước ngực trên ngọn núi tê tê dại dại. Con người dại ra nhìn Diệp Thần Phong rời đi xạ kích thất, một đôi mắt khuông bên trong trở nên càng ngày càng đỏ,
lớn như vậy thân thể của nàng vẫn không có bị người cho như thế sờ qua đây. Ngoại trừ 5, 6 năm trước lần đó, Trần Tư Vũ đi kinh thành làm nằm vùng, bất quá, lần đó nàng cũng là bị Diệp Thần Phong ăn đậu hũ. Đương nhiên Diệp Thần Phong thật sự không có ý định cùng Trần Tư Vũ muốn phát sinh một chút gì. Về phần hắn rời đi xã kích thất trước nói câu nói sau cùng, thuần túy cũng chỉ là muốn trêu đùa Trần Tư Vũ mà thôi, cũng không tồn tại bất kỳ ý nghĩ xấu xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.